Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 256, sợi dây nhân quả, tòa thành trên không. Nói không chừng tổ chức này căn bản không có bản lĩnh phòng thân gì hết, cho nên mới khiến cho nữ yêu tinh như thông nương cùi bắp nhường ấy, yêu lực 300 năm mà chẳng xài được tí gì. Trong lúc Tống Thư Hàng đang nghĩ linh tinh, thì tổ chức yêu quái kia đột nhiên tới tìm thông nương, nói muốn truyền thụ tuyệt học cho cô. Ái chà, có cả tuyệt học cơ à? Tống Thư Hàng lập tức hưng phấn, không uổng công ta biến thành cộng hành bấy nhiêu năm, hôm nay cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi. Thông nương kia sau 300 năm mà vẫn cùi bắp như thế, nói không chừng là vì cô ta không chăm chỉ luyện tuyệt kỹ. Nếu đã thế, thì để Tống Thư Hàng luyện thành toàn bộ tuyệt học này, sau đó, sẽ phát huy quang đại. Tống Thư Hàng giỏng tai lên, bắt đầu nghe vị trưởng lão truyền công kia truyền thụ, tuyệt học bất truyền của tổ chức yêu quái. Truyền công trưởng lão rút ra một quyển thư tịch dày thật dày rồi bắt đầu giới thiệu. Tuyệt học có tên là, 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải có để có thể ngoan cường sống sót, nội dung được viết bằng thứ văn tự kỳ lạ mà Tống Thư Hàng xem không hiểu, nhưng nhìn sơ qua mục lục tuyệt học thì có vẻ như rất dài. Sao tên của loại tuyệt học này nghe bèo nhèo thế nhỉ? Nghe qua cũng không giống tên của tuyệt thế thần công lắm. Trong lòng Tống Thư Hàng có chút lo lắng. Có lẽ, chỉ là do cái tên có nghe bèo nhèo thế thôi. Còn nội dung nói không chừng lại rất mạnh thì sao? Hắn tự an ủi bản thân như vậy. Tiếp sau đó truyền công trưởng lão bắt đầu giới thiệu về nội dung tuyệt học. Nội dung quả thật rất phong phú đa dạng, những kỹ năng chủ động tấn công có thuật ăn cắp thần thánh, làm sao để có thể thuận lợi lập nhóm chấn lột tu sĩ nhân loại, 500 cách đầu hành khi đánh không lại tu sĩ nhân loại, tuyệt kỹ mị lực sắc dụ của nữ yêu tinh xinh đẹp. Kỹ năng phản kích bị động có các loại kỹ năng như, nữ yêu phải làm sao để thành công biến thành bổ nhí của nam chủ nhân, cộng với 13 chiêu cung đấu cùng đạo lữ của nam chủ nhân, nam yêu phải làm kiểu gì để nữ chủ nhân thích, 7 cách thành công đá bay đạo lữ của nữ chủ nhân. Tống Thư Hàng nghe xong nhất thời sụp đổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái đậu xanh rau má. Đây là mấy cái tuyệt học khỉ gió gì thế này. Chẳng trách lúc mình gặp phải thông nương này. Cứ cảm thấy đầu óc cô ta không được bình thường, hành vi thì quái dị đủ kiểu. Đặc biệt là cái tuyệt chiêu, tuyệt kỹ mị lực sắc dụ của nữ yêu xinh đẹp kia, đúng thật là đại chiêu độc môn tự mình hại mình, giống như đang nói với người ta tới đây thăng hoa đi. Hóa ra đều là do cái tổ chức yêu quái này gây nên. Tống Thư Hàng tuyệt vọng tột cùng. Tự mình biến thành một cộng hành lâu như thế, chịu hết mọi khổ cực, kết quả chỉ thu hoạch được phần, tuyệt học yêu quái, vô dụng này thôi sao? Khốn kiếp, đi chết một vạn lần cho ta. Còn nữa, hãy mau cho ta tỉnh lại, ta không muốn tiếp tục mơ nữa. Nhưng kiểu quái mộng, ký ức, này căn bản không phải Tống Thư Hàng muốn tỉnh là tỉnh lại được. Tống Thư Hàng không có lựa chọn nào cả, chỉ có thể đứng từ góc độ của thông nương, từ từ trải nghiệm kiếp sống của cô ta. Trong mơ, thông nương ngây thơ trong trắng bắt đầu chăm chỉ học từng chiêu từng thức của cái 200 bản lĩnh này. Cô ta luyện tập cần cù, không kể ngày đêm. Không biết nếu Xích Tiêu Tử đạo trường nhìn thấy cảnh này, thì không biết có thương tâm mà khóc ròng luôn không đây. Ông còn mong mỏi cộng hành tinh nho nhỏ này sẽ có tương lai vô hạn. Xem ra bây giờ tương lai của gốc hành tinh nhỏ cũng đã bị chó ăn sạch rồi còn đâu. Ngoài ra, theo thông nương luyện, tuyệt kỹ, ngày càng thành thục, thì trong lòng Tống Thư Hàng sinh ra một dự cảm không lành. Bất kể là người hay yêu sau khi tu luyện thành rồi đều sẽ xuống núi đúng không? Sau khi xuống núi, kiểu gì cũng sẽ kiếm một đối thủ để thử thành quả bao nhiêu năm tu luyện của mình đúng không? Và nếu như sau khi cộng hành tinh kia xuống núi gặp ngay một vị tu sĩ nhân loại là nam, rồi lại thi triển cái bộ tuyệt học tự đào hố chôn mình kia, thì liệu có bị người ta làm luôn không? Không được đâu, bây giờ mình còn đang ở ké, trong thân xác của thông nương mà, đang dùng thị giác của thông nương để thể nghiệm toàn bộ. Nếu như mà bị làm thật thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn đó. Không thể được, kết cục này tàn nhẫn quá. Mau kết thúc giấc mơ tàn khốc này đi. Bây giờ tỉnh lại vẫn còn kịp, mau tỉnh lại đi. Linh hồn Tống Thư Hàng đang dãy giụa. Nhưng tất cả chỉ đều uổng công mà thôi. Thời gian trôi qua cực nhanh, cảnh tượng trong mơ đã qua thêm một năm nữa. Thời khắc tuyệt vọng cũng đã đến, trong mộng, thông nương tự cho rằng bản thân đã luyện thành thần công, nên chuẩn bị xuống núi. Sau đó... Giống hệt như những gì Tống Thư Hàng đã suy nghĩ, thông nương bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của tu sĩ nhân loại. Tống Thư Hàng thở dài, bắt đầu làm công tác tư tưởng cho chính bản thân,
như kiểu, nếu mình biến thành một cô gái, lại bị người ta đè ra ấy ấy, thì mình phải điều chỉnh tâm lý bản thân kiểu gì đây nhỉ? Móc lửng. Nhưng mà, điều chỉnh con khỉ khô, tâm lý kiểu này điều chỉnh thế nào được? Tống Thư Hàng gào lên, thả ta ra đi mà, tới lúc kết thúc rồi đấy, bây giờ kết thúc vẫn còn kịp. Nhưng tất cả những nỗ lực dẫy dụa ấy đều phí công. Lúc này, Thông Nương vẫn tìm kiếm không màn vất vả, rốt cuộc cũng tìm được một hòa thượng. Tại sao lại chọn hòa thượng ấy à? Theo như Thông Nương điều tra biết được thì vị hòa thượng này tên là Cửu Đăng, mày rậm mắt to, bộ dạng trông cũng tuấn tú lắm. Dáng người cao cao, gầy gầy, bộ tăng bào rộng thùng thình khoác lên người y càng khiến người ta cảm thấy y cực kỳ gầy. Nhưng tuy rằng dáng người Cửu Đăng hòa thượng hơi gầy một chút, nhưng ngực lại rất phát triển, bộ tăng bào rộng thùng thình cũng không thể che khuất bộ ngực kia được. Ua, đợi đã, có phải sai sai ở đâu rồi không nhỉ? Tống Thư Hàng đang trong lúc suy nghĩ thì Thông Nương đã bắt đầu tấn công Cửu Đăng hòa thượng rồi. Đầu tiên là dùng thuật ăn cắp thần thánh, sau đó là làm sao để lập nhóm chấn lột của tu sĩ nhân loại, tiếp theo là 500 cách đầu hàng khi đánh thua tu sĩ nhân loại. Đánh xong hết một bộ, quả thự hoàn mỹ tựa như trong sách giáo khoa. Nhưng mặc kệ kỹ năng cô thi triển ra hoàn mỹ cỡ nào đi nữa, đều hề có hiệu quả gì với Cửu Đăng hòa thượng. Thông Nương đã bị đánh bại hoàn toàn. Cuối cùng, Thông Nương cắn răng thi triển tuyệt kỹ mị lực sắc dụ của nữ yêu xinh đẹp. Móc lửng. Không hổ là tuyệt chiêu cuối, hiệu quả thật sự không hề tầm thường. Cửu Đăng hòa thượng trúng chiêu. Sau đó, cô ta tiến lên, ấy, Thông Nương làm một cú cho sướng. Là cô ta, Tống Thư Hàng không hề hình dung sai. Cửu Đăng hòa thượng là nữ, cho nên dáng người mới gầy như thế, ngược lại phát triển nhường ấy. Tống Thư Hàng trơ mắt nhìn tất cả những chuyện xảy ra trước mặt, trong lòng lại cảm thấy may mắn là tuy rằng bách hợp không thể sinh con, nhưng hắn có thể dâng lên lời chúc phúc chân thành tha thiết nhất cho bọn họ. Nhất thì hắn không cần phải lo lắng về vấn đề, điều chỉnh tâm lý bản thân khi xuyên thành con gái bị người ta thịt. Sau khi cô nàng Cửu Đăng ăn trọn Thông Nương xong thì hai người bọn nó đều đần mặt ra. Nội dung tiếp theo thì Tống Thư Hàng đã biết rồi, Cửu Đăng đưa Thông Nương quay về chùa, trấn áp cô ta gần 300 năm. Tiếp theo không phải là để mình cũng bị nhốt 300 năm luôn đấy chứ. Mình đã trở thành một cộng hành lâu lắm rồi, chịu đủ lắm rồi, trong lòng Tống Thư Hàng vô cùng sợ hãi. Nhưng mà, đúng lúc này, hình ảnh trước mặt hắn đột nhiên thay đổi. Hắn không dùng thị giác của Thông Nương nữa. Tống Thư Hàng phát hiện thị giác của mình đang ở dạng một linh hồn lơ lửng trên không, lấy góc độ của Thượng Đế để nhìn xuống Thông Nương và Cửu Đăng ở bên dưới. Rốt cuộc giấc mộng này sắp kết thúc rồi à? Tống Thư Hàng mừng thầm trong bụng. Giấc mộng này, ngoại trừ cái tuyệt học 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải có để có thể ngoan cường sống sót dở hơi kia ra thì hắn không thu hoạch được gì cả. À, có lẽ cũng không phải không có được gì. Ít nhất thì hắn phát hiện sự kiên nhẫn của mình đã tăng lên rất nhiều. Mặc kệ là ai, biến thành một cộng hành, ở một mình trên núi hứng nắng phơi sướng suốt mấy chục năm thì sự kiên nhẫn cũng sẽ tăng lên mà thôi, chắc chắn luôn. Dù rằng cái giá của việc này có hơi lớn một chút. Trong lúc Tống Thư Hàng đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lóa lên xen lẫn đớn đau. Hắn bất giác nháy mắt một cái. Khi hắn mở mắt ra lần nữa thì hắn thấy được cảnh tượng khá kỳ lạ. Có đủ loại tơ màu xanh, tơ màu vàng, tơ màu hồng, tơ bảy màu, còn có loại tơ màu đỏ như máu, màu đen tuyền, đang răng khắp nơi. Tống Thư Hàng vội vàng cúi đầu nhìn về phía bản thân mình. Hắn phát hiện trên người mình cũng có vài sợi tơ. Số lượng ít nhất là 5 sợi tơ màu đen, kéo vào tận trong hư không, chẳng thấy điểm cuối đâu. Tiếp theo là sợi tơ màu đỏ thấm như máu, có 6 sợi. Sợi tơ màu đỏ là tơ đứt ngang, đầu kia của nó còn đang tung bay trong gió. Số lượng sợi tơ màu trắng là nhiều nhất, chừng mấy ngàn sợi, cũng kéo thẳng vào hư không, chẳng nhìn thấy điểm cuối. Màu lam cũng có gần 100 sợi. Sợi tơ màu vàng thì có hơn 20 sợi, những sợi tơ này kéo tới khắp các góc trên thế giới, vì xa quá cho nên Thư Hàng cũng không biết rốt cuộc đầu kia của mấy sợi tơ này là gì. Trong đó đặc biệt nhất chính là một sợi tơ bảy màu, nối liền linh hồn của mình với Thông Nương ở bên dưới. Sợi tơ bảy màu này giống như một sợi dây diều, khiến cho Thông Nương có thể kéo theo Thư Hàng mà đi. Thư Hàng giống như một con diều, bị người ta thả bay trên bầu trời. Những sợi tơ này là gì đây? Tống Thư Hàng cố gắng vươn tay muốn chộp lấy sợi tơ bảy màu kia, nhưng lại bắt hụt.
không thể chạm vào nó được. Người bình thường căn bản không thể nhìn thấy những sợi tơ này. Không chỉ là người thường, thậm chí có thể ngay cả tu sĩ cũng không nhìn thấy những sợi tơ này, ngay cả Cửu Đăng Hòa Thượng ở bên dưới cũng không nhìn thấy. Trong lúc Tống Thư Hàng đang cảm thấy nghi hoặc thì hắn đột nhiên nhìn thấy trên người Cửu Đăng có một sợi dây đang vươn ra. Đó là một sợi dây màu hồng, vươn tới chỗ Thông Nương như xúc tua. Còn trên người của Thông Nương cũng có một sợi tơ màu hồng vươn ra nối liền với sợi tơ của Cửu Đăng Hòa Thượng. Sau đó, hai sợi tơ kia hợp lại làm một sợi tơ màu hồng. Cái này, lẽ nào đây chính là tơ nhân duyên trong truyền thuyết? Ngàn dặm xe duyên chung một đường, Tống Thư Hàng kinh ngạc mở to hai mắt. Không, không đúng. Nếu như thứ này là tơ hồng thì mớ tơ trên người mình là gì đây? Nếu như toàn bộ mấy ngàn sợi tơ màu trắng trên người mình cũng là tơ hồng thì chẳng lẽ mình phải mở luôn nguyên cái hậu cung luôn à? Nếu như không phải tơ hồng thì lẽ nào là nhân quả? Tống Thư Hàng suy đoán. Nếu như đây là dây nhân quả thì sao? Nếu thế thì đúng là có khả năng. Nếu như là dây nhân quả thì mấy màu này đại diện cho cái gì đây? Mấy sợi màu hồng này chắc là đại diện cho nhân duyên hoặc tương tự như thế, bởi vì sau khi Cửu Đăng ấy thông nương xong thì mới có sợi tơ này. Vậy thì cái sợi bảy màu này đại diện cho cái gì? Quan hệ giữa mình và thông nương là gì đây? Lẽ nào là vì mình đã ăn cô ta? Mà màu đen, trắng, đỏ, vàng này lại đại diện cho cái gì? Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư thì bên dưới lại có biến hóa. Sợi tơ màu hồng trên người của Cửu Đăng Hòa Thượng và Thông Nương lại bắt đầu dục dịch. Sợi tơ màu hồng kia xuyên thấu qua thân thể Thông Nương. Sau đó, men theo sợi tơ bảy màu của Tống Thư Hàng và Thông Nương bò lên trên. Cuối cùng, cắm rễ luôn trên người Tống Thư Hàng. Thông Nương giống như biến thành nơi nối tiếp, gắn kết Cửu Đăng Hòa Thượng và Tống Thư Hàng lại một chút. Chuyện gì thế này? Tâm thần của Tống Thư Hàng chấn động, cảm giác không dám tin. Nếu như nói, sau khi Cửu Đăng ấy thông nương xong, hai người bọn họ nảy sinh tình yêu bách hợp, nên mới tạo thành sợi tơ nhân quả màu hồng kia thì cũng hợp lý. Nhưng sợi tơ nhân quả này cắm rễ vào mình là có ý gì đây? Chẳng lẽ, lúc mình nhập vào trong cơ thể thông nương, Cửu Đăng lại ấy thông nương, nên cũng đã vấy bẩn mình luôn? Có cần phải tới mức này hay không? Sợi tơ này hoàn toàn không cần phải nối với ta kia mà. Các người ấy nhau là chuyện các ngươi, ta chỉ là người đứng xem phim 3D thôi mà. Sau khi sợi to màu hồng kia nối liền với người của Tống Thư Hàng xong thì tâm thần của Tống Thư Hàng lại chấn động thêm lần nữa. Tỉnh mộng rồi. Chấm. Rốt cuộc cũng tỉnh rồi à. Lần này nằm mơ lâu quá, Tống Thư Hàng mở mắt ra, sau đó hắn phát hiện mình đang nằm bên cạnh Bạch Tôn Giả. Hắn lại càng hoảng sợ hơn. Lập tức bật dậy ngay. Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài, phát hiện sắc trời đã tối, xem ra lần này hắn ngủ khá lâu ấy nhỉ. Có lẽ người nhà thấy mình ngồi trên đất ngủ gục nên mới đỡ mình lên nằm ngủ cạnh Bạch Tôn Giả chăng. Lúc này, Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn xuống. Sau đó, hắn phát hiện trên ngực mình và trên người của Bạch Tôn Giả được gắn kết bởi một sợi tơ màu vàng. Đồng thời, những sợi tơ màu xanh, màu trắng, màu đen, màu vàng kia tản ra khắp bốn phương tám hướng khác nhau. Không hề kéo thẳng vào hư không, như trong mơ. Tơ màu vàng đại diện cho quan hệ giữa ta và Bạch Tôn Giả. Vậy thì hơn 20 sợi tơ màu vàng trên người mình là đại diện cho những vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đã từng tiếp xúc với mình à? Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Sau đó, những sợi tơ màu xanh khác thì kéo dài ra, chỉ về phía các căn phòng khác trong nhà. Tơ màu xanh là đại diện cho quan hệ của người nhà sao? Tống Thư Hàng đoán. Như vậy, mớ tơ màu trắng kia đại diện cho cái gì đây? Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía sợi tơ màu hồng kia. Một đầu của sợi tơ màu hồng kia nối liền với thông nương ở trong túi áo hắn, sau đó lại kéo dài ra, vươn lên cao thật cao trên bầu trời. Thư Hàng bất giác vươn tay, muốn chạm vào sợi tơ này thử. À, quên mất là mình không thể chạm được vào những sợi tơ này, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Nhưng đúng lúc hắn đang nghĩ thế thì hắn lại cảm giác tay của mình đã chạm vào sợi tơ màu hồng kia. Bạc! Lúc đụng vào sợi tơ màu hồng kia, mắt hắn lại đau đớn. Dường như có một cổ lực lượng nào đó thoát ra khỏi mắt của hắn. Thứ này vốn không phải lực lượng của bản thân hắn, chẳng qua là vì vài lý do nào đó nên mới tạm thời ở trên người hắn mà thôi. Sau khi lực lượng kia thoát ra, vô số tơ răng đầy trời trước mắt hắn đã biến mất tăm. Mà trong lúc số tơ này biến mất, trong đầu Tống Thư Hàng đột nhiên xuất hiện một hình ảnh men theo sợi tơ màu hồng kia,
nơi đó có một hòn đảo khổng lồ, vô cùng hoa lệ. Chương 257, tay không rửa ruột. Hình ảnh về tòa thành trên không kia chỉ thoáng lóe lên trong đầu của Tống Thư Hằng mà thôi. Nhưng dù là thế, mức độ hoành tráng của tòa thành trên không kia cũng khiến cho Tống Thư Hằng phải kinh thán, bởi vì nó tráng lệ tới mức không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung được. Hơn nữa, ở trong hình ảnh kia, tòa thành trên không đó như ẩn như hiện, có vẻ vô cùng chân thật, nhưng lại khiến người ta cảm giác nó hư ảo mờ mịt. Hai loại cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau này cùng tồn tại ở trên tòa thành kia. Tống Thư Hằng giơ tay xoa xoa huyệt thái dương của mình. Lại nói, nghĩ tới hòn đảo lơ lửng trên bầu trời kia thì hắn lập tức nhớ đến một chuyện ngay, đó là hòn đảo thần bí xuất hiện ở Biển Đông. Nơi mà ngay cả các vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đi vào trong cũng bị mất trí nhớ. Phải biết rằng trong số những người tiến vào hòn đảo thần bí đó lần trước có cả một vị tu sĩ lục phẩm là Cổ Hồ Quan Chân Quân. Liệu tòa thành trên không đó có phải là hòn đảo thần bí kia không nhỉ? Nếu như nó là hòn đảo thần bí kia, dựa vào phương hướng của sợi tơ nhân quả, thì bây giờ Cửu Đăng đưa Thông Nương đi vào 300 năm trước đang ở trên hòn đảo thần bí à? Đồng thời, Thư Hằng nhớ tới bản thân hành tinh cũng đã từng nói, cô ta chỉ vừa mới được thả ra khỏi Phật tự mà thôi, như vậy, Cửu Đăng kia cũng mới lên hòn đảo thần bí hay sao? Không đúng, cũng có khả năng là Cửu Đăng đã lên hòn đảo kia lâu lắm rồi, còn hành tinh là vì đã tới kỳ hạn nên mới được thả ra chăng? Hòn đảo thần bí à? Tống Thư Hằng lẩm bẩm. Hắn có dự cảm khá xấu, tựa như hòn đảo kia đang nhiệt tình giơ tay ra ngoắc hắn. Chà, tiểu huynh đệ rốt cuộc cũng tỉnh rồi đấy à? Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai của hắn. Tống Thư Hằng giật mình, giọng nói này gần như thế mà hắn vẫn không hề cảm ứng được chút nào. Nếu như là kẻ thù thì hắn đã chết mấy lần rồi. Thư Hằng quay đầu lại, nhìn về phía thanh âm kia. Sau đó, hắn lập tức nhìn thấy một người đàn ông trùm chăn kín mít, cũng hình như là vị Vân Vũ đạo trưởng của Không Không đạo môn đã bị thiên thạch đập bất tỉnh nhân sự kia. Lúc này, Vân Vũ đạo trưởng đang lơ lửng trên trần nhà phòng hắn, mặt mang ý cười. Ơ kìa, là đạo trưởng đấy à? Tống Thư Hằng gật đầu, đạo trưởng ngài tỉnh rồi sao? Nhờ ơn của ngươi nên ta mới có thể tỉnh lại nhanh như thế. Trong lúc nói chuyện, Vân Vũ đạo trưởng nhìn Bạch Tôn giả trông vừa giống tu luyện lại giống như đang nằm ngủ ở trên giường với vẻ kiêng dè. Trên người vị tu sĩ cường đại này liên tục thu nạp linh khí trong thiên địa, khiến cho trong nhà Tống Thư Hằng bây giờ tràn ngập linh lực. Nhờ phúc của y, nên vì có sự trợ giúp của vô số linh lực tinh thuần cỡ này, thương thế trên người Vân Vũ đạo trưởng khôi phục rất nhanh, nên mới nhanh chóng tỉnh lại. Ngoài mặt thì Tống Thư Hằng mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Hắn còn định thừa dịp Vân Vũ đạo trưởng hôn mê, trực tiếp gọi điện thoại cho Hoàng Sơn Chân Quân, để Hoàng Sơn Chân Quân tới đưa Vân Vũ đạo trưởng đi. Nhưng nào ngờ giữa chừng xảy ra quá nhiều chuyện, khi hắn tỉnh lại thì Vân Vũ đạo trưởng cũng đã tỉnh từ lâu. Vì để cảm tạ ngươi đã ra tay giúp đỡ, nên ta cũng giúp ngươi một việc nhỏ, xem như đáp lễ, Vân Vũ đạo trưởng nói, sau đó hắn vươn tay ra, để lộ ra một khối kết tinh màu xanh lá ở trong lòng bàn tay của hắn. Giúp đỡ, đây là thứ gì? Tống Thư Hằng nghi hoặc nhìn về thứ nằm trong lòng bàn tay của Vân Vũ đạo trưởng. Ngươi không nhớ no à? Cũng đúng. Lúc ngươi ăn vào thì nó không phải như thế, Vân Vũ đạo trưởng cười nói, đây là hạt giống của một gốc hành tinh, không phải ngươi đã ăn nó à? Tuy rằng bản thân hành tinh ăn vào là đồ đại bổ, nhưng trước khi ăn nó thì ít nhất ngươi cũng phải loại bỏ yêu khí ở bên trong đã chứ. Xem ra, trong lúc hôn mê, Vân Vũ đạo trưởng vẫn có cảm giác nhất định đối với bên ngoài. Cho nên mới biết rõ chuyện của hành tinh như thế. Ta cũng là ngoài ý muốn nên mới ăn nàng ta, Tống Thư Hằng cười khổ nói. Ha ha, trả lại cho ngươi này, cầm lấy, nói xong, Vân Vũ đạo trưởng giơ tay ném một cái, ném khối kết tinh màu xanh lá kia lại cho Tống Thư Hằng, lúc ta tỉnh lại thì thấy toàn thân của ngươi đang bị yêu khí bao trùm, cho nên mới dùng, Không Không diệu thủ, giúp ngươi lấy, thân thể hành tinh, trong người ra trước. Cứ yên tâm đi, kỹ thuật của ta tốt lắm, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới thân thể của ngươi. Viên kết tinh này ngươi cất đi, biết đâu sau này lại có lúc dùng đến thì sao? Kết tinh của hành tinh, Tống Thư Hằng giơ tay đón lấy khối tinh thể kết tinh màu xanh biếc kia, tuy rằng thứ này rất đẹp, nhưng nghĩ tới việc thứ này được lấy ra từ trong dạ dày của mình thì hắn cảm giác có chút không quen. Còn nữa, chẳng trách mình lại tỉnh lại, cảm giác khó chịu sau khi ăn phải món thịt dê xào hành tinh 300 năm đã hoàn toàn biến mất, không còn sót lại chút gì, hóa ra là do Vân Vũ đạo trưởng ra tay trợ giúp.
Bất quá, việc Vân Vũ đạo trưởng tốt bụng ra tay giúp đỡ thế này thật sự nằm ngoài dự liệu của Tống Thư Hàng. À mà này, vị tiền bối nằm trên giường kia là ai thế? Vân Vũ đạo trưởng mỉm cười hỏi, hắn căn bản không dám nhìn Bạch Tôn giả. Thứ không nên nhìn thì tuyệt đối không thể nhìn vào, thân là một đạo tặc lý trí, hắn hiểu cách khắc chế lòng tham của mình. Chứ không thì cứ thấy thứ gì tốt đã muốn lấy cho bằng được thì có thể sẽ hại chết người. Đương nhiên, đối với bảo vật nhà Hoàng Sơn Chân Quân thì lại khác, chỉ cần là đồ của Hoàng Sơn Chân Quân thì hắn nhất định phải khoán sạch. Ngươi nói Bạch Tôn giả ấy à, đấy là một vị tiền bối của ta, Tống Thư Hàng cố ý nói phẩm giải của Bạch tiền bối ra. Tôn giả á, Vân Vũ đạo trưởng lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Linh tôn thất phẩm, đây đã là nhóm cường giả đứng đầu trong tu chân giới ngày nay rồi, mỗi vị đều là đại nhân vật làm chủ một phương. Chẳng trách lại dám trực tiếp ăn hành tinh kiểu này, hóa ra là có vị tiền bối tầm cỡ ở bên cạnh, Vân Vũ đạo trưởng cảm thán, bước lên vỗ vai Tống Thư Hàng. Bất quá, trong lúc hắn vỗ vai Tống Thư Hàng thì đã lén nhét một cục đá cỡ bằng bàn tay vào túi của Tống Thư Hàng một cách thần không biết quỷ không hay. Thứ bị nhét về chính là ngộ đạo thạch. Có câu làm trộm thì không để tay không, đúng là vị Vân Vũ đạo trưởng này cũng có ý tốt, tiện tay chữa trị cho Tống Thư Hàng. Dù là người của Không Không đạo môn, nhưng cũng ẩn oán phân minh. Lúc hắn ngất xỉu thì Tống Thư Hàng đưa hắn về, cũng khiến cho thương thế của hắn khôi phục nhanh hơn, đó cũng là một nhân tình. Hắn lấy kết tinh hành tinh ra cho Tống Thư Hàng cũng vì muốn tiện tay đáp trả nhân tình này. Bất quá, sau khi hắn lấy kết tinh hành tinh ra giúp Tống Thư Hàng thì lại quen tay cuốn luôn món bảo bối ngộ đạo thạch. Đúng lúc hắn đang cần dùng tới ngộ đạo thạch này. Trong thời gian hắn bị phong ấn, vẫn một mực tích lũy. Bây giờ đã sắp đột phá một tiểu cảnh giới của ngũ phẩm. Nếu như có ngộ đạo thạch thì có thể làm ít nhưng thu hoạch nhiều. Nhưng lúc hắn cuốn ngộ đạo thạch của Tống Thư Hàng xong thì ánh mắt liếc tới chỗ Bạch Tôn giả đang nằm trên giường. Trong nháy mắt, hắn cảm giác lông tóc toàn thân của mình dựng đứng lên hệt như một con mèo xù lông, đây là một loại sợ hãi theo bản năng. Cơn sợ hãi cực lớn cứ quấn quanh trong lòng hắn, mãi mà vẫn không tiêu tan. Cho nên, Vân Vũ đạo trưởng không lập tức rời đi, mà ngồi lại bên cạnh, chờ Tống Thư Hàng tỉnh lại, hỏi dò thân phận của Bạch Tôn giả. Sau khi xác định vị tu sĩ trên giường là tôn giả thất phẩm xong thì Vân Vũ đạo trưởng lại lặng lẽ nhét ngộ đạo thạch vào túi áo Tống Thư Hàng. Tạm thời cứ để khối ngộ đạo thạch ở trên người tên tiểu tử này đi. Đợi sau này có cơ hội thì mình có thể tới trộm ngộ đạo thạch bất cứ lúc nào, không cần nóng vội làm gì. Đừng vì lợi ích trước mắt mà đắc tội một vị tôn giả. Sau khi nhét ngộ đạo thạch lại cho Tống Thư Hàng thì Vân Vũ đạo trưởng lập tức ôm quyền nói với Tống Thư Hàng, tiểu hữu này, ta và ngươi cũng đã xong chuyện rồi. Bần đạo còn chuyện phải làm, chúng ta cáo biệt tại đây nhé. Đạo trưởng đi đường mạnh giỏi, Tống Thư Hàng bắt trước Vân Vũ đạo trưởng ôm quyền hành lễ. Vân Vũ đạo trưởng cuốn cái chăn cho chắc, sau đó thân hình bay cái vèo ra bên ngoài, hắn chuẩn bị đến gần nhà Tống Thư Hàng xem thử có chỗ nào cho thuê hay bán nhà hay không. Hắn chuẩn bị tạm thời ở lại đây, rảnh rỗi thì chạy tới nhà Tống Thư Hàng xem, ăn ké công hiệu của ngộ đạo thạch. Tranh thủ đột phá cảnh giới cho sớm. Đợi ngày nào đó, vị Bạch Tôn giả này tách ra khỏi Tống Thư Hàng thì hắn có thể trộm ngộ đạo thạch rồi. Đợi cho Vân Vũ đạo trưởng đi rồi, Tống Thư Hàng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vói tay vào túi xem thử, cầm khối ngộ đạo thạch kia ra. May quá, bảo bối này vẫn còn đây. Tiếp theo, Tống Thư Hàng phát hiện trên ngộ đạo thạch có thứ gì đó, trông như dễ hành, thông nương. Tống Thư Hàng dè dặt hỏi thử, không phải thông nương nằm bên túi khác à, sao cô ta lại chạy tới chỗ ngộ đạo thạch thế này? Hay là do cô ta tự bỏ qua? Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, hắn nhìn thấy trên cá dễ hành kia đang nhú lá. Thông nương khôi phục nhanh tới vậy sao? Dễ hành run lên, không nói gì cả. Cũng không phải cô không nói được, mà là cô chẳng còn lòng dạ nào để nói chuyện nữa. Bây giờ cô chỉ muốn khóc ngất trong toilet mà thôi. Lúc ấy, cô tự cho là mình thành công rồi, vậy nên chui từ túi bên kia qua chỗ ngộ đạo thạch. Sau đó cô dùng dễ hành cuốn lấy ngộ đạo thạch, chuẩn bị nghỉ ngơi một chặp, dành sức để còn cuỗ ngộ đạo thạch chạy, thuận tiện lấy luôn thanh bảo đao bá toái kia. Nhưng bất giác cô cũng nằm ngủ quên mất tiêu, còn mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ có gì thì cô không nhớ nổi nữa. Vất vả lắm mới tỉnh lại được, nhưng cô phát hiện to chuyện tới nơi rồi. Cô nảy mầm. Nảy mầm là chuyện tốt, nhưng vấn đề là cô cắm rễ ở sai chỗ mất rồi. Đúng vậy, không biết từ khi nào, cô đã cắm rễ ở bên trong ngộ đạo thạch.
phiền phức hơn nữa chính là cô không nhổ rễ ra được. Hơn nữa, cô phát hiện mình không thể nào biến thành hình người được nữa. Cô đã cắm rễ trên ngộ đạo thạch luôn rồi, hu hu hu. Nếu như không thể biến thành hình người thì cô mang ngộ đạo thạch chạy trốn kiểu gì đây? Rồi làm sao lấy được bảo đao bây giờ? Bây giờ cô đang ở hình dạng cộng hành, không thể động đậy được. Cho nên, bây giờ tâm trạng của thông nương rất tệ, không muốn ư hử gì hết. Cô nằm sấp trên cục đá làm gì thế? Xuống đi, ta đi tìm một cái chậu hoa nhỏ trồng cô nào, để cho cô nảy mầm, khôi phục nguyên trạng nhanh hơn, Tống Thư Hằng nói. Sau đó, hắn giơ tay muốn kéo rễ của thông nương ra. Kéo một cái, sao kéo không ra thế này? Tống Thư Hằng giơ ngộ đạo thạch lên nhìn thật kỹ, cô cắm rễ trên này luôn rồi à? Rễ hành run lên một cái, không nói câu nào. Cô đang giàu thúi ruột luôn đây. Không thể nói chuyện được à? Tống Thư Hằng lẩm bẩm, sau đó cất ngộ đạo thạch vào. Hắn lại mở điện thoại của mình lên, nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 2 giờ khuya, mình ngủ một giấc lâu thật đấy. Cũng đúng, mình mơ thấy 300 năm phát triển của thông nương, có thể không lâu được à? Chắc là bác Lữ, Lữ Thiên Hữu, Triệu Nhã Nhã và hai người bạn của chị ấy đã cơm nước xong xuôi, ai về nhà nấy rồi nhỉ? Tiếp theo, Thư Hằng lại mở nhóm Cửu Châu số 1 ra. Chương 258, kế hoạch và tiểu hòa thượng và kế hoạch của Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hằng kéo nhật ký chat xuống. Sau khi mấy tiền bối trong nhóm trả lời vấn đề hành tinh 300 năm cho Tống Thư Hằng xong thì lại bắt đầu nhảy chủ đề, nhảy mãi tới thực tiên yến của Biệt Tuyết Tiên Cơ luôn. Rất nhiều tiền bối đều đang suy đoán xem thực tiên yến lần này sẽ có những món gì. Những vị tiền bối có kinh nghiệm bàn tán sôi nổi, bắt đầu nhớ tới mỹ vị của thực tiên yến lần trước. Đủ loại tên món ăn kỳ lạ, nhưng nghe qua thì có vẻ như ngon lắm. Tống Thư Hằng sờ sờ cái bụng của mình, ban nãy đã bị Vân Vũ đạo trưởng dùng không không rượu thủ rửa ruột mất rồi, sau khi đọc hết mớ tên món ăn này xong thì Tống Thư Hằng lại thèm rõ rãi. Tống Thư Hằng kéo nhật ký chát xuống. Cuối cùng cũng thấy được tin nhắn của Linh Diệp đảo Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử, A Còng Thư Sơn áp lực đại, Tống tiền bối, địa chỉ nhận hàng của ngươi bây giờ là ở đâu? Linh mạch bích trà mà ta tự tay chế ra đã xong rồi đây, ta sẽ gửi cho ngươi một phần. Lúc đó, Tống Thư Hằng đang phải trải qua cơn ác mộng tàn khốc kia, đương nhiên không thể trả lời. Nhìn thấy tin nhắn của Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hằng mỉm cười, sau đó mở phần chat riêng lên, nhắn tin cho Vũ Nhu Tử, cảm ơn Vũ Nhu Tử nhé. Ta rất chờ mong linh mạch bích trà do ngươi tự tay chế đấy. Tiếp theo, Tống Thư Hằng lại gửi địa chỉ nhà mình qua. Sau đó, hắn ươn eo, chuẩn bị vào bếp tìm đồ ăn. Trên linh điệp đảo, có một nam tử trung niên đẹp trai tới mức nhân thần cộng phẫn đang nhíu mày nhìn vào tin nhắn trong khung chat. Sau đó, nam tử trung niên kia nhe răng cười, người đâu? Lén đổi số linh mạch bích trà mà Vũ Nhu Tử tự chế kia đi, đổi thành loại bình thường đấy. Tiểu tử, may mà lão phu đọc được tin nhắn này. Bằng không, một tháng tới ngươi cứ chuẩn bị dán mông dài hạn vào bồn cầu luôn đi. Đêm hôm khuya khoát, mẹ Tống đột nhiên thức dậy, dụi mắt đi vào trong bếp. Sau đó, bà quen tay kéo thớt qua, nhưng bà mới kéo nhẹ thôi, mà cái thớt dày cui lại bị nứt ra thành mấy đoạn. Không chỉ có cái thớt, mà phần đá hoa cương lót bếp cũng có mấy vết đao thật dài. Ủa, chuyện gì thế này? Mẹ Tống lập tức giật mình tỉnh táo lại. Bà bắt đầu nhớ lại chuyện ban sáng, chắc là lúc mình làm cái món thịt dê xào hành kia, có một cọng hành sắt mãi không đứt. Nên sau đó, mình lại đi lấy cây đao trang trí mà Thư Hằng đưa về để sắt thịt dê thì phải. Nghĩ tới đây, mẹ Tống giật mình đơ người, mình điên gì thế này? Trước tiên, đừng nói tới cọng hành sắt mãi không đứt đó, sao mình lại đi lấy cây đao dài 3 thước 3 kia để sắt hành thế này? Còn nữa, rốt cuộc cọng hành kia là thế nào đây, sao sắt mãi mà không đứt chứ? Bình thường mà bà gặp phải cọng hành nào như thế thì chắc chắn là sẽ ném nó luôn cho đỡ rách việc, hoặc là gọi mọi người qua xem mới đúng chứ. Nhưng lúc đó đầu óc bà cứ trơ ra, chẳng nghĩ gì hết, chỉ muốn sắt cọng hành kia cho bằng được mà thôi. Mẹ Tống nhớ lại lúc ấy, giống như mình đã bị thứ gì đó ám vậy, cứ như bị tẩu hỏa nhập ma, đầu óc đặc quánh không suy nghĩ được gì. Cọng hành kia là Thư Hằng mang về. Nói là sản phẩm mới gì đó, mẹ Tống nhớ lại. Lại nhớ tới sau này, Tống Thư Hằng đột nhiên muốn chọn cả đĩa thịt dê xào hành kia. Không lẽ cọng hành kia có vấn đề gì à? Hơn nữa, sau khi Tống Thư Hằng ăn xong đĩa dê xào hành kia là về phòng ngay. Sau này Triệu Nhã Nhã phát hiện nó ngồi trên đất ngủ gục,
nên mới gọi ba Tống qua đỡ Thư Hàng lên giường nằm ngủ. Lúc ấy mọi người còn cho rằng Tống Thư Hàng đi đường xa nên mệt. Nhưng sau khi liên tưởng mọi thứ lại, bà càng nghĩ càng cảm giác có vấn đề. Cái thằng nhóc Thư Hàng này, mẹ Tống nhíu mày, vội đi về phía phòng của Tống Thư Hàng. Trùng hợp chính là Tống Thư Hàng đói dã ruột đang xoa bụng đi ra khỏi phòng, chuẩn bị vào bếp kiếm đồ ăn, nên lập tức nhìn thấy mẹ Tống ngay. Mẹ, trễ thế này sao mẹ còn chưa ngủ nữa? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Mẹ Tống đáp, đang định qua xem con thế nào. Xem con làm gì, ha ha, con đang ngủ thì thấy đói, nên định kiếm chút đồ ăn, Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói. Còn cơm nguội đấy, để mẹ làm cơm chiên trứng cho con, mẹ Tống đáp. Sau đó, bà và Tống Thư Hàng cùng đi vào bếp, bắt đầu làm cơm chiên trứng cho Tống Thư Hàng. Mẹ Tống vừa chiên cơm vừa hỏi, Thư Hàng này, nói thật cho mẹ biết đi, cọng hành kia có vấn đề gì không đấy? Tống Thư Hàng lặng lẽ nhìn sắc mặt của mẹ Tống một cái, lập tức đáp ngay, đúng là có chút vấn đề ạ, còn cụ thể là vấn đề gì thì không tiện hình dung. Đại khái là những người thể chất không đủ khỏe mạnh thì không ăn được, bằng không sẽ tạo thành ảnh hưởng với cơ thể. Nhưng mẹ cứ yên tâm đi, thân thể của con hoàn toàn không có vấn đề gì hết, cộng hành đó là con mang về, trong lòng con tự biết mà, Tống Thư Hàng cười nói. Về chuyện tu chân, thì bây giờ vẫn chưa phải lúc để ngả bài với mẹ Tống. Hắn vẫn còn chưa đủ cường đại, phải chờ hắn cường đại hơn nữa, dành dụng được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, thì hãy tính sau. Con nói thế thì mẹ cũng yên tâm phần nào rồi, mẹ Tống thở dài, ngày mai mà rảnh thì con với ba con để cho Nhã Nhã đưa tới bệnh viện kiểm tra tổng quát đi nhé. Bởi vì ba Tống vừa mới gặp tai nạn giao thông xong, cho nên mẹ Tống lo lắng, bảo Triệu Nhã Nhã ngày mai có rảnh thì tới đưa ông đi kiểm tra thân thể xem, lỡ như có triệu chứng bệnh hoạn gì cũng có thể giải quyết kịp thời. Chắc là không cần đâu ạ. Trước đó không lâu con vừa mới đi khám tổng quát với chị Nhã Nhã xong, Tống Thư Hàng nói ngay. Mới kiểm tra đây á. Mẹ Tống bưng đĩa cơm, lộ ra vẻ nghi hoặc. Khụ, lần trước có đại hội thể dục thể thao, chị Nhã Nhã đến trường bọn con thực tập, nên tiện tay dẫn con đi khám tổng quát rồi. Thân thể của con khỏe mạnh lắm, hoàn toàn không có vấn đề gì hết, Tống Thư Hàng vỗ ngực nói. Chấm. Trong khách sạn ở gần bệnh viện số 6. Tiểu Hòa Thượng âm thầm xoa xoa cái mông của mình, còn phải đi trị liệu trĩ sang thêm một lượt nữa. Sau khi xong xuôi thì phải về nhà của Thư Hàng sư huynh. Trong đầu không ngừng nhớ lại đoạn video mà Đậu Đậu cho nó xem. Tống Thư Hàng siết tay tức giận gầm lên, mặc kệ ngươi có bị trĩ hay không, ta đều phải đánh cho ngươi bính ra quần. Đánh bính ra quần, đánh bính ra quần. Những lời này cứ quanh quẩn trong đầu của Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng nghiêm mặt. Nó là một đứa nhỏ nghiêm túc, nếu ngày mai trị liệu xong, về nhà của Thư Hàng sư huynh, Thư Hàng sư huynh nhất định đè mình ra đánh cho bính ra quần thì phải làm sao bây giờ? Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Tiểu Hòa Thượng không khỏi nhìn Đậu Đậu đang nằm ngủ kế bên và Chu Ly đang nhắm mắt tu luyện kia. Hay là ngày mai mình thương lượng với Đậu Đậu, tạm thời đừng có về nhà, mình với nó tiếp tục bỏ nhà đi bụi thêm một khoảng thời gian nữa. Đợi Thư Hàng sư huynh bớt giận rồi hãy về. Trên linh điệp đảo, Vũ Nhu Tử hài lòng nhìn dương gỗ cực lớn trước mắt, hừm, thật hoàn hảo. Tiếp đến chỉ đợi người đem cái dương này chuyển phát nhanh đi. Chương 259, bạn học Thư Hàng, lại có chuyển phát nhanh cỡ lớn này. Hôm sau, 11/7, trời dâm. Hiếm lắm mới có một ngày sắc trời dâm mát, tuy có phong hồn băng châu thì Tống Thư Hàng không sợ nóng bức, thế nhưng giữa ngày hè nóng nực mà không thấy khuôn mặt tươi cười sán lạn của ông mặt trời thì tâm trạng vẫn tốt hơn nhiều. Sáng sớm nay Triệu Nhã Nhã đã lái xe đến đưa ba Tống đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mới đầu ba Tống còn khăng khăng nói thân thể mình chẳng có vấn đề gì, không muốn đi bệnh viện. Những người ở độ tuổi của ba Tống đều có tật xấu như thế đó, ốm đau không chịu đi bệnh viện khám, cảm mạo thông thường toàn thích ở nhà tự chữa, cứ như có sự kháng cự trời sinh với ba chữ, đến bệnh viện, vậy. Thế nhưng sau khi mẹ Tống nghiêm sắc mặt lại thì ba Tống bèn ngoan ngoãn theo Triệu Nhã Nhã đến bệnh viện ngay. Sự tình đằng sau quan hệ đặc biệt giữa ba Tống và mẹ Tống cũng là cả một câu chuyện dài. Nghe nói năm đó hai người là bạn học cùng đại học, mười mấy năm trước ba Tống cũng không có dáng vẻ thư sinh như bây giờ. Thể trạng của ba Tống khi đó cũng giống như lão Lữ bây giờ, lưng hùm vai gấu, dáng dấp cường tráng, mặt mũi dữ dằn. Đã thế ba Tống còn là quân chủ lực trong đội tán thủ của trường, mà mẹ Tống lại là một cô nàng xinh đẹp có chút tiếng tăm trong trường đại học. Nguyên nhân hai người quen biết nhau kể ra là như thế này,
nghe đâu năm đó trong đội tán thủ có một đội viên là bạn rất thân của ba Tống. Cậu chàng muốn theo đuổi mẹ Tống từ lâu nhưng chưa tìm được cơ hội tiếp xúc bao giờ. Cậu chàng suy nghĩ rất lung mấy ngày, cuối cùng nghĩ ra một diệu kế, thế là bèn đến nhờ ba Tống giúp đỡ diễn một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Ba Tống năm đó dáng người cường tráng, mặt mũi hung hăng, diễn người xấu không cần phải hóa trang cũng đạt, chỉ cần đứng đó rung rung cơ bắp trên người rồi cười gằn một cái là đúng chuẩn nhân vật phản diện luôn rồi. Cho nên người bạn kia mới nhờ ba Tống đi sắm vai người xấu để dọa mẹ Tống một chút, sau đó vào thời điểm quan trọng cậu chàng sẽ lên sàn sáng chói làm anh hùng cứu Mỹ để đổi lấy một nụ cười gái đẹp. Kể ra thì tính cách của ba Tống năm đó có vài phần tương tự với Tống Thư Hàng bây giờ, ông chẳng bao giờ từ chối những việc nhỏ tiện tay có thể giúp đỡ người khác như thế cả. Thế là hai người dựng kịch với nhau. Sau đó cả hai chọn một con đường nhỏ mà mẹ Tống đi học về phải đi qua rồi chờ ở đó. Người bạn tốt kia ngồi trong góc khuất, chờ thời cơ để anh hùng cứu mỹ nhân, còn ba Tống gồng cơ bắp nhảy ra đón đường mẹ Tống. Ba Tống làm theo kế hoạch chặn mẹ Tống lại, rung rung cơ bắp rồi cười hung dữ. Nè em gái, đi với anh đến chỗ này hay lắm, rồi anh với em cùng vui vẻ được không nào? Diễn biến tiếp theo hẳn phải là mẹ Tống bị dọa khóc, sau đó bạn tốt xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, đánh ba Tống chạy làng, làm mỹ nhân vui vẻ. Ai ngờ mẹ Tống chẳng sợ hãi chút nào, cô bình tĩnh đứng lại, đánh giá ba Tống từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt xăm soi lúc đó làm cho ba Tống cũng có phần sợ hãi trong lòng. Tiếp đó mẹ Tống gật đầu rồi bình thản nói. Được đó, mình đi thôi. Sau đó cô và ba Tống cứ thế cùng nhau đi, đi nữa, đi mãi. Bạn tốt của ba Tống quỳ rạp trên mặt đất, mãi hồi lâu chẳng thốt nên lời. Không lâu sau mẹ Tống trở thành bạn gái của ba Tống. Còn bạn tốt của ba Tống không biết đã khóc ngất trong WC bao nhiêu bận. Sau đó một thời gian nữa, trong kiếp sống sinh viên ngắn ngủi mấy năm, khí chất của ba Tống thay đổi một cách chóng mặt. Từ một gã đàn ông men lì cường tráng dữ tợn, ông biến thành một người đàn ông đeo kính thư sinh, nho nhã lễ độ, thành tích học tập cũng càng ngày càng tiến bộ hơn. Để có được chuyển biến lớn lao như thế, rốt cuộc ba Tống phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ thì không thể nào kể xiết với người ngoài. Lúc Tống Thư Hàng ngủ dậy đi ăn sáng thì mẹ Tống chạy vội vào hỏi hắn. Thư Hàng, cái người bị thương mà con nhặt được đi đâu rồi? Vừa nãy bà đi qua phòng dành cho khách ngó vào thì thấy người bị thương hôn mê hôm qua đã đi mất, ga giường của nhà mình cũng không thấy đâu luôn. Tống Thư Hàng nuốt miếng omelette trong miệng rồi đáp. Con cũng đang định nói với mẹ đây, nửa đêm hôm qua người đó tỉnh lại, sau đó đến phòng con tìm con, nói chuyện một lát rồi đi rồi. Nửa đêm quấn ga giường đi á, sao con không giữ người ta lại, mẹ Tống cau mày. Nửa đêm ông ta tới tìm con còn chưa tỉnh ngủ. Ông nói với con đôi câu rồi quấn ga giường đi luôn, con còn không kịp lấy cho ông bộ quần áo cơ. Thôi không sao, chuyện quần áo ông ấy khắc nghĩ ra cách giải quyết thôi. Dù sao con cũng không quen ông muốn đi thì con chẳng cản làm gì, Tống Thư Hàng tùy tiện đáp. Hắn thực sự chưa kịp nghĩ đến việc cho Vân Vũ đạo nhân quần áo. Thì người ta quấn ga giường nhảy qua cửa sổ bay đi mất rồi. Con cũng thật là, không cho người ta quần áo, người khác cười cho đấy, mẹ Tống thở dài, sau đó lại nói tiếp, còn người bạn kia của con vẫn ngủ chưa dậy à? Bà thấy Bạch Tôn giả còn chưa dậy ăn cơm. Ha ha, hắn ham ngủ lắm, với lại hôm qua hắn lái xe suốt dọc đường nên chắc là hơi mệt. Mẹ cứ để hắn ngủ thêm đi, không sao đâu ạ, Tống Thư Hàng gượng cười, chơi lớn rồi. Bạch tiền bối muốn bế quan những hai ngày cơ, giờ mới được có 20 tiếng đồng hồ thôi. Còn lâu ngày ấy mới bế quan xong. Hắn phải nghĩ cách gì để không ra sơ hở mới được. Đúng là ham ngủ thật, vậy cứ để cậu ấy ngủ thêm một lát đi. Giữa trưa nhất định phải gọi người ta dậy ăn cơm đấy. Cứ để ngủ mãi thế không có lợi cho sức khỏe đâu, mẹ Tống nói. Con biết rồi, đến trưa con nhất định sẽ đánh thức hắn dậy, Tống Thư Hàng cam đoan. Không biết hắn có thể cưỡng chế gọi Bạch Tôn giả xuất quan không đây? Nếu cưỡng chế đánh thức Bạch tiền bối đang bế quan thì có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không nhỉ? Ví dụ như, Bạch tiền bối chưa bế quan xong mà bị gọi dậy thì có chứng, khó ở khi xuất quan, giống như, khó ở lúc ngủ dậy, không? Vạn nhất ngài ấy khó ở lúc xuất quan thật thì có đánh sập nhà hắn luôn không? Đúng rồi, hình như hôm nay nhóc sư con chữa xong chỉ sang thì phải. Nhóc chữa bệnh xong thì Chu Ly sư huynh sẽ đưa nó và em về đây. Đến lúc đó có lẽ có thể nhờ Chu Ly sư huynh nghĩ cách, nói không chừng có cách nào đó có thể biến thân thành Bạch tiền bối,
sắm vai ngài ấy đi ra ăn bữa cơm để mẹ Tống khỏi nghi ngờ. Thế là có thể giải quyết được vấn đề Bạch Tiền Bối bế quan rồi. Vừa nghĩ tới đây thì Tống Thư Hàng âm thầm thở phào một cái. Ăn xong bữa sáng thì đã sắp 7 giờ 30. Mẹ ơi, con đi rèn luyện một chút, có lẽ sẽ hơi lâu đấy. Có việc gì thì gọi cho con nhé, Tống Thư Hàng nói. Ở nhà chẳng có chỗ nào để mà tu luyện cả. Cho nên hắn phải đi loanh quanh gần đó tìm một chỗ không có người để tu luyện, kim cương căn bản quyền pháp. Ừ, đừng đi xa quá, mẹ Tống thuận miệng nói. Tống Thư Hàng sờ sờ ngộ đạo thạch trong túi, nghĩ ngợi một lát lại chạy vào phòng khách sách bảo đao bá toái, bọc kín lại rồi mang theo. Phải đẩy nhanh tu luyện cả hỏa diễm đao mà Xích Tiêu Tử truyền thụ mới được. Từ khi nhìn thấy bóng dáng Xích Tiêu Tử trong trí nhớ của Thông Nương, Tống Thư Hàng càng ngày càng cảm thấy có lẽ chiêu hỏa diễm đao này còn cất giấu bí mật gì sâu lắm. Sau khi Tống Thư Hàng ra khỏi nhà thì chạy thẳng về hướng núi Ngưu Đỉnh, nơi đó là một địa điểm tu luyện tuyệt vời. Trong khu rừng ở núi Ngưu Đỉnh, Tống Thư Hàng đánh xong một lượt, kim cương căn bản quyền pháp, rồi nhắm mắt cẩn thận cảm ứng biến hóa trên thân thể mình. Hôm qua hắn vừa mới mở ra tị khiếu, thế nhưng hôm nay khi đánh xong một vòng quyền pháp thì hắn lại thấy khiếu thứ tư nhĩ khiếu có cảm giác tràn đầy khí huyết đến hơi hơi trướng lên. Theo tính toán thì tối đa 7 ngày sau là nhĩ khiếu có thể thích đủ khí huyết, trùng kích mở ra rồi. Vì ngày hôm qua mình ăn thân thể của Thông Nương hay sao? Tống Thư Hàng ngầm hiểu trong lòng, tuy rằng thân thể của Thông Nương hắn nuốt vào bụng hôm qua đã bị Vân Vũ đạo nhân dùng không không diệu thủ lấy ra, hóa thành kết tinh của hành tinh rồi. Thế nhưng vẫn có một phần đã bị Tống Thư Hàng tiêu hóa và trở thành thuốc bổ cho khí huyết tự thân của hắn. Mặc dù sức chiến đấu của Thông Nương rất cùi nhưng tu vi 300 năm lại không phải là giả, chỉ cần một phần nhỏ cũng đủ lấp đầy một khiếu huyệt của Tống Thư Hàng. Sau nhĩ khiếu là đến khẩu khiếu, sau khẩu khiếu là dược long môn chi cảnh. Ngư dược long môn, hóa hư thành chân, khí huyết chi lực vô hình trong cơ thể lúc đó sẽ hóa thành chân khí. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi. Chân khí khác với khí huyết, chân khí có thể phóng ra ngoài như phim điện ảnh nha. Nếu tu luyện đến cảnh giới cao thì vung kiếm chém một cái là chém ra cả một đạo kiếm khí, bao ngầu. Đang nghĩ vậy thì Tống Thư Hàng nhìn thấy bảo đao bá toái trong tay mình. Là đao đó. Ngay cả chiêu thức mà Xích Tiêu Tử truyền thụ trong giấc mộng cũng là hỏa diễm đao luôn. Chẳng lẽ đời này nhất định hắn phải trở thành đao khách mà không được làm kiếm khách sao? Hừ, chờ ta tu luyện tới cảnh giới chân sư nhị phẩm, ta sẽ lập tức đi luyện vài bộ kiếm pháp. Bạch Y Trường Kiếm, thét dài hát vang, Tống Thư Hàng nghiến răng nói. Đầu tiên hắn tu luyện, kim cương căn bản quyền pháp, quân tử vạn lý hành, bất động kim cương thân, và chân ngã minh tưởng kinh. Sau đó là hỏa diễm đao và ba loại bí quyết vận dụng tinh thần lực, tinh thần trinh thám pháp, cảnh giác và tinh thần uy áp. Tiếp theo là đạo thuật trưởng tâm lôi và quy tức thuật. Cuối cùng Tống Thư Hàng đốt lên một cụm lửa nho nhỏ, tu luyện khống hỏa quyết. Chẳng biết từ hồi nào hắn đã học được rất nhiều kỹ năng. Trưởng tâm lôi là ngầu nhất, khống hỏa quyết cũng rất cool, đáng tiếc hắn còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Sau khi tu luyện hết toàn bộ thì đã qua 3 tiếng đồng hồ. Đúng lúc này thì điện thoại của Tống Thư Hàng vang lên. Hắn lấy ra xem, thì ra là Tiểu Giang của chuyển phát nhanh Phong Thu gọi tới. Hàng của ai chuyển phát nhanh tới vậy? Chẳng lẽ là Linh Mạch Bích Trà mà Vũ Nhu Tử gửi đến sao? Nhanh thật đó nha. Tống Thư Hàng nghe điện thoại. Alo, Tiểu Giang à? Ha ha, bạn học Thư Hàng à, tôi đây. Tôi đang đứng dưới lầu nhà cậu, có món hàng chuyển phát rất lớn muốn chuyển cho cậu này. Tiếng cười sang sảng của Tư Mã Giang truyền ra từ đầu kia điện thoại. Món hàng lớn, Tống Thư Hàng hỏi theo phản xạ. To lắm, thùng hình lập phương to phải đến 6 mét khối ấy, Tư Mã Giang đáp. Tống Thư Hàng ngây ra. To thế cơ á. Chương 260, ngạc nhiên chưa, Tống tiền bối. Ý chết. Chỉ có thể nói, không hổ là cô nàng thổ hào, ra tay xa xỉ quá đi mất. Nhưng nhân tình lớn cỡ này, tương lai không biết mình có trả lại nổi hay không. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Nói thật, từ khi bước vào tu chân giới tới nay, có thể liên tục gặp được Vũ Nhu Tử, A Thập Lục, Bạch Tiền Bối. Còn cả Đậu Đậu nữa, đúng là chuyện vô cùng may mắn. Tống Thư Hàng nói với Tư Mã Giang, Tiểu Giang anh chờ ở đây một lát nhé, tôi đang ở bên ngoài. Tôi sẽ nhờ mẹ tôi xuống mở cửa cho các anh. Không thành vấn đề, Tư Mã Giang mỉm cười trả lời. Sau khi cúp máy, Tống Thư Hàng lại gọi điện thoại cho mẹ Tống, mẹ ơi,
dưới lầu có người gửi hàng chuyển phát nhanh tới đấy. Mẹ ra ngoài ký nhận hộ con với. Chuyển phát nhanh à, được rồi, mẹ biết rồi, sau đó, mẹ Tống kêu to, lão Tống, thư hàng có chuyển phát nhanh kìa, ông xuống lầu xem thử đi. Biết rồi, ba Tống trả lời. Xem ra ba Tống và Triệu Nhã Nhã đã quay về từ bệnh viện rồi. Lúc này, mẹ Tống lại thuận miệng hỏi Tống thư hàng một câu, chuyển phát nhanh gì thế con? Sao mới sáng đã đưa tới thế? Chắc là lá trà mà bạn con tặng đấy, đúng rồi, chị Nhã Nhã còn ở nhà chúng ta không ạ? Tống thư hàng hỏi ngược lại. Mẹ Tống đáp, vẫn còn ở đây, mẹ giữ con bé lại ăn cơm. Mấy ngày nay con bé cũng đang nghỉ. Mẹ, lát nữa nhận chuyển phát nhanh xong thì mẹ mở ra xem giúp con. Nếu như trong thùng đó đều là lá trà thì mẹ giúp con đong một hũ lá trà đưa cho chị Nhã Nhã nhé. Nói cho chị ấy biết, đây là loại mà hôm qua con cho chị ấy uống đấy. Tống thư hàng nói tiếp, ngày hôm qua hắn đã muốn đưa thêm một phần lá trà cho Triệu Nhã Nhã rồi, nhưng nào ngờ về sau mình lại hôn mê, nên không kịp đưa. Được, mẹ biết rồi, mẹ Tống nói, con cũng về sớm để ăn cơm nhé, đừng có chơi lâu quá đấy. Không thành vấn đề, con sẽ về nhanh thôi, Tống thư hàng nói. Sau khi gọi điện thoại xong, hắn lại nuốt thêm một viên khí huyết đan, tiếp tục tu luyện, đã đi ra ngoài một chuyến rồi thì phải hoàn thành buổi tu luyện hôm nay cái đã. Lúc này, ba Tống đã xuống lầu, nhìn thấy Tư Mã Giang cao to lực lưỡng đứng ngay cửa dưới lầu, sau lưng còn có bốn người đàn ông cao to khác đang trông coi một cái thùng gỗ. Là chuyển phát nhanh của thư hàng à? Ba Tống nghi hoặc hỏi thử, ông dùng tiếng địa phương của thành phố Văn Châu. Lại nói, có ai chuyển phát nhanh mà thế này đâu. Có những bốn người áo đen chuyển hàng luôn cơ á. Ha ha, bác chính là ba của bạn học Tống thư hàng đúng không? Bác và cậu ấy giống nhau thật đấy. Tư Mã Giang cười ha hả, cũng dùng giọng địa phương chuẩn của thành phố Văn Châu. Sau đó, anh ta bước tới đưa một tờ danh thiếp cho ba Tống, cháu là Tư Mã Giang của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu. Món hàng lần này hơi lớn, người của bọn cháu đưa lên lầu giúp bác nhé. Thân là một tinh anh trong ngành chuyển phát nhanh, Tư Mã Giang biết được rất nhiều loại ngôn ngữ trên thế giới, cùng với hơn 10 loại giọng địa phương của Hoa Hạ, hoàn toàn không mắc phải vấn đề, nghe không hiểu khách hàng đang nói gì. Được chứ, cảm ơn mọi người nhé, ba Tống nhận lấy danh thiếp, sau đó gật đầu. Cái thùng này đúng là rất to, một mình ông thì đúng là không thể khiêng lên nổi. Ngoài ra, kỳ thật bề ngoài của Tống thư hàng chỉ giống ba Tống có một phần mà thôi, lời chém gió của Tư Mã Giang lập tức nịnh nọt được ông. Thái độ phục vụ của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu các cậu lúc nào cũng tốt như thế à? Ba Tống thuận miệng hỏi. Đương nhiên rồi, vẫn luôn tốt như thế đấy ạ. Chỉ cần bác muốn chuyển phát nhanh thì cứ gọi điện thoại cho cháu sẽ tới bất kỳ lúc nào. Tư Mã Giang mặt dày quảng cáo cho công ty của mình. Đồng thời còn đưa phiếu ký tên lên, làm phiền bác Tống ký một chữ vào đây ạ. Ba Tống mỉm cười gật đầu, ký tên của mình vào. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ xem ra thư hàng nhà mình là khách VIP của công ty chuyển phát nhanh này nhỉ. Thái độ phục vụ tốt thế này cơ mà. Ba Tống cũng không phải người mới ra đời, ông lăn lộn trong xã hội biết bao năm nay, có một số việc, chỉ cần liếc mắt nhìn là đoán được sơ sơ rồi. Lẽ nào bên trong cái thùng này có thứ gì đó rất quý giá à? Bốn người áo đen kia cẩn thận khiêng cái thùng gỗ lên, đưa vào trong nhà Tống thư hàng, đặt ở đại sảnh. Sau đó, Tư Mã Giang lại tạm biệt người nhà của Tống thư hàng, chào Tống tiên sinh, bọn cháu không quấy rầy nữa. Sau khi tạm biệt xong, anh ta dẫn theo bốn người mặc áo đen kia rời khỏi nhà Tống thư hàng. Khi nãy là nhân viên chuyển phát nhanh đấy à? Mẹ Tống đi ra từ trong nhà bếp. Bộ dạng thế kia trông có chỗ nào giống chuyển phát nhanh. Đặc biệt là bốn người mặc áo đen kia, trông hệt như bảo tiêu áo đen trong phim ấy. Thằng nhóc thư hàng này đi học một năm ở trường làm cái gì thế nhỉ? Ba Tống lẩm bẩm, ông nhớ tới chiếc máy kéo 150 km kia. Lại thêm Tống thư hàng học về kỹ thuật thiết kế và chế tạo cơ khí, lẽ nào thằng nhóc này có thiên phú xuất chúng, đang chế tạo máy móc cơ giới gì lớn với người ta à? Sau đó... Lại nhìn về phía cái thùng gỗ to tướng này, ba Tống tò mò hỏi, mà hàng chuyển phát nhanh lần này là gì thế? Thư hàng nói có thể là lá trà đấy, nhưng lá trà cần phải bỏ vào thùng lớn cỡ này sao? Khóe miệng của mẹ Tống co giật. Cái thùng to thế này thì phải chứa bao nhiêu lá trà đây? Liệu có uống hết nổi không? Có khi phải uống cả đời ấy nhỉ? Trong lúc bà đang nghĩ ngợi thì trong thùng đột nhiên có tiếng động vang lên. Có tiếng gì thế? Ba Tống cảnh giác. Sắc sắc, sắc sắc, tiếng động ngày càng rõ rệt,
quả thật có thứ gì đang cục cựa ở bên trong. Ngay sau đó, mẹ Tống và ba Tống nhìn thấy cái nắp thùng gỗ kia từ từ bị đẩy lên. Tiếng động này khiến cho người ta sợ hãi. Mẹ Tống nháy mắt ra dấu cho ba Tống. Ba Tống tiện tay vớ lấy cây chổi quét nhà ở bên cạnh, tay phải dùng sức siết mạnh, gồng cả cơ bắp lên. Rầm. Lúc này, cái nắp thùng gỗ bị hất bay ra. Ha 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 ha, leng keng. Tống tiền bối, ta ra sân vô cùng hoành tráng đây, hết hồn chưa? Một cô nàng cao gầy đứng phát dậy từ trong thùng gỗ, hai tay giơ lên cao, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý vì đã hoàn thành trò đùa của mình. Cô có một mái tóc dài đen nhánh, rũ dài xuống sau lưng tựa như thác nước. Cô mặc một chiếc áo phông đơn giản màu trắng và chiếc quần jean lửng, vô cùng trẻ trung. Thứ khiến người ta ấn tượng nhất chính là đôi chân dài tăm tắp của cô, vô cùng bắt mắt. Mẹ Tống lập tức há hốc mồm, cả buổi cũng không khép lại được. Ba Tống giơ cây chổi, vẻ mặt có phần lúng túng. Ý, cô gái chân dài nhìn quanh, chỉ thấy được mỗi mẹ Tống đang kinh ngạc và ba Tống đang giơ chổi quét nhà. Lại quay đầu ngó quanh một vòng, không thấy bóng dáng Tống Thư Hàng đâu hết. Gì thế này, Tống tiền bối không có ở đây à? Nụ cười đắc ý trên mặt của cô nàng chân dài kia biến thành nụ cười ngượng ngùng. Tống tiền bối, mẹ Tống lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của mẹ Tống, cô nàng chân dài kia lập tức mở to hai mắt, tiêu rồi, lẽ nào gửi đến sai chỗ rồi sao? Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mẹ Tống và ba Tống, cô leo ra khỏi cái thùng gỗ, nhặt cái nắp thùng bị cô hất ra ban nãy. Tiếp theo, cô lại bước vào trong thùng, ngồi xổm vào trong thùng lại. Rồi lại đẩy cái nắp kia lên. Thật khó cho cô, một cô nàng cao ơi là cao mà phải ngồi co ro trong cái thùng thế này, đúng là chẳng dễ dàng gì. Trước khi đẩy nắp lại, cô nàng chân dài kia còn ngượng ngùng quay sang nói với ba Tống và mẹ Tống, ngại quá, xin lỗi chú và dì ạ. Có thể là chuyển phát nhanh đưa nhầm địa chỉ, ha ha ha. Cháu gọi điện thoại hỏi cho rõ đã, mọi người đừng vội. Sau đó, chợt nghe thấy tiếng cô móc điện thoại ra. Điện thoại nhanh chóng nối máy. Alo, là Tống tiền bối sao? Cô gái nhỏ kia nóng ruột hỏi. Ha ha, Vũ Nhu tử đấy à, có phải cô muốn nói bưu kiện Linh Mạch Bích Trà với ta không? Ban nãy Linh Mạch Bích Trà đã được đưa tới nhà của ta rồi, Tống Thư Hàng cười nói. Đưa đến nhà của ngươi rồi. Vũ Nhu tử cứng người, không đúng, ta đâu có nhìn thấy Tống tiền bối đâu. Không thấy ta, Tống Thư Hàng cũng ngu người. Hắn dùng sức vuốt mi tâm. Trong lòng lập tức nhớ tới món hàng chuyển phát nhanh lần trước do Tô Thị A Thập Lục gửi tới, bưu phẩm kèm theo là một hộp Linh Mạch Bích Trà, một lọ Ích Cốc Đan. Ngoài ra, còn tặng kèm một cô nàng A Thập Lục đáng yêu. Vũ Nhu tử, cô tự gửi chính mình tới đấy à? Tống Thư Hàng dè dặt hỏi lại. Vũ Nhu tử cười ha hả, a, tiền bối người đoán ra rồi à? Ha 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 ha, cô đợi một lúc, ta lập tức về nhà, khi nãy ta đang tu luyện ở bên ngoài. Người nhận hàng là ba và mẹ của ta, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Ồ, ra thế, chẳng trách không thấy tiền bối đâu cả, Vũ Nhu tử gật đầu. Vậy ta có cần ngồi luôn trong thùng chờ ngươi về không? Gạch nối chấm, không cần đâu, cô cứ ra trước đi, ta gọi điện thoại giải thích cho ba mẹ, Tống Thư Hàng nói, vội dập tắt ngọn lửa khống hỏa quyết trên người trước. Sau đó, hắn vận chuyển thân pháp, quân tử vạn lý hành, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà. Hắn có dự cảm, sau khi mẹ Tống nhìn thấy Vũ Nhu tử thì sẽ sinh ra phản ứng hóa học ngay. Chấm. Ở bên kia, trong ánh mắt chằm chằm của ba Tống và mẹ Tống, Vũ Nhu tử lại đẩy cái nắp thùng ra lần nữa. Sau đó, cô ngượng ngùng đứng dậy, vẫy tay với mẹ Tống và ba Tống, hi, chào chú, chào cô ạ. Cháu là bạn của Tống Thư Hàng tiền bối, tên Vũ Nhu tử. Thật ra thì sau khi Vũ Nhu tử chui vào trong thùng, mẹ Tống đã ẩn ẩn đoán được khả năng này rồi. Sau này bà cứng đờ người không nói gì, là bởi vì bà đang kích động. Cái thằng nhóc đầu gỗ Thư Hàng này hóa ra cũng có lúc nghĩ thông suốt. Vốn mẹ Tống nhìn thấy nghỉ hè nó đưa một cậu trai về nhà thì đã tuyệt vọng với thằng con nhà mình, nào ngờ thằng nhóc này là chân nhân bất lộ tướng, lại còn âm thầm gửi một cô gái xinh đẹp thế này về nhà. Con gái à, mau ra đây đi, đừng ở trong thùng nữa, mẹ Tống nháy mắt ra dấu với ba Tống, bảo ông mau cất cái chổi đi. Sau đó bà vội bước tới. Đỡ Vũ Nhu tử ra khỏi thùng. A ha ha, Vũ Nhu tử xấu hổ cười khan một tiếng, sau đó lại xoay người lấy ra một cái hộp quà nhỏ hơn, đưa lên, đây là chút lòng thành của cháu, mong cô chú nhận cho. Cháu đến là quý hóa lắm rồi, đừng khách khí như thế,
cứ xem đây như nhà của cháu đi, đừng có ngượng nhé. Mẹ Tống cười tươi như hoa nở. Lúc này, Triệu Nhã Nhã ở trong phòng cũng đi ra. Cô vừa ra đã nhìn thấy Vũ Nhu Tử, cùng với đôi chân dài tăm tắp của cô ấy. Cô nàng chân dài à, chắc là cô ấy nhỉ? Triệu Nhã Nhã nhớ tới lúc mình đến trường học của Tống Thư Hàng vào lúc diễn ra đại hội thể dục thể thao, bạn học của Tống Thư Hàng vô tình để lộ ra chuyện Tống Thư Hàng từng đi chung với một cô gái chân dài vô cùng xinh đẹp. Chương 261, túi thu nhỏ một tấc. Khi Tống Thư Hàng thở hồng hộc chạy về tới nhà thì phát hiện Vũ Nhu Tử và mẹ Tống đang ngồi chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Nội dung trò chuyện của hai người bọn họ, thế nhưng lại là những đại minh tinh vô cùng nổi tiếng vào 20 năm trước, và những bộ phim thú vị hồi đó, cùng với đủ loại chuyện kỳ lạ khắp nơi ở Hoa Hạ lúc đó. Đương nhiên, cũng nói về những chuyện thú vị xảy ra gần đây. Mẹ Tống khá kinh ngạc, sao cô bé trước mắt lại biết nhiều chuyện của 20-30 năm trước thế nhỉ? Chẳng lẽ vì ở lúc ở nhà cô bé thường xuyên chuyện trò với người lớn nên thế? Nếu thật là như thế thì cô bé đúng là một đứa trẻ hiếu thuận mà. Ba Tống và Triệu Nhã Nhã ngồi bên cạnh thì thành bối cảnh phụ, hai người hoàn toàn không nói xen vào được câu nào. Ồ, Thư Hàng, con về rồi đấy à? Chạy đi tận đâu chơi mà để con gái nhà người ta đợi lâu thế hả? Mẹ Tống quay sang nhíu mày nhìn Tống Thư Hàng, âm thầm giơ một ngón tay cái cho con trai mình. Thư Hàng dở khóc dở cười. Tống tiền bối, thấy ta tới thế này ngạc nhiên lắm đúng không? Vũ Nhu Tử đứng lên, cười hì hì nói, đáng tiếc, nếu như ta chui ra từ trong thùng hàng chuyển phát nhanh thì ngươi nhất định sẽ ngạc nhiên hơn cho coi. Ta chỉ có thể nói, cực kỳ ngạc nhiên luôn, Tống Thư Hàng cười, quay sang vẫy tay với Vũ Nhu Tử, mẹ, con đưa Vũ Nhu Tử vào phòng nói chuyện trước nhé. Mẹ Tống vô thức đáp, hả, có một người bạn đang ngủ trong phòng con mà, hay là sang phòng cho khách mà nói chuyện đi. Không sao cả, Tống Bạch cũng là người quen của Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng trả lời. Đợi Tống Thư Hàng đi rồi, ba Tống mới sờ cằm nói, rốt cuộc cô bé này có quan hệ thế nào với Thư Hàng nhỉ? Quan hệ gì mà chẳng được, chỉ cần là con gái thì không sao cả, mẹ Tống ngồi xuống ghế lại, cảm thán, mà phải nói, sao cô bé này lại chui ra từ trong thùng hàng chuyển phát nhanh thế nhỉ? Chắc không phải hàng chuyển phát nhanh đâu, ba Tống đoán thử. Bà xem bộ dạng của mấy người đưa cái thùng ban nãy rồi đấy, có chỗ nào giống chuyển phát nhanh chứ? Nhất định là người do cô bé kia sắp xếp, đưa cô bé tới đây để cho Thư Hàng ngạc nhiên đấy mà. Tự chui vào thùng rồi gửi mình tới, bọn trẻ gần đây chịu chơi thật. Cháu cảm thấy người trẻ tuổi bây giờ cũng chẳng mấy ai tự gửi mình đến thế này đâu. Nhưng nếu như cháu đoán không lầm thì trước kỳ đại hội thể dục thể thao lần trước, cô gái này từng tới trường của Thư Hàng rồi. Triệu Nhã Nhã bưng ly linh mạch bích trà trong tay, thoải mái nhấp một ngụm. Ba Tống và mẹ Tống nghe thấy thế thì hai mắt sáng rỡ lên. Hai người cũng bưng ly linh mạch bích trà lên, nhấp một ngụm, thoải mái quá. Thư Hàng dần Vũ Nhu Tử đi vào trong phòng của mình, hỏi, Vũ Nhu Tử, lần này cô lại lén lút chạy ra khỏi linh điệp đảo đấy à? Ta mới không có lén lút chạy ra ngoài đâu. Vũ Nhu Tử trả lời. Sau khi ta nhận được địa chỉ mà Tống tiền bối gửi xong thì cảm giác nếu tìm tới nhà ngươi theo địa chỉ thì phiền phức lắm, nên mới đi kèm theo chuyển phát nhanh luôn cho tiện. Thư Hàng cười nói, thế Linh Điệp tôn giả có biết chuyện cô đi ra ngoài không? Ha ha ha, ta không có nói với cha, nhưng ta đã hoàn thành khế ước với Linh Quỷ rồi, cũng đã đồng bộ với Linh Quỷ xong, theo như ước định giữa ta và cha thì ta có thể rời khỏi Linh Điệp đảo bất kỳ lúc nào. Cho nên, không thể xem là ta lén lút chạy ra ngoài được. Vũ Nhu Tử nói với vẻ mặt đắc ý. Tống Thư Hàng, nói trắng ra thì vẫn là lén lút chạy ra ngoài à? Đúng rồi, Tống tiền bối, trước kia ta có nghe nói là Bạch Tôn giả đang ở cùng với ngươi à? Vũ Nhu Tử hưng phấn hỏi. Ừ, đang bế quan trong phòng của ta đấy, Tống Thư Hàng mở cửa phòng ra, chỉ vào Bạch tiền bối đang nằm trên giường. Còn hơn một ngày nữa mới tới lúc Bạch tiền bối xuất quan. Ồ, đây chính là Bạch tiền bối trong truyền thuyết đấy à? Vũ Nhu Tử hưng phấn chạy vào, đánh giá Bạch tiền bối từ đầu tới chân. Quả thật xinh đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất trên thế gian này, tựa như trích tiên nơi hồng trần, mái tóc dài xõa tung, lại thêm mị lực mê người tản ra từ trên người hắn, khiến cho người ta nhịn không được chỉ muốn ngồi xuống bên cạnh hắn, ngắm hắn cả đời. Cẩn thận, đừng có nhìn Bạch tiền bối lâu quá, Tống Thư Hàng nhắc nhở. Theo như những gì mà các tiền bối trong nhóm đã nói, mị lực của Bạch tiền bối không giới hạn nam nữ. Thậm chí còn không hạn chế giống loài nữa. Không sao đâu, ta đã có chuẩn bị sẵn rồi, Vũ Nhu Tử quay đầu lại,
đắc ý chỉ lên mắt của mình, cô đang đeo một đôi thấu kính giống với kính sát tròng. Chắc là loại pháp khí đặc biệt nào đó rồi. Đúng rồi, Tống tiền bối, có thể giúp ta chụp một bức không? Vũ Nhu Tử quay lại, đưa điện thoại di động của mình về phía Tống Thư Hàng. Chụp một bức, Tống Thư Hàng cầm lấy điện thoại. Đúng, chụp một bức ảnh giúp ta. Vũ Nhu Tử tháo giày, để lộ bàn chân xinh xắn của mình, sau đó cô leo lên giường, ngồi bên cạnh Bạch Tôn Giả, giơ tay chữ V. À, hóa ra là muốn chụp ảnh chung với Bạch Tôn Giả à? Nói tới chụp ảnh chung với Bạch Tôn Giả, chậc, sao hắn lại nhớ ngay tới lúc Bạch Tôn Giả chụp ảnh với hắn lúc đi nhảy bungee kia nhỉ? Lúc chụp bức ảnh kia, hắn đang kêu la thảm thiết, miễn cưỡng lắm mới nhếch ra được nụ cười cứng ngắc còn khó coi hơn cả khóc. Còn Bạch tiền bối thì vẫn đẹp như tranh vẽ, so sánh hai bên, quả thực không đành lòng nhìn thẳng mà. Sao đột nhiên lại muốn chụp chung một bức với Bạch Tôn Giả thế? Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi, sau đó mở điện thoại của Vũ Nhu Tử ra, chọn góc độ đàng hoàng, chụp một bức cho cô với Bạch Tôn Giả. Sau đó lại trả điện thoại cho Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử ngồi trên giường, nhận lấy điện thoại, hắc hắc, Tống tiền bối ngươi không biết à? Bạch Tôn Giả hiếm có lắm, muốn chụp chung một bức ảnh với Bạch tiền bối khó lắm đấy. Bạch Tôn Giả, hiếm có. Hắn cứ cảm thấy từ mà Vũ Nhu Tử có vấn đề. Bạch tiền bối cũng có phải gấu trúc đâu, à mà hình như mình hình dung như thế cũng không đúng, Bạch tiền bối còn quý hiếm hơn cả gấu trúc nữa. Ủa mà hình như cũng không đúng. Hi hi, Bạch tiền bối đúng là đẹp thật, Vũ Nhu Tử quẹt quẹt trên điện thoại một lúc, lại gửi bức ảnh này vào trong nhóm Cửu Châu số 1. Tiêu đề bức ảnh, hôm nay đến nhà Tống tiền bối chơi, chụp ảnh chung với Bạch Tôn Giả trong truyền thuyết. Một lát sau, các tiền bối trong nhóm đều ngoi lên khen. Người đầu tiên trả lời quả nhiên vẫn là Bắc Hà Tán Nhân, Bạch tiền bối vẫn đẹp như tranh, Vũ Nhu Tử cũng như tiên nữ hạ phàm. Cuồng đao tam lãng, đây mới là tư thế chính xác để chụp ảnh chung với Bạch tiền bối này, chụp thế này quả thật cứ như bông hoa tịnh đế, đẹp muốn chết luôn. Lần trước Thư Hàng tiểu hữu chụp ảnh chung với Bạch tiền bối lúc đi nhảy bungee, trông như một bông hoa đẹp và một chiếc lá sâu, Thư Hàng tiểu hữu chỉ có thể làm nên để làm nổi bật nhan sắc của Bạch tiền bối mà thôi. Tống Thư Hàng. Cuồng đao tam lãng nói huỵch tuệt ra như thế làm gì? Cái miệng của hắn đúng là tiện thật, chẳng trách lại có nhiều đại tiền bối thích tới nhà tam lãng làm khách dạy dỗ hắn như thế, căn bản không phải mấy vị tiền bối kia nhỏ nhen, mà là tam lãng tiền bối thật sự rất gợi đòn. Đồng quái tiên sư, ban nãy bản thiên sư còn cố ý đi tìm lại cái ảnh lần trước Thư Hàng tiểu hữu chụp chung và Bạch tiền bối, xong lại xem bức ảnh này, lập tức cảm thấy nhân sinh quả thật rất đẹp. Tống Thư Hàng. Đồng quái tiên sư tiền bối, từ sau cái lần bất cẩn tự tìm đường chết trước mặt Hoàng Sơn chân quân xong rồi thì bây giờ càng lúc càng tiến xa trên con đường tự tìm đường chết, đi mãi không về được luôn. Lại thêm cái thuộc tính bói dởm của hắn, Tống Thư Hàng tin rằng kiểu gì cũng sẽ có một ngày. Đồng quái tiên sư có thể thay thế tam lãng tiền bối, trở thành nhân vật tự tìm đường chết giỏi nhất trong nhóm Cửu Châu số 1. Lệ Chi tiên tử, ảnh này là do Thư Hàng tiểu hữu đứng bên cạnh chụp dùm đấy à? Chọn góc độ giỏi thật đấy, lần sau mà có rảnh thì ta cũng muốn tới chỗ ngươi, chụp một bức với Bạch tiền bối. Sau đó là tin nhắn bình luận của các thành viên còn lại trong nhóm, căn bản đều là khen ngợi. Đợi sau khi tất cả tiền bối đều nhắn xong cả rồi. Dược sư mới vật vã gõ xong chữ gửi lên, Thư Hàng, hãy cố lên. Đây chính là hai vị tôn giả đấy. Lời nhắn của dược sư khiến cho người ta không hiểu gì cả. Sau khi Tống Thư Hàng xem hết tin nhắn xong mới kéo lại xem ảnh chụp, quả nhiên, như lời Lệ Chi tiên tử đã nói, có vẻ góc độ chụp khi nãy chọn không tệ lắm. Có nên lưu lại không nhỉ? Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Vũ Nhu Tử đã nhảy xuống khỏi giường, sau đó mở cái túi kiểu nữ xinh xắn cô đeo bên hông ra. Sau đó, cô cho tay vào trong đó sờ sờ, móc ra một cái bàn thật dài. Wow, Tống Thư Hàng mở to hai mắt ra nhìn, hình ảnh này chỉ có thể nhìn thấy trong tiểu thuyết và hoạt hình Doraemon mà thôi, nhưng bây giờ nó lại diễn ra ngay trước mặt hắn. Hình ảnh này quả thật vô cùng rung động, hơn nữa, lúc này hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa. Pháp bảo không gian, túi càn khôn. Tống Thư Hàng hỏi lại đây là pháp bảo không gian mà dược sư tiền bối từng nói bản thân ngài ấy dốc hết gia tài ra mới đổi được một kiện đấy, tuy rằng thứ dược sư tiền bối nói là không gian giới chỉ. Không phải túi càn khôn đâu, thứ đó quý giá lắm, cho dù là linh điệp đảo thì cũng chẳng có được bao nhiêu. Cha nói thực lực của ta không đủ, nên không cho ta tùy tiện mang ra ngoài. Túi này của ta kém hơn nhiều, người xem này,
Vũ Nhu Tử mỉm cười giải thích, sau đó cô mở cái túi đeo hông của mình ra, đưa cho Tống Thư Hàng xem. Chỉ thấy ở bên trong cái túi này đặt 10 món đồ, mỗi cái đều bị thu nhỏ lại theo tỷ lệ nhất định, trông như một món đồ chơi nho nhỏ. Đây là túi được chế từ da của một loại linh thú tên là Nhất Thốn Chỉ Xà. Da của Nhất Thốn Chỉ Xà có một loại năng lực thiên phú, ấy chính là có thể thu nhỏ con mồi mà nó chạm vào. Cho nên, tuy là nó chỉ nhỏ cỡ chừng ngón tay út thôi, nhưng chỉ cần nó cuốn lên người một con voi lớn thì có thể thu nhỏ con voi kia lại cỡ chừng cái móng tay, để nuốt vào bụng. Nhưng sau khi lột da của Nhất Thốn Chỉ Xà xuống thì công hiệu thu nhỏ cũng sẽ giảm bớt, tối đa chỉ có thể thu nhỏ cái bàn lại cỡ chừng hộp diêm, Vũ Nhu Tử giới thiệu. Cái đó cũng khác gì với túi càn khôn đâu, Tống Thư Hàng cảm thán. Đương nhiên là khác nhau rồi, túi càn khôn liên quan đến nguyên lý không gian và thời gian. Thứ để vào trong đó vĩnh viễn không biến chất, cũng không cần lo thứ đặt vào bị xáo trộn. Còn túi thu nhỏ một tấc của ta chỉ có thể thu nhỏ một số đồ vật thôi. Lúc bỏ vào còn phải cẩn thận để không bị lộn xộn, Vũ Nhu Tử đáp. Nhưng đối với ta mà nói, thì nó đã xem như túi không gian rồi. Tống Thư Hàng cảm thán, lại tò mò hỏi, thực lực của Nhất Thốn Chỉ Xà đó thế nào? Có thể tìm thấy nó ở đâu? Nhất Thốn Chỉ Xà có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu, chúng nó trải rộng khắp thế giới. Bất quá, tới bây giờ vẫn không có bao nhiêu người trong tu chân giới nhìn thấy chân thân của nó. Chỉ có những người may mắn mới có thể tìm được một số da rắn do chúng nó lột ra mà thôi, Vũ Nhu Tử nói. Trong lúc nói chuyện, cô lại móc ra một cái lư hương, và vài nén nhang. Chương 262, đậu đậu sách theo tiểu hòa thượng chuồn mất rồi. Tống Thư Hàng nhìn về phía Vũ Nhu Tử với vẻ nghi hoặc, không hiểu cô muốn làm gì. Sau khi Vũ Nhu Tử lấy đồ ra hết thì lại đặt bàn quay về phía bạch tiền bối nằm trên giường, đặt lư hương lên. Tiếp theo. Cô giơ tay sờ lên đỉnh nhang, phóng chân khí ra, đốt nhang lên. Sau khi đốt nhang xong, cô cầm nhang, cung kính hành lễ thắp nhang cho bạch tiền bối, gương mặt vô cùng nghiêm túc, giống như đang tế thần. Sau khi tế xong, cô lại cung kính cắm nhang vào trong lư hương. Tống Thư Hàng, cô ấy chơi trò gì thế này, cứ thấy là lạ thế nào ấy, bạch tôn giả còn sống mà, hơn nữa, hắn cũng có phải tượng thần đâu. Cho nên... Hắn bèn nhịn không được mà hỏi, Vũ Nhu Tử này, cô đang làm gì thế? Ủa, Tống tiền bối ngươi không biết à? Vũ Nhu Tử lại nhìn Tống Thư Hàng với vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi chưa từng thắp nhang cho bạch tiền bối à? Cho nên ta mới hỏi đấy, tại sao ta phải thắp nhang cho bạch tiền bối chứ? Tống Thư Hàng thở dài. Tống tiền bối à, kiến thức căn bản về tu chân của ngươi đúng là kém quá, Vũ Nhu Tử lộ ra vẻ cảm khái. Tống Thư Hàng nghe vậy thì ngây ra, chẳng lẽ tu sĩ gặp phải tiền bối thì đều phải bày bàn thắp nhang à? Chẳng lẽ các tu sĩ hậu bối đều phải mang theo lư hương bên người, lỡ khi gặp phải tiền bối thì có cái mà thắp nhang tế tiền bối? Không đúng, tuyệt đối không thể nào có chuyện thế này được. Không phải thế, gặp tiền bối đương nhiên không cần làm thế. Nhưng bạch tiền bối thì lại khác, là đặc biệt đấy. Vũ Nhu Tử khua tay một vòng to thật to. Sau đó, cô lại giải thích tiếp. Phần lớn mọi người trong tu chân giới đều biết, nếu gặp phải bạch tiền bối đang bế quan. Nếu điều kiện cho phép thì có thể thắp nhang cầu nguyện với bạch tiền bối. Linh lắm đấy. Thắp nhang cầu nguyện, linh lắm á. Tống Thư Hàng dùng sức ôm mặt. Vận may nghịch thiên, trên người bạch tiền bối đã uy vũ tới mức này rồi sao? Lại nói, hắn lập tức nhớ tới tình cảnh khi lần đầu, hắn tới đón đạo quán vô danh đón bạch tiền bối. Lúc đó bạch tiền bối không phải cũng bị xem như tiên quân. Đặt ở trong đạo quán để mọi người thắp nhang cung phụng à. Hơn nữa, đạo quán vô danh kia cũng rất nổi tiếng, nghe nói chỉ cần người cầu nguyện mà thành tâm thì phần lớn đều sẽ thực hiện được nguyện vọng. Hóa ra việc này là có thật, bạch tiền bối cũng nổi tiếng trong tu chân giới từ lâu. Nhưng nếu như cầu nguyện với bạch tiền bối thì sẽ có nguy hiểm mà. Ví dụ như người cầu nguyện muốn đạt được thần công đi, có lẽ ngươi sẽ phải rơi xuống vách núi trước. Nếu như may mắn thì ngươi rơi xuống giữa chừng sẽ rơi vào trong một cái độc, sau đó có thể tìm được thần công, nhưng nếu xui xẻo thì có thể ngươi sẽ phải rơi từ trên vách núi xuống tuốt dưới đáy, rồi tan xác luôn. Vũ Nhu Tử, ta có thể hỏi một vấn đề không? Liệu có người nào chết hay trọng thương sau khi thực hiện được nguyện vọng hay không? Tống Thư Hàng dè dặt hỏi lại. Vũ Nhu Tử suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, ta cũng không biết nữa. Trong tu chân giới chỉ đồn là khi cầu nguyện với bạch tiền bối lúc ngài ấy bế quan thì có thể thực hiện nguyện vọng. Ngoài ra thì không còn lời đồn nào nữa. Trong lúc nói chuyện,
mấy nén nhang mà Vũ Nhu Tử thắp đã cháy xong. Cha, dùng chân khí đốt nhang đúng là có vấn đề, cháy nhanh quá, Vũ Nhu Tử lẩm bẩm. Nhưng cô cũng không định đốt thêm nén nhang khác, yên lặng dọn bàn và lư hương về. Tống Thư Hàng thấy Vũ Nhu Tử đầu tiên là dùng cái túi kia trùm lên lư hương, thể tích của lư hương nhanh chóng bị thu nhỏ lại, sau cùng co lại chỉ còn chừng một viên bi, bị Vũ Nhu Tử nhặt lên bỏ vào trong túi. Sau đó, cô lại dùng cách đó để thu hồi cái bàn. Đúng là đồ tốt mà, nếu như mình cũng may mắn tìm thấy da của Nhất Thốn Chỉ Xà thì tốt biết mấy. À, đợi đã. Bạch Tiền Bối ơi, ta không phải đang cầu nguyện đâu. Tống Thư Hàng nhìn Bạch Tiền Bối đang nằm trên giường, trong lòng lập tức bổ sung một câu. Tiếp theo, Tống Thư Hàng rót một ly linh mạch bích trà đưa cho Vũ Nhu Tử. Ồ, Tống Tiền Bối có linh mạch bích trà khi nào thế? Vũ Nhu Tử nghi hoặc hỏi lại, phần mà cô tặng vẫn còn đang ở chỗ của mẹ Tống. Nhưng khi nãy Tống Thư Hàng lại lấy linh mạch bích trà ở phòng của mình ra. Là của Tô Thị A Thập Lục trong nhóm Cửu Châu số 1 tặng đấy, lần trước ta giúp cô ấy một chuyện, nên cô ấy gửi tặng xem như cảm ơn, Tống Thư Hàng nói. À, là vị vãn bối kia của A Thất Tiền Bối, ta từng nghe các tiền bối trong nhóm nói qua, Vũ Nhu Tử ngồi ở mép giường, đung đưa hai chân, ngón chân trắng nõn ngoe ngoe. Khi nãy lúc cô bày bàn thắp nhang cũng không mang giày. Tống Thư Hàng lôi cái ghế ở chỗ bàn máy tính ra, hắn nhớ tới khi nãy Vũ Nhu Tử mới cầu nguyện với Bạch Tiền Bối, nên lo lắng hỏi, Vũ Nhu Tử, ban nãy cô cầu nguyện cái gì thế? Có tiện nói ra không? Dù sao cũng là lời cầu nguyện, nếu như là mấy nguyện vọng thầm kín thì không tiện nói với người khác. À, là chuyện nhỏ thôi, có thể nói được. Khi nãy ta cầu, mong Bạch Tiền Bối phù hộ, cho việc tiếp theo ta làm có thể thuận lợi ấy mà, Vũ Nhu Tử cười nói. Chuyện muốn làm tiếp theo, Tống Thư Hàng chợt hỏi, là tàng bảo đồ ấy à? Cô muốn đi thăm dò bảo tàng kia sao? Vũ Nhu Tử từng nói với Tống Thư Hàng ở trên mạng, nói là mình tìm được một phần tàng bảo đồ trong sổ tay của cha, cũng nói là khi nào rảnh thì sẽ đi tìm kiếm bảo tàng kia với Tống Thư Hàng. Không phải chuyện đó, tuy rằng lần này ta cũng có mang tàng bảo đồ theo. Nhưng lần này ta ra ngoài chủ yếu là vì một chuyện khác. Vũ Nhu Tử nói, cô ngồi thẳng lại. Bắt đầu kể rõ ràng. Vũ Nhu Tử có một người bạn tốt, tên là Sở Xuân Huỳnh, cô là con gái trong một thế gia tu chân nhỏ. Khi con bé Vũ Nhu Tử từng theo Linh Điệp Tôn giả du ngoạn bên ngoài, nên quen biết cô ấy. Sau này hai người bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhưng cách đây không lâu, Sở Xuân Huỳnh đột nhiên mất liên lạc, Vũ Nhu Tử lấy làm lạ, nên mới sai người điều tra. Sau đó cô mới biết được là thế gia tu chân của Sở Xuân Huỳnh gặp phải vài việc phiền toái. Chừng trăm năm trước, thế gia họ Sở chiếm được một quyền công pháp kiếm thuật khá tốt. Việc này vốn là bí mật, chẳng ai biết được, thế gia họ Sở cũng âm thầm cho người trong nhà của mình luyện. Nhưng không biết vì sao, năm ngoái lại có tiếng đồn truyền ra, khiến cho một môn phái tu chân khác chú ý tới. Tuy rằng môn phái tu chân này cũng chẳng phải môn phái lớn lao gì, nhưng vẫn mạnh hơn một thế gia nho nhỏ như của Sở Xuân Huỳnh nhiều lắm. Vậy nên... môn phái tu chân nó bắt đầu làm khó làm dễ thế gia họ Sở khắp nơi, muốn ép bọn họ giao phần công pháp kiếm thuật kia ra. Chuyện này kéo dài đã hơn nửa năm rồi. Chuyện thế này mà không có ai quản à? Tống Thư Hàng hỏi, chẳng lẽ trong tu chân giới không có, võ lâm minh chủ của tu chân giả, gì đó, đứng ra ngăn cản môn phái tu chân kia à? Thật ra thì đúng là có minh chủ gì đó. Nhưng trong ấn tượng của ta, vị minh chủ kia đã bế quan gần 600 năm rồi. Không biết tới khi nào mới ra, Vũ Nhu Tử cảm khái. Đây là chuyện không thể tránh khỏi trong tu chân giới, muốn làm minh chủ của tu chân giới thì ít nhất ngươi cũng phải có thực lực cao cường, bằng không thì ngươi lấy cái gì để người ta phục. Nhưng những tiền bối có thực lực cao cường mà bế quan là phải bế mấy trăm năm, thậm chí có người còn bế hơn cả ngàn năm. Trong thời gian mấy trăm mấy ngàn năm này, ai đâu ra mà quản. Chẳng lẽ lại chọn thêm một vị minh chủ khác à? Nhưng có được cái khỉ gì đâu, nói không chừng chân trước ngươi mới chọn hắn làm minh chủ xong thì một giây sau người ta đã chuẩn bị tiết mục, bế quan vạn năm, luôn rồi. Vậy nên, minh chủ trong tu chân giới chỉ như vậy mà thôi. Bất quá ngoại trừ minh chủ ra, thì một số đại môn phái đạo môn và Phật môn cũng sẽ trông nom một phần tu chân giới, tránh xảy ra sai lầm. Nếu như ai dám lám quá đáng, khiến cho mọi người nổi giận, vậy thì đừng có trách mọi người không khách khí, Vũ Nhu Tử giải thích. Cũng vì thế, nên môn phái kia mới không dám trực tiếp ra tay cướp cuốn công pháp kiếm thuật kia, mà dùng đủ thủ đoạn để gây khó dễ cho tiểu thế gia đó. Vũ
Vũ Nhu Tử, cô định đi giúp người bạn đó của cô à? Cô định giúp kiểu gì? Tống Thư Hàng hỏi dò. Ta vẫn chưa nghĩ ra phải giúp kiểu gì, bây giờ ta định đi xem thử trước, xem có thể giúp được gì hay không. Nếu như môn phái kia thật sự quá đáng thì ta sẽ quay về Linh Điệp Đảo, đưa người qua đó chống lưng giúp thế gia của bạn ta. Tới lúc không nói chuyện được thì phải xem nắm đấm của ai cứng hơn. Vũ Nhu Tử siết nắm đấy, nghiến răng ken két. Có cần ta giúp gì không? Tống Thư Hàng hỏi, môn phái tu chân và thế gia tu chân đấy, chỉ nghĩ thôi đã thấy oách rồi. Nếu như có thể thì hắn rất muốn đến đó xem thử một phen. Vũ Nhu Tử nhìn Tống Thư Hàng một cái, rồi lại uyển chuyển nói, không được đâu, tu vi của Tống tiền bối ngươi hơi thấp, có qua đó cũng không giúp được gì đâu. Tống Thư Hàng lập tức khóc ròng, xin lỗi, ta chỉ là con gà. Chờ ta giúp bạn của mình xử lý xong, nếu A Cha vẫn không phái người tới đưa ta về thì ta sẽ đi tìm bảo tàng với Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử giơ tay vỗ vai Tống Thư Hàng xem như an ủi. Tống Thư Hàng đáp, được. Đúng rồi, ta nghe nói Đậu Đậu nhà Hoàng Sơn Chân Quân đang ở chỗ Tống tiền bối ngươi đúng không? Sao không thấy nó đâu? Ta chưa có cơ hội gặp Đậu Đậu lần nào. Trước kia A Cha từng đưa ta tới nhà Hoàng Sơn Chân Quân làm khách, mỗi lần đều đúng lúc Đậu Đậu bỏ nhà ra đi, Vũ Nhu Tử tò mò hỏi. Đậu Đậu bây giờ còn đang ở bệnh viện trị bệnh trí cùng với Tiểu Hòa Thượng của. Tính ra thì hôm nay là ngày trị liệu cuối cùng của Tiểu Hòa Thượng rồi. Chắc Đậu Đậu cũng sắp về rồi đấy, Tống Thư Hàng đáp. Đang nói tới Đậu Đậu thì điện thoại của Tống Thư Hàng lại vang lên. Xem ra chắc là của Đậu Đậu gọi tới. Chắc là Đậu Đậu sắp về nhà rồi, ta nghe điện thoại cái đã, Tống Thư Hàng cười nói, bấm nghe máy. Alo, Thư Hàng tiểu hữu, ta là Chu Ly đây, đầu dây bên kia truyền tới giọng của Chu Ly. Hơn nữa, lúc này giọng của hắn lại vô cùng nặng nề, có cảm giác bất lực vô cùng. Tống Thư Hàng cũng rất nghi hoặc vì sao mình lại có thể nghe ra được nhiều tâm tình như thế từ trong giọng nói của Chu Ly sư huynh, nhưng rõ ràng là hắn nghe ra được. Tống Thư Hàng lập tức hỏi, Chu Ly sư huynh, đã xảy ra chuyện gì rồi à? Sao giọng ngươi nghe lạ thế? Đậu Đậu chuồn mất rồi, lúc Chu Ly nói ra những lời này thì giống như đã dùng hết khí lực toàn thân của hắn, hơn nữa, nó còn xách theo Tiểu Hòa Thượng của kia chạy mất, xin lỗi nhé, Thư Hàng tiểu hữu. Rõ ràng ta ở ngay bên cạnh bọn nó, nhưng lại không thể trông nom bọn nó được. Chương 263, dùng mảnh trúc bày trận. Chu Ly sư huynh hãy còn đang kể khổ với Tống Thư Hàng, rõ ràng sau khi Đậu Đậu nó giao điện thoại cho ta giống như ngày hôm qua xong thì nó mới theo Tiểu Hòa Thượng vào trong làm phẫu thuật trị sang. Nhưng cả buổi trời rồi mà ta vẫn không thấy bọn nó ra, vào trong hỏi thì mới biết là Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng đã đi từ lâu rồi. Ta lại không thể trông coi nó được. Nhưng cũng hết cách, kỹ năng bỏ nhà đi bụi của Đậu Đậu đã sắp mắc cấp rồi, ngay cả Hoàng Sơn Chân Quân cũng không thể làm được gì. Người phụ trách xử lý phiền toái của Đậu Đậu như Chu Ly thì đã là bại tướng thua 109 lần trong tay của Đậu Đậu rồi. Tóm lại, ta sẽ tìm Đậu Đậu về thật nhanh, liên lạc báo cho ngươi một tiếng trước. Sự cố giao thông bên chỗ ngươi ta sẽ sắp xếp người tới xử lý, ngươi cứ yên tâm đi, Chu Ly nói xong thì lại xốc tinh thần lại lần nữa. Hắn là người đàn ông thua thì làm lại, có thua nặng cỡ nào thì hắn cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại, bởi vì hắn có đủ kinh nghiệm tự an ủi rồi. Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy có lỗi với Chu Ly sư huynh quá, hơn nữa, chỉ cần nghĩ tới vị tiên tử đối tượng không rõ mặt mày của Chu Ly sư huynh xong thì hắn đều thấy đau lòng dùm Chu Ly sư huynh. Chu Ly sư huynh cố gắng lên, lần này chờ ngươi tìm được Đậu Đậu xong thì ta nhất định sẽ trông nom nó thật tốt. Lớn hơn thì ta không dám nói. Nhưng ít ra trong vòng một tuần, ta tuyệt đối sẽ không để cho nó gây họa. Tống Thư Hàng cam đoan. Bên kia đầu dây dường như cũng truyền tới tiếng nấc nghẹn đầy hạnh phúc của Chu Ly sư huynh. Sau khi cúp điện thoại, Tống Thư Hàng thở một hơi thật dài. Đậu Đậu cũng được, Tiểu Hòa Thượng cũng được, hai đứa này chẳng để cho người ta bớt lo được mà. Đậu Đậu lại chạy trốn nữa rồi à? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Đúng vậy, còn mang theo cả Tiểu Hòa Thượng của đi cùng nữa. Tiểu Hòa Thượng của là một vị đệ tử mới của Thông Huyền Đại Sư, trước đây vài ngày. Bởi vì muốn trị bệnh trí, nên nó mới lặng lẽ trốn ra khỏi Thiên Nhai Vân Du Tự, kết quả chạy tới chỗ của ta. Sau đó, Tam Nhật Sư Huynh nhờ ta chăm sóc nó, Tống Thư Hàng dùng sức xoa huyệt thái dương của mình, vốn còn tưởng rằng Tiểu Hòa Thượng này có bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu, là đứa nhỏ khiến người ta bớt lo, kết quả nó gây chuyện còn hơn cả Đậu Đậu nữa. Ha ha ha, Vũ Nhu Tử cười khan. Cô cũng nằm trong thành phần lén lút bỏ nhà ra đi đây.
Thật ra, trong đầu của Tống Thư Hàng không chỉ có chuyện đậu đậu sách tiểu hòa thượng bỏ trốn, mà còn có một chuyện khác, nếu như Chu Ly sư huynh không tới thì ai giúp hắn xử lý chuyện của Bạch Tiền Bối đây? Hắn đã nói với mẹ Tống là trưa hôm nay nhất định phải gọi Bạch Tiền Bối dậy ăn cơm, vốn hắn còn định chờ Chu Ly tới, thi triển ảo thuật gì đó biến thành Bạch Tiền Bối. Kết quả bây giờ Chu Ly sư huynh đuổi theo đậu đậu với tiểu hòa thượng mất rồi. Không chỉ như thế, lúc Bạch Tiền Bối bế quan, rất có thể sẽ xuất hiện cảnh tượng, sa mạc, thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng, vì để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn còn định nhờ Chu Ly sư huynh bố trí vài trận pháp phòng ngự trong phòng của mình đây. Đau đầu rồi đây. Sao trông Tống Tiền Bối buồn rầu thế này? Sau khi người trong nhà lén lút trốn đi thì sẽ khiến cho người lớn trong nhà buồn rầu như thế à? Mình lén lút chạy ra ngoài, cha cũng sẽ buồn như thế sao? Vũ Nhu Tử thầm sờ vào lồng ngực mình, cảm giác đau quá. Hay là lần này mình về rồi thì sẽ xin lỗi cha nhỉ? Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên vỗ đầu mình một cái, ngu quá. Hắn nhìn về phía Vũ Nhu Tử, hỏi với vẻ mong chờ, Vũ Nhu Tử, cô có biết bố trí pháp thuật phòng ngự không? Hắn nhớ là Vũ Nhu Tử cũng biết trận pháp. Lần đầu tiên hắn theo Vũ Nhu Tử tới quảng trường La Tín bắt linh quỷ, Vũ Nhu Tử đã từng một vài cây côn màu bạc và bùa sâu lại thành một trận pháp phòng ngự. Ta có biết bố trí trận pháp, bất quá phòng ngự trận pháp có nhiều loại lắm, cường độ phòng ngự cũng khác nhau. Tống Thư Hàng, ngươi muốn loại trận pháp có cường độ phòng ngự kiểu gì? Muốn phòng ngự thứ gì? Vũ Nhu Tử hỏi. Cường độ phòng ngự chắc là không cần cao lắm, bởi vì thứ phòng ngự chủ yếu không phải kẻ thù bên ngoài. Tống Thư Hàng nói tới đây thì lặng lẽ nhìn Bạch Tiền Bối. Mặc dù Bạch Tiền Bối đang bế quan, nhưng không ai dám chắc là Bạch Tiền Bối có cắt đứt toàn bộ cảm quan với thế giới bên ngoài hay không. Dù sao thì cũng chỉ là bế quan ngắn hạn có 2 ngày, biết đâu Bạch Tiền Bối còn giữ thính giác lại thì sao? Vậy nên Tống Thư Hàng lặng lẽ móc điện thoại ra, nhắn tin riêng cho Vũ Nhu Tử. Hắn kể sơ lại việc lúc Bạch Tiền Bối tu luyện sẽ triển khai thực tại ảo, sau đó sẽ xuất hiện sa mạc, con ngựa trắng, thiếu niên áo xanh tới giày vò trà đạp mình. Sau đó hắn lại nhắc nhở Vũ Nhu Tử, bởi vì lúc trước Dược Sư Tiền Bối có bố trí trận pháp phòng ngự ở trong nhà, cho nên, thực tại ảo của Bạch Tiền Bối lúc đó mới bị hạn chế ở trong nhà của Dược Sư mà thôi. Nên Tống Thư Hàng cũng muốn bố trí một cái trận pháp phòng ngự trong phòng của mình, lực phòng ngự bao nhiêu cũng không quan trọng lắm, quan trọng là nhất định phải ngăn được cái thực tại ảo do Bạch Tiền Bối sơ ý để tiết ra ngoài. Nếu không thì hậu quả sẽ khôn lường, phải biết là người nhà của Tống Thư Hàng toàn là người thường cả. Nếu như bị cuốn vào bên trong thực tại ảo thì ngày mai báo chí thành phố Văn Châu nhất định sẽ đưa tin thế này, sinh viên đại học phát rồ, sát hại song thân một cách tàn nhẫn, giày vò thể xác. Vũ Nhu Tử xem tới đây thì lập tức dùng di động trả lời, ồ, chuyện đó thì dễ thôi. Chỉ là trong lúc Bạch Tiền Bối bế quan vô tình lộ ra một chút thực tại ảo mà thôi, cứ bố trí một cái trận pháp nho nhỏ trên giường là được rồi. Xem ta đây, ngữ khí rất đỗi tự tin. Dù sao thì cô cũng có một người cha vào hàng, tôn giả, ở nhà kia mà, nên cũng chẳng xa lạ gì với thực tại ảo kia. Cô cũng có kinh nghiệm trong việc ngăn chặn thực tại ảo do tôn giả vô tình để tiết ra. Sau đó, Vũ Nhu Tử lấy một bộ bút được chế thành từ lông yêu thú ra từ trong cái túi nhỏ ở eo, hỏi Tống Tiền Bối, có lá bùa nào không? Lá bùa, giấy A4 có được không? Tống Thư Hàng hỏi lại, hắn từng thấy Bạch Tiền Bối dùng giấy A4 để chế tạo đủ loại phù văn. Vũ Nhu Tử, Tống Tiền Bối đừng nói giỡn mà, giấy A4 thì sao mà làm bùa được? Ủa, không được hả? Tống Thư Hàng thầm thở dài một hơi, quả nhiên, vẽ phù văn trên giấy A4 là tác phẩm độc quyền của Bạch Tôn Giả. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, hắn lại móc một tờ giấy A4 từ trong túi ra đưa cho Vũ Nhu Tử, đó là tờ giấy A4 có vẽ ẩn hình trận pháp mà lúc trước Bạch Tiền Bối đã dán lên máy kéo. Mấy tờ giấy cường hóa, giảm bớt trọng lực đều đã cháy thành cho tàn khi máy kéo bị nổ rồi. Có thể đưa tờ trận pháp A4 này cho Vũ Nhu Tử tham khảo một phen. Vũ Nhu Tử nhận lấy tờ A4, nhìn thật kỹ cả buổi trời, sau đó mới hỏi, đây là tác phẩm của Bạch Tôn Giả Tiền Bối à? Ừ, đúng vậy, Tống Thư Hàng gật đầu. Của nhiên, cha từng nói với ta, nếu bàn về tạo nghệ trận pháp thì Bạch Tôn Giả có thể xếp vào 3 hạng đầu trong tu chân giới. Của nhiên đã hoàn toàn vượt khỏi cảnh giới mà ta có thể hiểu được rồi, Vũ Nhu Tử cầm tờ giấy A4 này vô cùng cẩn thận, hỏi với vẻ chờ mong, Tống Tiền Bối, có thể tặng tờ giấy A4 này cho ta nghiên cứu được không? Không thành vấn đề, nếu như cô muốn thì cứ lấy đi, Tống Thư Hàng trả lời. Cảm ơn Tống Tiền Bối,
Vũ Nhu Tử cẩn thận cất kỹ tờ giấy A4 này. Sau đó, cô lại nói, nếu như không có bùa thì chúng ta phải chế tài liệu ngay tại chỗ. Giấy A4 thì chắc chắn là không được rồi, trình độ của ta không cao được tới mức đó. Cần tài liệu gì? Tống Thư Hàng tò mò hỏi lại. Chúng ta phải tìm một số mảnh trúc tươi, có thể dùng mảnh trúc để làm bùa, mượn khí tức thuộc tính mộc ở trong mảnh trúc tươi để bố trí một trận pháp phòng ngự mộc hệ nho nhỏ, Vũ Nhu Tử đáp. Tống Thư Hàng còn tưởng rằng phải cần những loại tài liệu giống như lôi kích mộc gì đó, thứ đó thì hơi khó tìm. Nhưng bây giờ vừa nghe chỉ cần mảnh trúc thì hắn thở phào nhẹ nhõm, cái này thì dễ thôi. Ở sau nhà ta có một số trúc, ta đi chặt một cây. Vậy ta cũng xuống chặt trúc với tiền bối, Vũ Nhu Tử đứng dậy, bắt đầu mang giày vào. Được, Tống Thư Hàng nói. Hy vọng bạch tiền bối sẽ không tung sa mạc kia ra trong lúc này, hắn chắp hai tay, thầm nghĩ. Mẹ ơi, con xuống dưới lầu chặt mấy cây trúc với Vũ Nhu Tử làm chút đồ đây ạ, Tống Thư Hàng nói với mẹ Tống ngồi trong phòng khách. Được rồi, chơi vui nhé, đừng có chơi muộn quá, lát nữa nhớ lên ăn cơm, mẹ Tống nói. Dạ, Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Lại cầm bảo đao bá toái treo trong phòng khách rồi đi xuống lầu với Vũ Nhu Tử. Một bên khác, Lữ Thiên Hữu và Lão Lữ cũng đến bệnh viện kiểm tra thân thể một phen, ba Tống gọi liền tù tì những người quốc. Hối bọn họ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Theo như lời ba Tống nói thì là, người ngồi đằng sau như tôi mà còn bị kéo đến bệnh viện kiểm tra, kẻ gây tai họa như Lão Lữ ông còn không chịu đi bệnh viện à. Thế thì sao được, tuy rằng có phước không thể cùng hưởng, nhưng gặp nạn thì nhất định phải cùng chịu chứ. Vậy nên cứ cách hơn 10 phút là ba Tống lại gọi một cú, chỉ hối cha con Lão Lữ tới bệnh viện khám. Cho nên ba Tống cũng tốn một mớ tiền gọi điện thoại. Lúc này, Lữ Thiên Hữu đang lái xe đưa Lão Lữ về nhà. Trên đường đi, trông hắn có vẻ bồn chồn không yên. Thiên Hữu, con đang nghĩ gì đấy? Lão Lữ lên tiếng hỏi. Nghĩ về chiếc máy kéo của Thư Hàng, Lữ Thiên Hữu là người thành thật nên trả lời luôn. Ừ, chiếc máy kéo kia chạy nhanh thật, Lão Lữ gật đầu nói. Lữ Thiên Hữu mỉm cười, thứ hắn để ý còn nhiều hơn thế, chiếc máy kéo đó không chỉ chạy nhanh thôi, lại còn rất ổn. Hơn nữa, ngồi ở trên đó gần như không cảm giác được có chút gió thổi nào. Tuy rằng hắn không biết đây là kỹ thuật hay nguyên lý gì, nhưng hắn cứ cảm giác thứ đó rất đáng để đầu tư. Cũng không biết người bạn đã giúp Tống Thư Hàng độ xe lên có tìm được nhà đầu tư hay chưa nữa. Giả như người bạn kia của Tống Thư Hàng còn chưa tìm được nhà đầu tư thì Lữ Thiên Hữu cũng không ngại dốc hết tài sản của mình vào, giúp đỡ Thư Hàng và bạn của hắn hoàn thiện kỹ thuật này. Nhất định là lời to luôn. Bọn họ nhanh chóng về tới nhà. Sau khi đỗ xe xong, Lữ Thiên Hữu và cha của mình đi lên nhà. Trên đường đi, hắn lấy điện thoại ra, lên mạng xem có tin tức gì mới hay không. Lúc này, trong phần tin tức của bạn bè gửi lên có một tin khiến hắn chú ý. Chương 264, Trúc Giản Trận. Đầu năm nay, nội dung tin đăng lên phải khiến mọi người chú ý, tiêu đề thì nhất định phải ngầu thật ngầu, oách thật oách. Tin này đã thỏa mãn được cả hai điểm trên. Lữ Thiên Hữu tò mò nhấn vào xem. Sau đó hắn nhìn thấy mấy bức ảnh liên tiếp. Trên ảnh là lúc công ty hậu cần đang vận chuyển xe, tổng cộng có 9 chiếc xe tải dùng để vận chuyển xe ô tô, trên mỗi chiếc xe vận tải đều có 5 chiếc xe ô tô đủ loại. Ảnh chụp rất rõ nét, có thể nhìn thấy những chiếc xe được chở đều vào hàng siêu xe cả. Nhưng thứ bắt mắt nhất không phải 30 mấy chiếc siêu xe kia, mà là 3 chiếc xe trong số đó, một chiếc là máy đào đất loại nhỏ. Một chiếc là xe kéo đầu phong cách, một chiếc xe ủi đất to uỳnh. Ba chiếc xe này nằm trong mớ siêu xe kia chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, vô cùng bắt mắt. Người bạn kia còn giới thiệu sơ qua là toàn bộ số siêu xe này đều được một người thần bí ở khu Giang Nam mua hết một lần. Trong đó bao gồm cả chiếc xe kéo, máy đào đất và máy ủi kia. Lữ Thiên Hữu ngây ra, lập tức nhớ tới chiếc xe kéo của Tống Thư Hàng và mấy chục tờ giấy chứng nhận mang tên Tống Thư Hàng lúc xe bị lật. Hóa ra là đã kéo được nhà đầu tư rồi à, Lữ Thiên Hữu thầm thở dài. Chắc cả xe kéo và số siêu xe kia đều là nhà đầu tư mua cho Tống Thư Hàng và bạn của hắn dùng làm vật thí nghiệm để nghiên cứu phát triển kỹ thuật kia nhỉ. Cổ nhiên, tri thức đúng là sức mạnh, khoa học kỹ thuật chính là tiền tài mà. Lữ Thiên Hữu thầm tắt điện thoại, việc này tốt nhất đừng để cho ba của hắn biết thì hơn, bằng không thì lão Lữ sẽ bị kích thích, một mình trốn trong phòng buồn bực một mình mất. Dưới lầu nhà Tống Thư Hàng có một khóm trúc nhỏ, đó là thủy trúc bình thường do ba Tống lấy xuống từ trên núi. Mấy năm trước, ba Tống còn hứng thú,
mỗi ngày ra sửa sang cắt tỉa lại. Nhưng sau này chán rồi thì cứ ném đó để mặc cho chúng tự sinh tự diệt. Cũng may mớ thủy trúc này sống dai, dù không có ai chăm sóc thì nó vẫn phát triển bình thường. Chọn cây nào đây? Tống Thư Hằng hỏi, hắn rất muốn xem thử Vũ Nhu Tử chế tạo mớ trúc bình thường này thành trận pháp phòng ngự kiểu gì. Để ta tìm xem, Vũ Nhu Tử nhắm hai mắt lại, sau đó mở ra, màu của con người biến thành kết cấu sáng ngời y hệt kim cương. Đây là pháp thuật gì đây? Hay nó là nhãn khiếu thiên phú của Vũ Nhu Tử nhỉ? Hay là năng lực của cặp thấu kính trong mắt cô ấy đây? Vũ Nhu Tử nhìn một cái, sau đó chỉ vào một cây trúc có vẻ tươi tốt trong số đó, chọn nó đây, lực lượng mộc hệ ẩn chứa trong cây trúc này là lớn nhất đấy. Tống Thư Hàng gật đầu, giờ bảo đao bá toái lên, nhẹ nhàng chém một dao xuống cây trúc kia, chặt đứt nó. Tiếp theo phải làm gì? Tống Thư Hàng hỏi lại. Vũ Nhu Tử nói, tiền bối đưa đao cho ta. Tống Thư Hàng đưa bảo đao bá toái lên, thanh đao này là bảo đao chấn tông của Nguyệt Đao Tông, từ sau khi đi theo Tống Thư Hàng thì chỉ toàn sát hành với chặt trúc, giống như đi trải nghiệm cuộc sống của một con dao bình thường. Vũ Nhu Tử cầm lấy bảo đao bá toái, múa đao như bay. Xoẹt 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 và cái, ánh đao lóe lên liên tục. Rất nhanh, cây trúc đã bị chặt sạch cành lá, chặt thành từng mảnh trúc nhỏ. Những mảnh trúc này cũng cỡ cỡ như mấy thẻ trẻ thời cổ đại vậy. Sau đó, đồng tử của Vũ Nhu Tử lại biến hóa lần nữa, chọn ra 20 thẻ trúc trong số này. Được, rồi, 20 thẻ này là đủ cho chúng ta dùng rồi, Vũ Nhu Tử nói đầy thỏa mãn, đi, chúng ta về phòng bày trận thôi. Tống Thư Hàng cầm chổi quét, gom mớ trúc kia vào một góc. Sau khi trở lại phòng, Vũ Nhu Tử móc cây bút lông yêu thú kia ra, lại lấy một loại mực được trộn kèm dược liệu đặc biệt nào đó, bắt đầu ghi phù văn lên mớ thẻ trúc. Đúng rồi. Có cần ta tránh đi một lúc không? Tống Thư Hàng hỏi. Trong tu chân giới, mặc kệ là công pháp cũng được, đạo thuật cũng thế, đều phải giữ bí mật thật kỹ. Học trộm công pháp và đạo thuật là đại kỵ. Không cần đâu tiền bối. Trận pháp phòng ngự này chỉ là một trận pháp do ta cải biên từ một trận pháp rất bình thường, không phải loại cao cấp gì. Không cần phải tránh đi đâu, Vũ Nhu Tử đáp. Cô đã nói thế rồi, nên Tống Thư Hàng cũng mặt dày đứng bên cạnh xem cô vẽ phù văn luôn. Cũng không phải hắn muốn học lỏm, mà vì hắn hiếu kỳ, muốn biết trận pháp phòng ngự chế tạo kiểu gì. Lúc Vũ Nhu Tử vẽ phù văn, Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy, mỗi bút cô vẽ ra, nơi ngòi bút đều có ánh sáng nhàn nhạt lóe lên. Đấy là cô đang vận chuyển chân khí, dung hợp với mực nước đặc biệt kia để vẽ nên phù văn. Mỗi một nét, ngòi bút như đao, trực tiếp khắc phù văn lên trên thẻ trúc, còn phần mực đặc biệt kia thì cũng thấm vào bên trong thẻ. Nguyên lý này chắc cũng giống như trường tâm lôi của hắn, cũng như dùng khí huyết chi lực họa lôi phù lên lòng bàn tay vậy. Còn mực nước đặc biệt kia thì có thể thừa nhận lực lượng của chân khí, dung hợp cùng với khí tức thuộc tính mộc bên trong thân trúc, tạo thành trận pháp phòng ngự. Dù sao thì trận pháp phòng ngự khác với trường tâm lôi, cần có lực lượng bền bỉ, để giữ cho chân khí bên trong phù văn không bị sói mòn quá nhanh theo thời gian. Tổng cộng hơn 200 phù văn, tạo thành một áng văn chương ngắn. Đúng lúc ghi kín 20 thẻ trúc kia, tạo thành một quyển trúc giản. Xong rồi, Vũ Nhu Tử thỏa mãn thổi một hơi trên thẻ trúc. Trên mỗi nét bút đều lóe sáng, vô cùng xinh đẹp, nhìn qua quả thật giống hệt một tác phẩm nghệ thuật. Xong rồi á, Tống Thư Hàng hỏi lại, hắn vẫn nhìn chưa đã mà. Ừ, rốt cuộc cũng kích hoạt được nó rồi. Nhưng mà tiền bối à, lực lượng trên thẻ trúc này chỉ có thể duy trì trận pháp được có 2 ngày thôi. Trong thời gian 2 ngày này, người phải nghĩ cách chuyển Bạch Tôn giả tới nơi khác mới được, Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, 2 ngày là đủ rồi, tới lúc đó Bạch Tôn giả cũng bế quan xong rồi. Chỉ cần Bạch tiền bối không nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác, cha, thời tiết hôm nay tốt quá, rất thích hợp để bế quan. Sau đó, đột nhiên lại chuẩn bị bế quan 1 năm thì sẽ không có vấn đề gì hết. Vậy ta kích hoạt nó nhé. Vũ Nhu Tử dựng thẳng 2 ngón tay ở trước mặt. Miệng lẩm bẩm đọc một đoạn chú văn, quát khẽ trúc giản trận, khởi. Cô vừa quát xong thì trúc giản nằm trên mặt bàn đã bị một nguồn sức mạnh nào đó dẫn dắt, chủ động bay lên tới trước mặt Vũ Nhu Tử, từng thẻ xếp ngay ngắn. Mỗi thẻ trúc đều có một luồng sáng nối chúng lại với nhau, trông rất đẹp mắt. Đi, Vũ Nhu Tử chỉ ngón tay về phía Bạch Tôn giả đang nằm trên giường. Thẻ che tản ra, hóa thành một vòng tròn, bao bọc lấy Bạch Tôn giả. Được rồi. Như vậy thì dù Bạch tiền bối vô thức tiết ra một chút thực tại ảo thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới người bên ngoài trúc giản trận, Vũ Nhu Tử phất tay nói.
Tống Thư Hàng rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cô nhé Vũ Nhu Tử, lần này cô thật sự đã giúp ta một việc rất lớn đó. Hi hi, tiền bối đừng khách khí, Vũ Nhu Tử cười tít mắt. Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã tới buổi trưa. Món ăn trưa hôm nay cực kỳ phong phú, còn phong phú hơn món ăn đãi lão Lữ trưa hôm qua nhiều. Thư Hàng, mau đưa Vũ Nhu Tử ra ăn cơm đi, mẹ Tống kêu to. Đợi sau khi Tống Thư Hàng đưa Vũ Nhu Tử ra thì mọi người mới ngồi vào ghế. Ua, sao bạn con còn chưa dậy nữa? Mẹ Tống nhíu mày, hỏi. Dậy rồi ạ, nhưng cậu ta mới vừa dậy nên đầu óc còn váng vất, phải chờ một lúc. Đợi cậu ấy rửa mặt xong sẽ ra ăn cơm ạ, Tống Thư Hàng cười nói. Mẹ Tống gật đầu, lại tập trung sự chú ý lên người Vũ Nhu Tử. Dù sao thì so với cậu trai Tống Bạch kia, Vũ Nhu Tử lại càng khiến mẹ Tống chú ý hơn nhiều. Lúc ăn cơm, Tống Thư Hàng lại vùi đầu lùa cơm tới tấp, trông như bị bỏ đói suốt mấy ngày. Chỉ hơn 30 giây thôi thì hắn đã ăn cơm xong. Mẹ, con ăn xong rồi, con đi gọi bạn con ra ăn đây, Tống Thư Hàng kêu lên. Sao ăn nhanh thế con? Mẹ Tống trừng mắt, ăn hùng hổ như thế, bỏ lại một mình con gái nhà người ta trên bàn cơm là thế nào hả? Cũng may sáng nay Vũ Nhu Tử cũng hàn huyên với mẹ Tống khá lâu, sau khi Tống Thư Hàng đi, cô cũng không tỏ ra e thẹn xấu hổ gì. Tống Thư Hàng vội quay về phòng của mình. Một lát sau, Bạch Tôn giả vẻ mặt bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Tóc dài bay bay, dung mạo tuấn mỹ như tranh vẽ, quả thực trông giống như tiên nhân bước ra từ trong tranh, trên mặt dường như còn mang theo chút u buồn. Chào chú, chào cô, thật ngại quá, giờ cháu mới tỉnh dậy, mấy ngày nay phải quấy rầy mọi người rồi, cậu trai tên, Tống Bạch, kia đi vào phòng ăn, xấu hổ cười nói. Ba Tống cười lớn nói, không sao cả, có gì đâu mà, nếu là bạn của Thư Hàng thì cứ xem nơi này như nhà của mình đi nhé. Mẹ Tống lại lập tức đứng dậy, xới một chén cơm cho, Tống Bạch, đừng ngại nhé, thằng nhóc Thư Hàng kia đâu rồi nhỉ? Cảm ơn cô ạ, Thư Hàng cậu ta vừa về phòng có chuyện ạ. Ha ha ha, Tống Bạch nhận lấy chén cơm rồi cười nói, chỉ là nụ cười này có hơi cứng đờ. Vũ Nhu Tử ngồi bên cạnh cúi đầu vào chén cơm, muốn cười nhưng phải liều mạng nhịn lại. Vất vả lắm mới cơm nước xong xuôi. Triệu Nhã Nhã vào nhà bếp giúp mẹ Tống dọn giữa bát đũa, Tống Bạch và Vũ Nhu Tử thì quay về phòng của Tống Thư Hàng. Vừa mới vào phòng xong là Vũ Nhu Tử đã nằm bò ra giường cười lớn. Trên giường, Bạch Tôn giả vẫn còn đang bế quan ngon lành. Sau lưng, Tống Bạch tháo một thứ trông như kim cài áo xuống, ảo giác trên người được rũ bỏ, biến thành bộ dạng của Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Tử cười một lúc xong thì ngẩng đầu lên, nhại lại bộ dạng và ngữ khí của Tống Thư Hàng lúc nhận chén cơm cảm ơn cô ạ. Thư Hàng cậu ấy vừa quay về phòng có chuyện, hi hi, Tống tiền bối này, gọi mẹ mình là cô như thế có cảm giác gì? Tống Thư Hàng. Lúc này, ở một bên khác, trong một chiếc xe sang trọng. Cao Mỗ Mỗ đần mặt nằm trên ghế, bạn gái nhỏ nhắn Nha Y đang nằm nép trong lòng cậu ta, ngủ say sưa. Sao bọn mày lại ở đây? Cao Mỗ Mỗ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ở bên cạnh hắn là một cặp con lai. Thanh Mai Trúc Mã mà Cao Mỗ Mỗ không muốn thừa nhận Nhất Gia Cát Nguyệt. Cùng với thằng bạn nối khố mà cậu muốn tuyệt giao Nhất Gia Cát Trung Dương. Ha ha ha, cậu cho là đổi số điện thoại thì có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình à? Ngây thơ quá đó Cao Mỗ Mỗ ạ. Gia Cát Nguyệt cười đắc ý nói. Gia Cát Trung Dương ngồi bên cạnh nói thêm, tới đây đi Cao Mỗ Mỗ. Tao đã chuẩn bị xong vé đi Biển Đông cho mày với bạn của mày rồi. Chương 265, Thư Hàng, tới Biển Đông chơi đi. Gia Cát Trung Dương lại dương dương đắc ý nói, hơn nữa, kế hoạch vui chơi mình cũng lên lịch sẵn rồi. Chúng ta sẽ ngồi máy bay tới một hòn đảo ở Biển Đông, ở đó chơi một ngày. Sau đó mình sẽ đặt chỗ trên một chiếc du thuyền xa hoa để du ngoạn 5 ngày, cậu và bạn bè của cậu mình cũng đặt chỗ cả rồi, sẽ xuất phát cũng lúc với chúng ta. Nghỉ hè rồi, chúng ta phải chơi cho đã mới được. Tao van mày, mày đi coi mắt chứ có phải đi chơi đâu. Phải làm cho rõ mục đích chính và phụ chứ cái thằng này. Cao Mỗ Mỗ khinh bỉ chửi thầm trong lòng. Đồng thời, cậu cũng ngửa đầu lên nhìn trời đã đổi số điện thoại luôn rồi mà vẫn không thoát khỏi ma trưởng của anh em Gia Cát Nguyệt với Gia Cát Trung Dương. Rốt cuộc là đời trước hắn đã tạo nghiệt gì nên kiếp này mới có thể gặp được cực phẩm cỡ này đây. Phật Tổ từng nói, phải quay đầu 500 lần mới có thể đổi lấy được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Vậy thì khi đó, nhất định cậu phải cận lòi chồng cả ngàn độ,
phải ngoái đầu nhìn lại anh em cực phẩm này mấy trăm lần luôn, nên mới có thể đổi lấy nhiệt duyên kiếp này. Không được, tuyệt đối không thể đi Biển Đông với hai cái đứa này, nếu không thì kế hoạch tuần trăng mật ngọt ngào của cậu và bạn gái nha y nhất định sẽ bể tan tành hết. Cho nên, phải từ chối thẳng thừng vào, không thể để cho đối thủ có cơ hội lật bàn, phải cự tuyệt cho dứt khoát vào, không thể để lại đường thương lượng. Không được, tao sẽ không đi chơi với bọn mày đâu. Đừng có hòng, Cao Mỗ Mỗ lạnh lùng nói, tao và Nha Y đã lập kế hoạch cho kỳ nghỉ hè tình nhân rồi, mặc kệ thế nào, tuyệt đối không sửa được đâu. Sau khi nghiêm túc từ chối xong, Cao Mỗ Mỗ lại nảy ra ý mới, lập tức bán đứng anh em, nhưng... Tao có thể liên hệ với Tống Thư Hàng và Thổ Ba giúp bọn mày, để hai đứa tụi nó đi chơi với bọn mày. Bọn mày cũng quen tụi nó mà, là hai thằng bạn cùng phòng của tao đấy, bọn nó đều là người tốt cả. Không được, nếu mày mà không đi chung với tao thì... Tao sẽ sợ lắm, Gia Cát Trung Dương nói, dù sao thì mày cũng là người bạn duy nhất của tao ở Hoa Hạ này. Chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời của tao, mày nhất định phải giúp tao. Không được đâu, mày bỏ cuộc đi. Nếu mày mà còn làm ồn nữa thì tao không thèm gọi Tống Thư Hàng với Thổ Ba cho mày đâu, để mày đi tới Biển Đông với cô nàng họ Lục kia một mình luôn. Cao Mỗ Mỗ trầm giọng uy hiếp. Ây, cần gì như thế chứ? Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, Gia Cát Trung Dương thở dài, sau đó vỗ tay một cái bốp. Gia Cát Nguyệt lập tức trường mặt lên, sau đó cô cậu ta lập tức mở điện thoại di động của mình lên, mở một đoạn ghi âm ra. Đầu tiên là giọng của Gia Cát Nguyệt, để cho tôi hôn cậu một cái đi mà, hôn đá lưỡi kiểu Pháp ấy. Xin lỗi, tôi từ chối. Tôi không thích làm gay, hơn nữa tao đã có bạn gái rồi, xin mày cứ tự nhiên tìm thứ gì đó để gặm hôn luyện tập đi, gối này, cột này, tùy mày chọn. Tiếp theo là giọng của Cao Mỗ Mỗ. Gia Cát Nguyệt bấm tạm dừng, mỉm cười nhìn Cao Mỗ Mỗ. Nghe thấy đoạn đối thoại này xong, mặt mày Cao Mỗ Mỗ lập tức tái mét, tại sao cậu lại có ghi âm? Cậu giơ tay muốn giật lấy điện thoại của Gia Cát Nguyệt. Nhưng Gia Cát Nguyệt nhanh tay tránh thoát, bình tĩnh nhấn điện thoại tiếp. Cho nên tuyệt đối không được đâu, cậu bỏ cái ý định này đi. Ê, đợi đã, cậu làm cái gì đấy? Lại là giọng của Cao Mỗ Mỗ và tiếng hôn nhau. Sau đó, Gia Cát Nguyệt bắt đầu giải thích, lúc đó tôi định quay phim lại để còn tiện bề nghiên cứu vụ hôn nhau. Nhưng nào ngờ khi ấy lại mở nhầm thành ghi âm, đúng là thất bại quá đi mất. Chết tiệt, lại còn định quay clip cơ à? Lỡ như lộ ra thì làm sao bây giờ? Mình chết là cái chắc đấy. Mau xóa đi, mau xóa hết cho tôi, xong đi chạy chương trình lại hết cho tôi. Cao Mỗ Mỗ hạ giọng gầm lên. Ha ha, đây là tư liệu nghiên cứu quan trọng mà, sao có thể xóa dễ thế được? Gia Cát Nguyệt đắc ý cười nói. Khốn khiếp, hai đứa bọn mày đáng phải thiên đao vạn quả. Cao Mỗ Mỗ cắn răng nói. Ha ha, Gia Cát Nguyệt cười trông có vẻ rất ngây thơ vô số tội. Bọn mình thương lượng đi, Gia Cát Trung Dương vuốt mái tóc của mình, làm tư thế khá ngầu, cậu đi Biển Đông với mình sẽ giám sát Gia Cát Nguyệt xóa đoạn ghi âm này, cũng có thể cam đoan nó xóa hết toàn bộ không trừ lại chút gì luôn, sao hả? Cao Mỗ Mỗ khóc không ra nước mắt, chết tiệt, tại sao nhất định bắt tao đi chung với mày chứ? Bởi vì mày là quân sư quạt mo của tao mà, Gia Cát Trung Dương hất tóc nói. Cao Mỗ Mỗ cảm giác thà mình chết quách đi cho rồi kiếp trước cậu đâu chỉ cận thị, nhất định là mù bà nó luôn rồi, nên mới có thể dính dáng với cái đám cực phẩm này. Gia Cát Trung Dương lại tạo cái tư thế khác, một câu thôi, có làm hay không? Làm, Cao Mỗ Mỗ nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, cậu đành chịu thua, móc điện thoại ra, bắt đầu gọi chuyện bi kịch cỡ này, nếu không kéo theo vài đứa chết cùng thì trong lòng cậu sẽ khó mà cam tâm. Tống Thư Hàng cũng được. Thổ Ba hay Dương Đức cũng thế, mặc kệ là ai, nhất định phải vài đứa qua chết chung với cậu. Anh em tốt, không cầu được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cần chết chung cùng năm cùng tháng cùng ngày là đủ. Cao Mỗ Mỗ gọi điện thoại cho Tống Thư Hàng trước. Tống Thư Hàng nhanh chóng nghe máy, alo, xin chào, cho hỏi là ai thế? Bởi vì Cao Mỗ Mỗ đã đổi số mới nên Tống Thư Hàng không nhận ra. Tao là Cao Mỗ Mỗ đây, Cao Mỗ Mỗ nói. Cao Mỗ Mỗ à? Mày tìm tao có chuyện gì thế? Tống Thư Hàng hỏi, hơn nữa, Cao Mỗ Mỗ có thể nghe tiếng con gái cười giòn tan loáng thoáng ở bên chỗ Tống Thư Hàng. Giọng cười kia phải hình dung như thế nào đây nhỉ, quả thực là thanh âm có thể chữa trị vết thương lòng. Cao Mỗ Mỗ nghe xong thì tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn. Cậu ta thầm đánh giá giọng cười này đây là tiếng cười gần bằng bạn gái nha y của cậu ta nhất.
Gì nhờ, không phải trước khi nghỉ hè tao đã nói với bọn mày rồi à? Thằng chết dẫm ra Cát Trung Dương kia có hẹn với chị gái của bạn Lục Phỉ đi tới Biển Đông chơi. Không chỉ thế, bây giờ nó cũng đã đặt vé cho bọn mình luôn rồi. Giờ mày có rảnh không, có muốn đến Biển Đông chơi không? Cao Mỗ Mỗ cố gắng chỉnh giọng của mình trở nên bình thường hết sức, giống như giọng của sói già lúc giả làm bà ngoại, từng bước dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ. U à, không phải mày nói muốn hưởng thụ thế giới của hai người với nhà y à? Tống Thư Hàng tò mò hỏi lại. Ai, đấy cũng là vì thằng Gia Cát Trung Dương nó nhiệt tình quá, tao không nỡ từ chối, hơn nữa ở Biển Đông cảnh đẹp lắm, đến đấy chơi cho vui, tiện đường đưa nhà y đi luôn cũng được. Bản thân không cần tự bỏ tiền, được bao ăn, bao uống, bao ở, bao chơi nữa, Cao Mỗ Mỗ trợn mắt bịa chuyện. Vậy thì khi nào đi? Tống Thư Hàng hỏi, dù sao thì lúc này hắn cũng không có việc gì khác. Đang nói chuyện, hắn lại nhìn về phía Vũ Nhu Tử, Vũ Nhu Tử đúng là một cô bé ngoan. Sau đó, ánh mắt của hắn rời về phía Bạch Tiền Bối đang nằm trên giường, lập tức nhớ tới Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng, dắt tay nhau bỏ trốn. Của nhiên, vẫn là nên mang theo bọn họ đi cho chắc ăn. Cao Mỗ Mỗ thấp thỏm hỏi lại, hai ngày nữa là xuất phát rồi, có muốn đi cùng không? Hai ngày nữa, lúc đó Bạch Tiền Bối cũng đã tỉnh lại rồi, khi đó chắc cũng đã tìm được Đậu Đậu và của về luôn, vừa kịp. Được. Không thành vấn đề, Tống Thư Hàng lại hỏi, có thể dẫn người theo không? Không thành vấn đề, càng nhiều người thì càng tốt, 8 người hay 10 người cũng được, mày có rủ mấy chục hay mấy trăm người thì tao cũng không chê nhiều đâu. Cao Mỗ Mỗ lập tức cười như điên, tốt nhất là có thể dắt theo một đoàn người luôn, để cái thằng Gia Cát Trung Dương này tiêu hết sạch tiền luôn cũng được nữa. Ha ha, chắc là vài người thôi, tao phải hỏi trước đã, mày chờ tao xác định xong thì sẽ gọi điện trả lời cho mày, Tống Thư Hàng đáp. Anh em tốt, nhớ phải dẫn theo nhiều nhiều người vào nhé. Cứ thế nhé, tạm biệt. Cao Mỗ Mỗ cười ha hả xong thì cúp máy. Sau đó cậu ta hít sâu một hơi, nhẩm lại một lượt trong đầu, rồi lại gọi điện thoại cho Thổ Ba. Alo, Thổ Ba giấy à, tao là Cao Mỗ Mỗ đây, định rủ mày đến chỗ này chơi đây, vui lắm. Đúng rồi, chính là hòn đảo ở Biển Đông mà Gia Cát Trung Dương nói lần trước đấy. Mày có muốn đi chơi cùng không? Hắc hắc. Còn được lên du thuyền hạng sang 5 ngày nữa đấy, sao hả? Thích thì cứ nhích thôi, chuẩn bị đồ đạc đi, 2 ngày sau tao tới đón mày. Tống Thư Hàng cúp máy, Vũ Nhu Tử vẫn còn nằm trên giường, thi thoảng lại cười khúc khích giòn tan. Tống Thư Hàng, cô nàng này cười dai thấy sợ luôn. Hắn hoài nghi, chỉ cần mình lỡ miệng kể mấy chuyện cười cho cô ấy nghe thì cô ấy sẽ cười tới mức thở không ra hơi mất. Vũ Nhu Tử, bạn của ta nói muốn đi Biển Đông chơi này. Cô có muốn đi cùng không? Tống Thư Hàng hỏi thử. Vũ Nhu Tử ôm bụng, khó khăn lắm mới nhịn cười nổi. Sau đó cô lắc đầu, nói với vẻ tiếc nuối, tuy là ta muốn đi lắm, nhưng không được. Khuya hôm nay ta phải đến nhà của bạn ta xem thử, liệu có chỗ nào cần ta giúp đỡ hay không? Vậy đi, tiền bối người cứ giữ điện thoại đi, nếu như ta giải quyết chuyện bên nhà của bạn ta xong, mà còn sớm thì ta sẽ đến tìm ngươi. Đúng rồi, tiền bối. Ngươi mang thứ này theo người đi. Vũ Nhu Tử lấy một chiếc vòng tay màu bạc từ trong túi đeo bên hông ra. Tống Thư Hàng nhận lấy chiếc vòng tay kia, nghi hoặc nhìn về phía Vũ Nhu Tử, chiếc vòng tay này là loại của con gái mà. Hắn là đàn ông con trai sao mà mang được. Đây là tọa độ của Vạn Lý Phi Độn Thuật, a cha của ta đã chuẩn bị cho ta, bởi vì ta vẫn không thể ngự kiếm phi hành, đi đi lại lại rất phiền toái. Sau khi có loại pháp bảo này, nếu ta muốn di chuyển nhanh hơn thì có thể sử dụng Vạn Lý Phi Độn Thuật trên pháp bảo đã trực tiếp bay thẳng tới vị trí chỗ tọa độ. Ở Linh Điệp Đảo có một cái tọa độ, trên người A Cha của ta có một cái này thì tiền bối ngươi đeo đi. Nếu như ta giải quyết chuyện này xong sớm thì có thể trực tiếp thông qua Vạn Lý Phi Độn Thuật chạy thẳng tới chỗ ngươi, Vũ Nhu Tử cười hì hì nói. Vạn Lý Phi Độn Thuật, chạy tới, Tống Thư Hàng cảm giác pháp thuật này nghe quen quen. Sau đó hắn lập tức nhớ ra mình đã gặp phải khi nào. Nữ thủy thủ chiến binh xinh đẹp, sức mạnh của lăng kính mặt trăng, biến thân. Mẹ ơi, lại nhớ tới cái cảnh tượng đáng xấu hổ đó rồi. Vạn Lý Phi Độn Thuật này chính là pháp thuật bảo vệ mạng sống mà Bạch Tôn Giả đã cho hắn lúc trước. Khi hắn bị cảnh mạch đà chủ của Vô Cực Ma Tông đuổi giết thì đã từng thi triển Vạn Lý Phi Độn Thuật này chạy tới bên cạnh Bạch Tôn Giả. Trên đường đi, hắn còn va phải sau lưng của Lãnh Diễm Kiếm Tiền Bối thuộc Không Không Đoạ Môn. Kéo theo ngài ấy bay cả buổi trời. Nhưng đây không phải pháp thuật bảo vệ tính mạng à?
sao trong mắt của Vũ Nhu Tử, nó lại biến thành pháp thuật dùng để di chuyển thế này? Chương 266, Bạch Tiền bối cột tóc hai chùm. Buổi chiều, bà Tống ăn cơm xong thì quay về công ty trước, ông làm việc tại công ty điện lực quốc gia, công tác cũng không vất vả gì mấy. Bất quá bà Tống đã hơi chán ngấy cuộc sống hiện tại. Ông đã âm thầm dành dụm được ít tiền, chỉ đợi sau khi nuôi Tống Thư Hàng tốt nghiệp đại học xong thì ông sẽ cùng mở một phòng tập gym với hai người bạn của mình. Trong hai năm nay, giá của mấy loại dụng cụ tập thể hình kia ngày càng rẻ, bà Tống đã dục dịch từ lâu. Nếu không phải ông lo lắng lỡ như làm ăn không tốt sẽ ảnh hưởng tới việc học của Tống Thư Hàng thì ông đã sớm từ chức đi mở một phòng gym với bạn rồi. Chuyện này, bà Tống và hai người bạn kia vẫn lầm trong âm thầm, cả ba chẳng nói gì với người nhà. Bất quá, ba người bọn họ đã bắt đầu âm thầm lập kế hoạch, làm mấy thủ tục cần thiết để mở phòng gym. Ba năm, tối đã là ba năm nữa thôi, họ sẽ thành lập phòng gym ngay. Lúc này, mẹ Tống đang ngồi tán gẫu với Triệu Nhã Nhã ở trong phòng khách. Mẹ Tống đang hỏi xem ở thành phố Văn Châu này có chỗ nào hợp với việc hẹn hò, đi chơi hay không. Bà cảm giác với cái tình trạng mọt sách đần ơi là đần của Tống Thư Hàng mấy năm nay thì cho dù có muốn hẹn con gái nhà người ta đi chơi, chắc cũng không tìm được chỗ nào để đi. Là một người mẹ tốt biết lo lắng cho tương lai của con cái, bà phải chuẩn bị sớm một chút mới được. Lúc hai người bọn họ trò chuyện, Tống Thư Hàng đẩy cửa phòng bước ra, chuẩn bị lấy mấy thứ ăn vặt. Nhà Tống Thư Hàng luôn có sẵn mấy món ăn vặt ví như lúc mẹ Tống xem phim truyền hình dài tập, hay bà Tống xem phim hành động Mỹ thì đều lôi đồ ra ăn vặt cả. Mẹ, chị NN, hai người đang nói gì thế? Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi, sau đó ngồi xổm xuống lục hộp tủ lấy mấy bịch quà vặt. Đang hỏi xem có chỗ nào thích hợp để con đưa cô bé Vũ Nhu Tử kia đi chơi, mẹ Tống thành thật đáp, mà nói mới thấy, tên của cô bé này lạ thật, Vũ Nhu Tử. À mà thôi. Tên gọi chỉ là mây bay, quan trọng là con người ta xinh xắn, hiểu chuyện, còn thú vị nữa. Gigi, chị để chìa khóa lại cho em nhé, ở thành phố Văn Châu có nhiều chỗ để đi chơi lắm, đưa con gái nhà người ta đi dạo đi. Cố gắng lên, chị ủng hộ hai người đấy. Triệu Nhã Nhã giơ ngón tay cái lên với Tống Thư Hàng. Phì, hai người nghĩ bậy gì thế? Tống Thư Hàng phì cười, quan hệ giữa em và Vũ Nhu Tử không phải yêu đương trai gái đâu. Vũ Nhu Tử quả thật rất xinh đẹp, nhưng Tống Thư Hàng lại biết rõ tất cả. Hắn cũng không phải nam chính trong mấy quyển tiểu thuyết ngựa đực, vung tay một cái thì có thể khiến các cô nàng chết mê chết mệt phải biết rằng Vũ Nhu Tử mới chỉ gặp hắn ở ngoài đợi được có hai lần mà thôi. Hơn nữa tối nay Vũ Nhu Tử có việc, ngồi chơi một lát là phải đi rồi, Tống Thư Hàng nói thêm vào. Sắp đi rồi à, mẹ Tống nghe thấy thế thì tiếc rười rượi. Con về phòng trước đây ạ, Tống Thư Hàng ôm lấy đồ ăn vặt, cười hắc hắc. Sau đó, không đợi mẹ Tống kịp nói thêm gì, hắn đã co giò chạy như bay. Lúc Tống Thư Hàng mở cửa phòng ra, vừa mở mắt ra nhìn một cái thì lập tức ngu người. A ha, Tống tiền bối ngươi về rồi đấy à, Vũ Nhu Tử quay lại, nhìn thấy Tống Thư Hàng thì ngượng ngùng cười khan. Lúc này, Vũ Nhu Tử đang ngồi xổm bên cạnh Bạch tiền bối, giơ điện thoại lên chụp ảnh cho Bạch tiền bối. Chụp ảnh cũng chẳng sao cả, vấn đề là tư thế của Bạch tiền bối lúc này không được đúng cho lắm. Trên giường, Bạch tiền bối bị Vũ Nhu Tử chỉnh thành bộ dạng rất đáng yêu chìa hai ngón trỏ ra chỉ vào má. Phì, Tống Thư Hàng phì cười. Cái kia, Tống tiền bối, chỉ là ta thấy Bạch tiền bối đáng yêu quá, đột nhiên cảm thấy nếu Bạch tiền bối mà làm thế thì sẽ đáng yêu lắm. Ha ha ha, Vũ Nhu Tử cười gượng giải thích. Cô đang sợ Tống Thư Hàng sẽ trách cô vô lễ với tiền bối. Nhưng, phản ứng tiếp theo của Tống Thư Hàng lại vượt xa dự đoán của Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, good, nếu như lại cột tóc của Bạch tiền bối thành hai chùm thì nhất định sẽ đáng yêu hơn đấy. Có lẽ là bị hai vị tiền bối cuồng đao tam lãng với đồng quái tiên sư trong nhóm ảnh hưởng, tự Tống Thư Hàng cũng không phát hiện, đôi lúc não của hắn cũng sẽ bị co giật mà đi làm mấy chuyện tự tìm đường chết. Vũ Nhu Tử sững ra một lúc, sau đó hai mắt cô sáng rỡ lên, đúng lắm. Tống tiền bối ngươi tinh mắt thật đấy. Sau đó, Vũ Nhu Tử đề nghị, Tống tiền bối này. Hay là chúng ta cùng thử xem sao nhé? Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới thấp thỏm hỏi lại, liệu có đánh thức Bạch tiền bối không nhỉ? Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không có ác ý thì sẽ không thể kích thích được Bạch tiền bối đang bế quan đâu. Vụ này ta rành lắm, Vũ Nhu Tử vỗ ngực cam đoan chuyện này cô rành lắm. Cũng không biết có phải mỗi lần Linh Điệp tôn giả bế quan xong đều được làm một quả đầu phong cách hay không? Vậy thì thử xem nhé.
Tống Thư Hàng cũng rất ngứa tay, ta đi lấy dây thun cột tóc. Ta có dây cột tóc đây. Vũ Nhu Tử nói, cô lấy ra một bịch dây cột tóc đủ màu, đủ kiểu. Tuy rằng cô rất thích xóa tóc dài, nhưng thi thoảng cũng sẽ đổi kiểu óc, mấy kiểu tóc con gái xinh xinh khác cô đều biết cả. Cô đã chuẩn bị đủ cả rồi. Cột kiểu nào bây giờ? Tống Thư Hàng hỏi thử, tuy rằng hắn chưa từng cột tóc cho con gái, nhưng hắn cũng từng thấy rất nhiều cô gái cột tóc rồi. Nên hắn biết, cột tóc cũng chia ra làm nhiều loại lắm. Ví như cột hai bên, cột lệch, búi nữa này. Còn có thể cột thẳng một chùm lên tuốt trên đỉnh đầu, thả một lọn tóc nhỏ rũ xuống bên tai, loại này trông thú vị lắm. Cũng có thể cột hai chùm hai bên, cùng với tóc mái xinh xinh, vừa đáng yêu lại vừa có khí chất. Cũng có thể cột xong vén tóc lên đằng trước vai, thêm vài phần tươi trẻ thanh thoát. Lại thêm vài loại trang sức kèm theo, hoặc dùng dây buộc tóc thắt xen kẽ, quả thật là đủ kiểu luôn. Cứ thử hết xem, Vũ Nhu Tử dứt khoát nói, hơn nữa không chỉ là cột hai chùm, chúng ta cũng có thể cột đuôi ngựa này, búi tóc này, bới hình hoa này. Ta biết nhiều kiểu làm tóc lắm. Được, Vũ Nhu Tử cô cột nhé, ta phối hợp. Não của Tống Thư Hàng lúc này đã uống nước hoàn toàn, căn bản không hề nghĩ tới hậu quả. Tiếp theo, Tống Thư Hàng cẩn thận nâng lưng của Bạch Tiền Bối lên, còn Vũ Nhu Tử thì kéo tóc của Bạch Tiền Bối ra. Tóc của Bạch Tiền Bối dài thật đấy, lại còn nhiều nữa, vừa mềm vừa mượt, Vũ Nhu Tử cảm thán, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chải vuốt, chải cho suôn tóc của Bạch Tiền Bối xong mới nói, Tống Tiền Bối, ngươi cầm tóc túm lên thành đuôi ngựa, để ta lấy dây cột lại. Không thành vấn đề, Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng buông cổ của Bạch Tiền Bối ra, sau đó cầm lấy tóc của Bạch Tiền Bối từ tay của Vũ Nhu Tử. Dựa theo yêu cầu của cô, túm tóc lên hết, rồi cột thành một chùm ở gần lỗ tai. Đúng là mềm thật đấy, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Loại cảm giác này giống hệt như đang sờ vào tơ lụa thượng đẳng vậy, khiến người ta không nỡ buông tay. Tống Tiền Bối, ngươi nhích lên một chút, không thì cột xấu lắm, Vũ Nhu Tử nói. Tiếp theo, cô cầm hai cọng dây màu trắng, cột thành một cái nơ con bướm cực kỳ đẹp ở chỗ tay của Tống Thư Hàng. Bên kia, dây cột tóc màu trắng này hợp với mái tóc màu đen của Bạch Tiền Bối thật, đẹp quá đi mất. Vũ Nhu Tử hưng phấn nói. Ta cũng thấy thế, Tống Thư Hàng chuyển qua bên kia, phối hợp với Vũ Nhu Tử cột luôn phần tóc bên kia. Xong xuôi. Lúc này, Bạch Tiền Bối nằm yên trên giường, vẻ mặt điềm tĩnh. Mái tóc dài được cột thành hai chùm, để lộ toàn bộ gương mặt của hắn ra, còn đẹp hơn cả tranh vẽ. Lại thêm hai chùm tóc kia, quả thật có cảm giác cạn hết lời. Tuyệt quá, Vũ Nhu Tử lấy điện thoại ra, chụp liền tù tì. Tống Tiền Bối, giơ hai tay của Bạch Tiền Bối lên, làm động tác chỉ vào má ấy. Vũ Nhu Tử hưng phấn nói giống hệt một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích. Không thành vấn đề, Tống Thư Hàng phối hợp giơ hai tay của Bạch Tiền Bối lên, chỉ ngón trỏ vào má. Cô thật, thế này trông Bạch Tôn giả đáng yêu vô địch thủ luôn. Nếu không phải vì đã sống cùng Bạch Tiền Bối một quãng thời gian thì chắc lúc này tim của hắn đã đập rộn ràng lên rồi ấy chứ. Ôi, không được, ta muốn đưa Bạch Tiền Bối về nhà nuôi quá đi mất, Vũ Nhu Tử lẩm bẩm, sau đó cô lại giơ điện thoại lên chụp tanh tách. Ế, đợi đã, đừng có chụp dính ta vào, Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử lè lưỡi. Đợi sau khi Tống Thư Hàng né ra tí xíu thì cô lại chụp tiếp. Tống Tiền Bối, đổi kiểu tóc. Vũ Nhu Tử chụp xong thì hớn hở nói. Tiếp theo là cột đuôi ngựa cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối cột tóc đuôi ngựa cũng đẹp quá đi mất chụp ảnh thôi. Bạch Tiền Bối thắt bím đuôi tôm hai bên cũng xinh không chịu được luôn chụp ảnh tiếp. Bạch Tiền Bối búi hai chùm cũng dễ thương gần chết nữa chụp chụp chụp. Ủa, này là kiểu tóc gì nhỉ? Đầu sừng trâu hả? Ái chà, Bạch Tiền Bối để tóc này trông cũng đẹp quá chụp tiếp. Bạch Tiền Bối bị chơi tan nát. Tống Thư Hàng cũng không nhớ nổi, rốt cuộc mình và Vũ Nhu Tử đã đổi bao nhiêu kiểu tóc, tạo bao nhiêu động tác cho Bạch Tiền Bối nữa. Vũ Nhu Tử rốt cuộc cũng cảm thấy vừa lòng, cô lặng lẽ nhìn Tống Thư Hàng, cười hì hì của nhiên Tống Tiền Bối vẫn là tốt nhất, chuyện thế này mà cũng chịu phối hợp với cô. Cô vươn eo, nheo mắt nói, hì hì, chụp nhiều bức đẹp quá, đợi ta về nhà nhất định phải cho A Cha xem mấy bức ảnh này mới được. Đúng rồi, Bạch Tiền Bối. Tới lúc đó ta sẽ chọn một bức đẹp nhất gửi cho ngươi nhé. Ha ha ha, được. Hả, Tống Thư Hàng cười được một nửa thì đột nhiên rứt chứng bệnh, bại não ngắn hạn, đầu óc tỉnh táo lại hẳn. Mẹ nó, đợi đã, khi nãy mình mới vừa làm gì? Nhớ lại những việc làm khi nãy,
Hai chân của Tống Thư Hàng đột nhiên mềm nhũn, hắn cảm giác chứng bệnh sợ độ cao của mình đột nhiên lại phát tác. Khụ khụ, Vũ Nhu tử này, những bức ảnh này cô cứ lén giữ riêng là được rồi. Dù sao thì ngày nào ta cũng ở cạnh Bạch tiền bối, không gửi cho ta cũng được, Tống Thư Hàng ho khan hai tiếng, nói với vẻ cực kỳ chân thành. Ừ, tới lúc đó lại tính, Vũ Nhu tử trả lời, nhưng trong lòng lại nghĩ dù gì thì đây cũng là thành quả lao động vất vả của mình và Tống tiền bối mà. Chương 267, tên trộm che mặt, thích khách. 3 giờ rưỡi chiều, Vũ Nhu tử từ biệt mẹ Tống, chuẩn bị rời khỏi đây, đi đến chỗ thế gia của bạn cô. Mẹ Tống nói với vẻ biện dịn không rời, có rảnh thì tê đê ến chơi nhiều vào nhé Vũ Nhu tử. Thư Hằng thì bị đẩy đi ra ngoài tiễn Vũ Nhu tử. Sau khi xuống lầu xong, Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi, Vũ Nhu tử, tiếp theo cô định đến chỗ thế gia của người bạn kia kiểu gì? Hắn nhớ rõ Vũ Nhu tử vẫn không biết ngự kiếm phi hành, như vậy là cần phải ngồi xe hoặc là đi máy bay à? Ngồi xe điện ngầm đến đó, xe điện ngầm có dừng lại một trạm xe nọ, có thể trực tiếp đến bên ngoài trấn nhỏ mà thế gia của cô ấy ở. Sau đó đi thêm một đoạn đường là có thể đến nhà cô ấy ngay, Nhu tử hì hì cười nói, tiền bối ngươi cứ yên tâm đi, ta đã học được cách mua vé xe điện ngầm rồi, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Vậy ta đưa cô đến trạm xe điện ngầm, Tống Thư Hằng nói. Nơi này còn cách ga xe điện ngầm một đoạn nữa. Được, Vũ Nhu tử gật đầu nói. Ừm, đi xe điện nhé. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Ba Tống đã lái xe đi làm rồi, may mà chiếc máy kéo mà mình lái về nhà đã bị hủy rồi. Dù xe kéo không bị hỏng thì hắn cũng không muốn chạy thứ đó chở Vũ Nhu tử tới nhà ga đâu. Xe điện, ta cũng biết xe đó, ta biết lái, Vũ Nhu tử đột nhiên trở nên hưng phấn. Tống Thư Hàng luôn cảm giác. Vũ Nhu tử không chỉ là dễ bị chọc cười, mà cũng dễ vui vẻ nữa. Cô gái sống thế này thì mỗi ngày tâm trạng đều cực kỳ tốt. Một lát sau, khi Tống Thư Hàng đẩy chiếc xe điện dành cho nữ kia ra ngoài thì Vũ Nhu tử lại van nài, Tống tiền bối, cho ta lái nhé, cho ta lái đi mà. Được rồi, đội mũ bảo hiểm vào, đoạn đường chạy về phía ga xe điện ngầm kia kiểm tra rất nghiêm, không đội mũ bảo hiểm thì sẽ bị cảnh sát giao thông bắt đấy, Tống Thư Hàng đưa mũ bảo hiểm lên. Lại nói, chắc là Vũ Nhu tử sẽ không cho thêm một trận pháp gia tốc giống như Bạch tiền bối đấy chứ. Vũ Nhu tử đội mũ bảo hiểm lên xong, ngồi ở phía trước lái xe, chân của cô rất dài, tư thế cô ngồi khi lái xe điện nhãn hiệu cừu con thì cực kỳ bắt mắt. Tống Thư Hàng vốn còn muốn sải hai chân ngồi vào ghế sau xe theo thói quen, nhưng nghĩ đến phía trước là Vũ Nhu tử, bèn thầm thở dài, yên lặng chọn ngồi nghiêng, khép nép giống như một cô gái. Dù sao có một số việc. Không phải ý chí mạnh mẽ có thể khống chế được. Từ đầu tới cuối Vũ Nhu tử đều không cho thêm loại pháp thuật gia tốc nào lên xe, cô chỉ lái xe điện chạy rất bình thường mà thôi, cũng rất vui vẻ. Mặc dù ở Linh Diệp đảo xe gì cũng có, nhưng cô chỉ có thể lái đi dạo trong Linh Diệp đảo, có bao giờ được lái trên đường cái như thế này. Đáng tiếc, hiếm khi Vũ Nhu tử không nghịch ngợm gì, nhưng xe điện lại không chịu hợp tác chút nào. Chạy được nửa đường. Thì tốc độ của xe điện càng lúc càng chậm lại. Ủa, chuyện gì thế này, tiền bối ơi, Vũ Nhu tử nghi hoặc nhìn xe điện, xoay tay cầm tăng lên đến tốc độ lớn nhất, nhưng không được gì cả. Là hết điện rồi à, Tống Thư Hàng nhoài người tới nhìn thoáng qua, thật đúng là hết sạch điện rồi. Có thể là lâu lâu mẹ Tống lại lái xe ra ngoài, rồi lại quên sạc điện, mẹ Tống không có bằng lái, bà thi lấy bằng lái 3 năm mà không qua, nên tức giận không thèm học nữa. Hết điện rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Vũ Nhu tử hỏi với vẻ lo lắng, hơn nữa cô đang lái hăng mà, sao tự nhiên lại hết điện thế này? Không sao hết, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ tới một pháp thuật nhỏ, nên nói ta có nạp điện thuật đây. Mặc dù nạp điện thuật kia chỉ dùng để sạc pin cho điện thoại với laptop, nhưng chắc là cũng có thể sạc điện cho xe điện chứ nhỉ? Cũng không biết phải tốn mấy lần mới sạc đầy điện cho xe này nữa. Chấm. Đáp án chính là 30 lần. Một lần nạp điện thuật thì có thể sạc đầy pin cho một chiếc điện thoại di động, thật ra vẫn còn dư lại một phần rất nhiều. Bởi vì lượng điện nạp cho điện thoại và laptop đều chỉ cần dùng một lần là được. Nạp điện thuật tốn rất ít khí huyết, nhưng sau khi dùng 30 lần nạp điện thuật xong thít mặt mày của Tống Thư Hàng cũng tái mét, nếu không phải hắn vừa mới mở tị khiếu được thì e là cũng phải dùng tới phần năng lượng dự trữ của linh quỷ mất rồi. Tiền bối biết cả nạp điện thuật sao? Pháp thuật này Tam Lãng tiền bối đã gửi lên nhóm lâu lắm rồi, nhưng khi ta xem qua thì cảm giác pháp thuật này hơi phiền, nên không học, Vũ Nhu tử thầm lè lưỡi, đầy điện rồi, tiền bối. Chúng ta đi tiếp thôi.
Ừ, đi thôi, Tống Thư Hàng hơi thở dốc một chút, ngồi xuống yên sau lần nữa. Xe điện được khởi động thêm lần nữa, mạnh mẽ đủ đầy. Tiếng cười trong veo như tiếng chuông bạc của Vũ Nhu Tử lại vang lên lần nữa. Trên đường đi, Tống Thư Hàng cứ cảm giác có cái gì đó sai sai. Mẹ nó, mình sạc đầy điện làm gì nhỉ? Mình chỉ cần nạp đại một nửa là đủ cho mình chạy về một chuyến rồi còn gì. Hôm nay mình bị cái gì thế nhỉ? Sau khi tới nhà ga xong, Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử mua vé xe, dõi mắt nhìn cô bước vào phòng chờ xong, hắn mới yên tâm rời khỏi. Chấm. Bữa tối, Tống Thư Hàng lại tiếp tục đóng hai vai. Đầu tiên là chính mình chạy ra ăn cơm, sau đó lại quay về phòng biến thành bộ dạng của Bạch Tôn Giả, đi ra ăn thêm nửa chén cơm. Vũ Nhu Tử tạm thời cho hắn mượn cây kim cài áo có thể biến ảo vẻ ngoài. Đồng thời cũng may nhờ sau khi Tống Thư Hàng tu luyện lên cao thì lượng cơm ăn vào cũng tăng lên, nếu không thì hắn chẳng nuốt trôi hai chén cơm to khủng bố kia. Nhưng buổi tối mẹ Tống luôn nhìn Bạch Tôn Giả với ánh mắt tò mò lạ kỳ, lẽ nào mẹ Tống đã nhìn ra thứ gì hay sao? Cũng may là ngày mai Bạch Tiền Bối đã tỉnh lại rồi, tới lúc đó hai người cùng nhau đi ra ăn một bữa cơm, mẹ Tống sẽ không nghi ngờ gì nữa. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Chấm. Linh Điệp Đảo. Linh Điệp Tôn Giả nhấp một hớp linh mạch bích trà, loại ông uống là do con gái tự tay chế ra. Tuy rằng lá trà này có chút vấn đề nhỏ, nhưng dù sao thì ông cũng có cảnh giới linh tôn, chút ảnh hưởng nhỏ đó không có tác dụng với ông. Nên cứ để ông lặng lẽ xử lý hết mớ trà này đi vậy. Lúc này, có một con linh điệp bảy màu đáp xuống trước mặt Linh Điệp Tôn Giả, xoay người hóa thân thành một thiếu nữ mặc quần áo sặc sỡ. Đây là một điệp yêu đã ngưng tụ yêu đan, có thể hóa thân thành hình người. Sau khi thiếu nữ đó đáp xuống thì cười nói, sư tôn, đại sư huynh gọi điện thoại về. Báo rằng sư muội đã rời khỏi nhà của vị đạo hữu tên Tống Thư Hàng kia, cũng thuận lợi lên xe rồi. Ồ, đã đi rồi à? Biết rồi, bảo kiếm nhất tiếp tục âm thầm bảo vệ Vũ Nhu Tử đi, Linh Điệp Tôn Giả bình tĩnh gật đầu, sau đó lặng lẽ đặt phi kiếm của mình vào lại bên trong hộp kiếm. Nếu như con gái đáng yêu của hắn mà ngủ lại nhà của gã kia thì, ha ha ha. Thiếu nữ nhìn thấy phi kiếm trong tay của sư tôn, cơ mặt co giật. Chấm chấm. Màn đêm buông xuống. Tống Thư Hàng cầm ngộ đạo thạch trong tay, đang nhắm mắt minh tưởng để tu luyện tinh thần lực. Trên ngộ đạo thạch, thông nương đã hoàn toàn cắm rễ sâu vào, chồi lá non bên trên tươi non mơn mởn, khiến người ta xem mà vui mắt. Tống Thư Hàng còn định chấn lột cuốn công pháp sư tử hống trong tay thông nương, nào ngờ nữ yêu tinh này lại muốn cướp ngộ đạo thạch của hắn. Sau khi cướp thất bại thì phải có giác ngộ là sẽ phải trả một cái giá đắt. Nhưng, không biết có phải thông nương không thể nói chuyện hay không, kể từ sau khi cô ta cắm rễ trên ngộ đạo thạch xong, mặc kệ Tống Thư Hàng thăm hỏi kiểu gì, cùng lắm thì cô chỉ run run cọng hành một cái thôi, chứ không hó hé một câu nào. Chẳng lẽ là vì tu vi của cô bị cắt mất rồi nên biến thành một gốc hành tinh bình thường à? Đêm về khuya, mọi thanh âm đều tắt ngấm. Tống Thư Hàng có thể cảm giác được có lực lượng kỳ lạ từ ngộ đạo thạch liên tục truyền vào trong cơ thể của hắn, cổ dị lực này bắt đầu làm suy yếu bình cảnh nhĩ khiếu trong cơ thể của hắn. Chỉ cần tu luyện thêm vài ngày nữa thôi, khí huyết trong nhĩ khiếu tràn đầy, là hắn có thể dễ dàng đột phá nhĩ khiếu rồi. Ngoài ra, Tống Thư Hàng có thể cảm giác được tinh thần lực của mình cũng bị năng lượng kỳ lạ này ảnh hưởng. Đạo năng lượng kỳ lạ kia cũng không hề hòa vào tinh thần lực, mà chỉ có tác dụng kích thích tinh thần lực, khiến cho tinh thần lực của hắn biến thành cường đại và tinh thuần hơn. Hiệu quả của dị thạch còn cường đại hơn nhiều so với Bạch Tiền Bối giới thiệu. Nếu tiếp tục như thế, chẳng bao lâu nữa thì hắn có thể trùng kích được khiếu huyệt cuối cùng là khẩu khiếu rồi. Một khi khẩu khiếu được mở thì chính là lúc chuẩn bị vượt long môn rồi. Tống Thư Hàng chậm rãi mở to mắt, cảm thán một tràng. Khi hắn vừa mở mắt ra, thì đúng lúc nhìn thấy ở chỗ cửa sổ, có một đoạn thân ảnh che mặt đang rón ra rón rén đẩy cửa sổ phòng của hắn ra. Ánh mắt của Tống Thư Hàng đúng lúc tiếp xúc với người che mặt này. Ăn trộm à? Trắng trợn cỡ này, nhìn thấy hắn còn ngồi trên giường như thế là biết thừa hắn còn chưa ngủ rồi. Thế mà tên ăn trộm này vẫn dám đẩy cửa sổ bước thẳng vào, coi hắn là không khí chắc. Phải cho nó một bài học mới được. Tống Thư Hàng thu ngộ đạo thạch lại, sau đó lập tức phát động thân pháp, quân tử vạn lý hành, thân thể lao như chớp nhoáng về phía kẻ bịt mặt nọ. Tay phải biến thành chảo, bàn tay tựa như vuốt rồng chộp lấy bả vai của người bịt mặt nọ. Đáng chết, người bịt mặt kia mắng thầm một tiếng, nhưng lại không chút kinh hoàng. Chỉ thấy người bịt mặt nó dựng tay thẳng kiếm,
nghênh đón chào của Tống Thư Hàng. Ánh mắt của Tống Thư Hàng lập tức ngưng tụ lại, hắn biết ngay đây không phải gã ăn trộm bình thường. Trong tay của đối phương ẩn ẩn có khí huyết chi lực vô cùng mạnh mẽ, là tu sĩ. Vân Vũ đạo trưởng sao? Trong đầu Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới vị linh hoàng kim đan của Không Không đạo môn kia. Bất quá, lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều nữa, thân pháp, quân tử vạn lý hành, bị Tống Thư Hàng phát huy tới mức tận cùng, tay phải sượt qua tay của ngòi nọ, muốn chụp lấy yết hầu của đối phương bằng một góc độ vô cùng quỷ dị. Tiểu bối, cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng chậm quá, giọng của kẻ bịt mặt nọ rất khàn, rõ ràng là giọng giả đã ngụy trang. Đồng thời, tay của kẻ bịt mặt kia đột nhiên tăng tốc đâm tới. Ngay cả lộ tuyến đâm ra cũng không thay đổi gì, nhưng trong nháy mắt đó, tốc độ lại được tăng lên tới cực hạn, biến chiêu của Tống Thư Hàng trở thành công cốc, bởi vì biến chiêu của Tống Thư Hàng chỉ mới đánh ra có một nửa thì kiếm trưởng của đối phương đã đâm tới trước người của hắn rồi. Thuấn, Tống Thư Hàng tỉnh táo nói. Hắn kích phát năng lực thiên phú của linh quỷ, lập tức có một tấm lá chắn mỏng màu vàng đột nhiên xuất hiện trước ngực của Tống Thư Hàng, ngăn chặn phía trước kiếm trưởng của đối phương. Mặc dù phòng ngự không mạnh được như giáp phù, nhưng lá chắn màu vàng này cũng đủ để ngăn cản phần lớn đòn tấn công của phần lớn tu sĩ nhị phẩm. Đồng thời, tay kia của Tống Thư Hàng chộp vào túi tiền. Hắn còn dư lại một tờ kiếm phù cuối cùng. Khi kiếm trưởng của kẻ bịt mặt kia đánh lên lá chắn của Tống Thư Hàng thì phát ra tiếng kim loại giao nhau. Xong, kẻ bịt mặt quát khẽ một tiếng, chỉ thấy bên trên thủ trưởng của hắn phát ra kiếm quang màu trắng. Chân khí. Đây ít nhất là một vị tu sĩ nhị phẩm đổ lên. Rắc rắc. Trên lá chắn màu vàng xuất hiện vết nứt, đồng thời, có một cổ lực lượng cực mạnh ập lên người Tống Thư Hàng, đánh hắn bay ra ngoài. Thân thể Tống Thư Hàng ngã lên bạch tiền bối đang nằm trên giường. Chương 268, một ta, ngã xuống, thì sẽ có ngàn vạn ta, khác vùng lên. Tống Thư Hàng bị đánh bay, lá chắn nhỏ màu vàng bị vỡ nát, thân thể ngã xuống ngay chỗ của bạch tiền bối. Trúc giản trận trên đỉnh đầu của bạch tôn giả đang xoay tròn từ từ. Trận pháp phòng ngự đặc biệt này là trận pháp phòng ngự ngược dùng để phòng trong chứ không phải phòng bên ngoài, do linh điệp đảo Vũ Nhu Tử tự tay cải tạo. Chính vì thế, cho nên, lúc trước khi Vũ Nhu Tử và Tống Thư Hàng mới có thể thoải mái thử đổi đủ kiểu tóc cho bạch tiền bối khi đã kích hoạt trúc giản trận. Bất quá, lúc này phù ăn bên trên thẻ trúc đều đang chuyển động, đó là trạng thái trận pháp chi lực bị kích hoạt hoàn toàn. Nói cách khác, bạch tiền bối ở trong trận đã xuất đại chiêu rồi, nên mới khởi động trúc giản trận. Sau khi Tống Thư Hàng ngã lên giường, nhưng không đụng vào bạch tiền bối. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm giác thân thể của mình tựa như xuyên qua một thế giới, hắn đã quá quen với cảm giác này, hơn nữa lại còn có kinh nghiệm khá phong phú, nên sẽ không nghĩ là mình bị xuyên không nữa. Loại cảm giác này không sai vào đâu được, là sa mạc nóng bỏng trong thực tại ảo của bạch tiền bối đã mở ra rồi. Tống Thư Hàng vội quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Sau đó, hắn trông thấy kẻ bịt mặt kia đuổi theo sát nút không buông, cũng đâm đầu vào bên trong phạm vi của trúc giản trận, lọt vào trong thế giới của thực tại ảo. Tống Thư Hàng lập tức an tâm hẳn. Hắn chỉ sợ kẻ bịt mặt này không vào, thế thì sẽ tạo thành uy hiếp đối với người nhà. Nếu như đã vào được rồi thì cứ ở đó mà chơi đùa với thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng cho sướng đi, chơi tới khi nào bạch tiền bối chấm dứt bế quan mới thôi. Tới lúc đó, bạch tiền bối đã bế quan xong, kẻ bịt mặt này chỉ như con khỉ trong tay Phật tổ, chẳng còn đường nào trốn thoát. Chấm. Tống Thư Hàng rồi, thì ngồi chờ sa mạc nóng bỏng xuất hiện, đợi gặp lại thiếu niên áo xanh cưỡi ngựa trắng kia lần nữa. Nhưng đợi hoài đợi mãi, mà thiếu niên áo xanh kia lại chẳng xuất hiện. Lạ thật, lẽ nào thế giới này lại biến hóa rồi? Tống Thư Hàng có thể khẳng định, bây giờ mình đang ở bên trong thực tại ảo của bạch tiền bối. Không chỉ vì bản thân đã xuyên qua thế giới nào đó, mà còn vì kẻ bịt mặt đuổi theo hắn vào đây cũng đã biến mất tăm mất tích, không thấy bóng dáng đâu. Nhưng sa mạc không xuất hiện, hơn nữa tình hình của hắn lúc này cũng là lạ. Có khi nào mình vẫn ở trong thực tại ảo, nhưng thế giới xuất hiện lần này lại là thế giới trong suốt, không nhỉ? Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Thế giới mà hắn đang đứng bây giờ không có thực thế, tựa như một thế giới trong suốt, bao phủ toàn bộ thế giới thật vậy. Trong mắt hắn, mình vẫn đứng ở trong phòng của mình, cách bài trí trong phòng cũng hệt như cũ. Nhưng bên trong gian phòng lại cho hắn cảm giác khổng lồ vô biên. Hơn nữa, trên giường lại trống rỗng, không có bóng dáng của bạch tiền bối đâu. Không phải, sa mạc nóng bỏng, kia nữa, mà biến thành một thế giới mới hoàn toàn sao?
hoặc là nói, trong lòng Bạch Tiền Bối vẫn còn một thế giới vẫn chưa thành hình. Cho nên thế giới này mới, trong suốt, không thể thực chất hóa thứ gì. Đầu óc Tống Thư Hàng xoay chuyển cực nhanh, loáng thoáng đoán được khả năng hiện tại. Nếu như nó là một thế giới hoàn toàn mới thì nhân vật xuất hiện trong thế giới này sẽ là ai đây? Trong sa mạc thì có thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng, vậy trong thế giới vẫn chưa thành hình này sẽ xuất hiện ai? Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì có một đạo thân ảnh đột nhiên ngồi xuống giường. Nhưng rõ ràng khi nãy trên giường vẫn chưa có ai, thân ảnh này cứ đột nhiên xuất hiện như thế. Đương khi thấy rõ thân ảnh trước mặt thì vẻ mặt của Tống Thư Hàng trở nên rất cổ quái. Chấm. Kẻ bịt mặt kia cũng xuyên tới cái thế giới trong suốt kỳ lạ này, nhưng hắn cũng không biết về thực tại ảo, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn quanh căn phòng này. Đây là bẫy dập gì sao? Kẻ bịt mặt nghĩ thầm trong lòng, đồng thời cũng giữ vững cảnh giác. Đúng lúc này, đột nhiên, có một đạo thân ảnh ngồi phịch xuống giường. Đồng tử của kẻ bịt mặt co rụt lại, bởi vì một giây trước, hắn nhớ rõ trên giường vẫn không có một bóng người nào. Nhưng ngay sau đó, hắn lại mừng rỡ. Ha 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 ha, kẻ bịt mặt cười rú lên, dưới chân chở động, nháy mắt đã vào tói bên cạnh thân ảnh ngồi trên giường. Không đợi thân ảnh trên giường nói gì, kẻ bịt mặt kia đã tấn công liên tục như vũ bão. Quyền, trường, chỉ, chảo. Hey ya 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 ya. A a a a, thân ảnh trên giường kêu la thảm thiết, máu phun ra liên hồi. Kẻ bịt mặt vẫn đánh không ngừng. Đạo thân ảnh nằm trên giường mở to hai mắt. Yết hầu của hắn bị kiếm khí đâm rách, ngực bị một quyền đánh lõm vào, trên bụng có mấy lỗ máu, trên đầu có mấy lỗ giống như dính cửu dương bạch cốt chảo. Thi thể của người trên giường ngã vật ra đất, chết không nhắm mắt. Đạo thân ảnh này có mái tóc ngắn màu đen, tuổi chừng mười mấy, cao 1m75. Dù đang chừng to hai mắt, nhưng vẫn có thể thấy được đó là một chàng trai có vẻ mặt hiền lành tốt bụng. Người đó chính là Tống Thư Hàng. Ha ha! Tiểu tử ngươi cho rằng dựa vào pháp thuật ẩn thân thì có thể che giấu được thân hình à? Ngươi ngây thơ quá đấy. Từ khi gặp được ta thì vận mệnh của ngươi đã được định sẵn ấy chính là chết rồi. Kẻ bịt mặt cười âm hiểm, dùng giọng khàn khàn nói. Sau đó hắn bước lên, xách đầu Tống Thư Hàng lên, tay phải biến thành kiếm, chém xuống một kiếm trường. Máu tươi vấy ra, đầu của Tống Thư Hàng bị chặt xuống. Dễ như ăn cháo, trong mắt của kẻ bịt mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó. Hắn xoay người, định rời đi qua cửa sổ. Chấm chấm. Bên khác, Tống Thư Hàng ngu người nhìn đạo thân ảnh trên giường, đúng vậy, đạo thân ảnh này chính là bản thân Tống Thư Hàng. Không ngờ hắn lại thành nhân vật mới xuất hiện trong thực tại ảo của Bạch Tiền Bối. Nhìn một, bản thân, khác của mình thế này đúng là có cảm giác hơi lạ. Tống Thư Hàng nhìn vào bản thân mình ở đối diện, thôi được rồi, tạm thời cứ gọi hắn là quân tử Vạn Lý Hành, số 2 đi nhé. Sau khi Tống Thư Hàng số 2 ngồi dậy xong thì bắt đầu diễn phần thuộc về hắn. Chỉ thấy trên mặt Tống Thư Hàng số 2 lộ ra nụ cười khổ, Bạch Chân Quân tiền bối, chào ngài, ta đang ở bên cạnh ngài đây. Vẻ mặt này, chẳng lẽ là khi hắn đi đón Bạch tiền bối lúc ngài ấy vừa mới xuất quan. Khi đó hắn vất vả lắm mới cướp được pho tượng của Bạch tiền bối về, đợi Bạch tiền bối phá vỡ pho tượng đi ra. Xin chào, Bạch Chân Quân tiền bối, một lát sau. Tống Thư Hàng số 2 lại mỉm cười, lặp lại như một cái máy ghi âm. Tống Thư Hàng số 2 rõ ràng không được chân thật và linh hoạt như thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng trong sa mạc nóng bỏng kia. Bất quá ngẫm lại cũng đúng thôi, thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng kia đã là phiên bản thực tại ảo hoàn thành rồi. Còn Tống Thư Hàng số 2 ở trước mắt vẫn chỉ là phiên bản thực tại ảo giang dở mà thôi. Sau khi nói hết hai câu thoại, Tống Thư Hàng số 2 đột nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, phanh lại. Mau phanh lại, chấm chấm, đừng nhảy mà tiền bối, phía trước là vách núi đấy. Cảnh tượng này là lần đầu tiên Bạch tiền bối đua xe, rồi lao xuống vách núi à? Tống Thư Hàng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tống Thư Hàng số 2 ở trước mặt, cảm thấy con tim mình đau nhói. Ngay sau đó, biểu cảm của Tống Thư Hàng số 2 lại thay đổi ngay lập tức, biến thành mặt ngu ngơ, ví như tiểu bạch, đợi tóc ngươi dài đến eo rồi thì gả cho ta nhé. Phụt, Tống Thư Hàng hộc máu. Khi hình ảnh tiến tới đây, thì Tống Thư Hàng số 2 lại dừng lại như đứng máy. Giống như Bạch tiền bối vẫn còn đang tiếp tục dệt nên thế giới trong suốt mới này. Bên khác, khi kẻ bịt mặt kia xách đầu của Tống Thư Hàng, đi được vài bước thì đột nhiên lại nghe thấy sau lưng có tiếng động vang lên. Khi hắn quay đầu lại thì cũng đần mặt ra ngu người.
chỉ thấy ở trên giường, lại có thêm một Tống Thư Hàng bò dậy mà cái xác không đầu, máu tươi đầm đìa của một Tống Thư Hàng khác thì vẫn còn đang nằm ở dưới chân giường. Đáng chết, tại sao lại thế này? Kẻ bịt mặt nhìn, đầu của Tống Thư Hàng, trên tay mình. Lại nhìn Tống Thư Hàng ở trên giường, cái thằng chết dẫm kia, mày là ai? Sau khi Tống Thư Hàng số 2 ngồi xuống thì lại nhìn về phía kẻ bịt mặt, cười khổ nói, Bạch Chân Quân tiền bối, xin chào, ta đang ở bên cạnh ngài đây. Ở bên cạnh ta, kẻ bịt mặt nhìn, đầu của Tống Thư Hàng, trong tay mình, trong mắt lóe lên hàn ý. Chơi ông mày à, thế thì ông đây sẽ giết luôn cả mày. Hắn buông, đầu của Tống Thư Hàng, trong tay ra, phi thân bay về phía trước, phát động tấn công Tống Thư Hàng số 2 toàn lực. Lại tấn công dồn dập như vũ bão. Tống Thư Hàng số 2 bị đánh không có sức đánh trả, nháy mắt đã nối gót Tống Thư Hàng thứ nhất, ngã ra đất. Cũng chết theo kiểu đầu bị chọc thủng, yết hầu bị đâm rách, ngực bị đánh lõm vào, bụng cũng có thêm vài lỗ máu. Tống Thư Hàng số 2 ngã ra đất rồi vẫn còn há to miệng, trước khi chết còn liều mạng đọc lời kịch thứ 2 lên, xin chào, Bạch Chân Quân, tiền bối. Kẻ bịt mặt hừ lạnh một tiếng, nhưng Bạch Chân Quân tiền bối là gì nhỉ? Chẳng lẽ là chỉ vị chân quân lục phẩm nào đó? Hắn lại nhìn Tống Thư Hàng số 2 nằm chết ngắc trên sàn, giơ tay chém bay đầu. Mặc kệ kẻ nào mới là thật, cứ đưa đầu của hắn về là đủ rồi. Vậy nên, kẻ bịt mặt kia mang theo, đầu của Tống Thư Hàng, thứ hai, xoay người đi về phía cửa sổ. Chấm. Khi hắn đi được 5-6 bước thì sau lưng lại truyền tới tiếng soạt soạt. Sau đó, lại là giọng nói quen thuộc kia, Bạch Chân Quân tiền bối, xin chào. Ta đang ở bên cạnh ngài đây. Kẻ bịt mặt quay phát lại, lập tức phát hiện có thêm một Tống Thư Hàng khác xuất hiện trên chiếc giường kia, mặt cười khổ. Ở bên cạnh hắn vẫn còn hai cái xác không đầu của Tống Thư Hàng. Kẻ bịt mặt đã cảm giác được chuyện này rất không ổn. Ảo thuật, đúng rồi, có lẽ là mình đã trúng ảo thuật rồi. Kẻ bịt mặt nghĩ thế thì giơ tay ra đâm mạnh vào đùi của mình. Máu tươi phún ra ào ào, cơn đau đớn dữ dội kích thích thần kinh của hắn. Không phải ảo thuật. Vậy đây là gì thế này? Có hai tên xuất hiện liên tục thì còn có thể cho rằng đây là chân thân và thế thân, hoặc là anh em sinh đôi gì đó. Nhưng ba tên xuất hiện liên tục là sao đây? Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Tống Thư Hàng thứ ba dã mở miệng nói, xin chào, Bạch Chân Quân tiền bối. Kẻ bịt mặt. Hắn buông hai cái, đầu của Tống Thư Hàng, ở trong tay ra, sau đó nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng thứ ba, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, xin chào. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, phanh lại. Mau phanh lại đi, chấm chấm, đừng nhảy, tiền bối, phía trước chính là vách núi đấy. Kẻ bịt mặt. Đây là cái quỷ gì thế này, chơi hắn à, cái thằng thần kinh. Kẻ bịt mặt tức giận, nhào tới, tấn công Tống Thư Hàng thứ ba vô cùng tàn nhẫn. Chương 269, gà, gà, ta gà. Lần này chắc là chết luôn rồi. Kẻ bịt mặt thở hồng hộc. Dù hắn là tu sĩ chân sư nhị phẩm, nhưng lại bộc phát cường độ cao liên tục như thế thì cũng sẽ mệt. Nhưng trong nháy mắt khi Tống Thư Hàng số 3 ngã xuống thì, trên giường có ánh sáng lóe lên, lại có thêm một Tống Thư Hàng mới xuất hiện. So với hai Tống Thư Hàng, lúc trước, thì Tống Thư Hàng này xuất hiện còn nhanh hơn. Lẽ nào đây giống như tốc độ quái vật hồi sinh cộng một như trong game à? Tống Thư Hàng mới xuất hiện vẫn cười khổ như thế, Bạch Chân Quân tiền bối, chào ngài. Ta đang ở bên cạnh ngài đây. Tay của kẻ bịt mặt đơ ra ngay tại chỗ. Hắn biết rõ nhất định là thế giới này có vấn đề, nhưng hắn căn bản không nghĩ ra là xảy ra vấn đề gì. Không phải ảo giác, cái thằng nhãi trước mặt cũng bị hắn giết bao nhiêu lần rồi, cảm giác truyền tới từ tay lúc mình giết chết nó, cả mùi máu tươi kia đều không phải giả. Nhưng sau khi thằng nhãi này bị giết xong thì lại xuất hiện hết lần này tới lần khác, thế này là sao đây? Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Tống Thư Hàng thứ tư vừa mới xuất hiện lại mở miệng, chào ngài, BC. Kẻ bịt mặt nhíu mày, trả lời lần nữa, xin chào. Nhưng Tống Thư Hàng thứ tư này không trả lời hắn. Quả nhiên, chừng 30 giây sau, Tống Thư Hàng trước mặt lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, phanh lại. Mau phanh lại, chấm chấm, đừng nhảy mà tiền bối, phía trước là vách núi đấy. Kẻ bịt mặt thở dài, lúc này hắn cố nén suy nghĩ muốn giết chóc lại. Thử hùa theo nhập vai, để xem thử có thay đổi gì khác hay không, được rồi, ta sẽ phanh lại. Tống Thư Hàng thứ tư lại ngẩn ra. Ngồi ngu người chừng hơn 20 giây sau, hắn đột nhiên hỏi với vẻ mặt ngu ngơ, ví như tiểu bạch, đợi tóc ngươi dài đến eo rồi thì gả cho ta nhé.
Kẻ bịt mặt, gã ông nội mày, Quyền, trưởng, chỉ chào lại đập đến tới tấp. Đánh 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 đánh. A a a a a, tương đương tiếng kêu la thảm thiết. Tống Thư Hàng thứ tư ngã vật ra. Chấm chấm. Lần này chắc là xong rồi chứ. Kẻ bịt mặt lẩm bẩm. Trong lúc hắn đang nói dở thì trước mắt lại lóe sáng, hình như tốc độ sinh ra cái mới lại nhanh hơn rồi. Tống Thư Hàng thứ năm xuất hiện ngay trước mặt hắn, bên cạnh là bốn thi thể máu chảy đầm đìa. Quả nhiên, khi hắn mở miệng thì vẫn là câu nói kia, Bạch Chân Quân tiền bối, chào ngài, ta đang ở bên cạnh ngài đây. Giết 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 giết, kẻ bịt mặt tức giận gầm lên. Mặc kệ mày có bao nhiêu đứa, nếu đa không phải ảo giác thì có đứa nào xuất hiện ông đây sẽ giết đứa đó. Ông đây không tin, chẳng lẽ mày có thể biến ra hơn 1.000 người được chắc? Chấm. Thời gian trôi qua từng phút một. Thi thể bên cạnh kẻ bịt mặt đã chất thành đống. Có hơn 60 thi thể của Tống Thư Hàng. Hộc hộc, tà môn quá, còn chưa hết nữa sao? Kẻ bịt mặt cười đắng ngắt, hắn biết chắc là mình rơi vào bẫy rồi. Bởi vì khi giết xong Tống Thư Hàng thứ 10 thì hắn đã muốn rời khỏi cái nơi quỷ dị này, nếu không thể trêu vào thì ông đây không biết trốn đi chắc. Nhưng sự thật chứng minh, hắn có muốn trốn cũng không trốn thoát nổi. Rõ ràng chiếc giường chỉ cách cửa sổ có mấy chục bước, nhưng mặc kệ hắn toàn lực thi triển thân pháp để chạy trốn, nhảy lên, cắm đầu chạy kiểu gì cũng thế, rõ ràng cảm giác mình đã chạy được xa lắm rồi. Nhưng vừa quay đầu lại thì vẫn thấy chiếc giường kia, vẫn là chàng trai mặt mày hiền lành đó, vẫn là mặt đất chất đầy thi thể đó. Còn khoảng cách giữa hắn và cửa sổ mãi mãi chỉ có vài chục bước. Gần nhau trong gang tấc mà như biển trời cách đôi, khiến cho người ta tuyệt vọng khôn cùng. Vậy nên hắn bực bội quay lại giết Tống Thư Hàng tiếp. Vẫn là câu nói kia, hắn không tin, lẽ nào trong cái bẫy này có thể biến ra được hơn 1.000 người cho hắn giết chắc. Nếu quả thật nó có thể biến ra hơn 1.000 người tới để hắn giết thì người đã tạo ra cái bẫy này phải biến thái tới cỡ nào chứ? Nhìn, thế thân của mình liên tục bị người ta hành hạ tới chết đủ kiểu. Tâm lý này biến thái đến cỡ nào chứ? Không nghĩ nhiều nữa, cứ cắm đầu mà giết đi thôi. Nhưng hắn càng lúc càng mệt, tốc độ giết cũng càng lúc càng chậm. Trước mắt, Tống Thư Hàng, số mấy cũng không rõ vừa mới ngã xuống, trước khi chết, hắn còn cố nói, gả cho ta, nhé. Kẻ bịt mặt. Hắn sắp điên mất rồi, sắp phát điên tới nơi rồi. Chấm. Thời gian như nước chảy, một đi không quay lại. Đã không biết Tống Thư Hàng thứ bao nhiêu, gả cho ta. Nhé. Gả, gả, ta gả có được chưa? Kẻ bịt mặt khóc giống lên, tha cho ta đi mà, xin ngươi làm ơn tha cho ta đi. Làm ơn cho ta đi ra ngoài, ta có làm trâu làm ngựa cho ngài cũng được nữa. Nhưng Tống Thư Hàng thứ N cộng trước mặt bị thương nặng quá, đầu nghèo qua một bên, chết ngắc. Sau đó, Tống Thư Hàng thứ N cộng 2 xuất hiện. Vẫn là mấy câu nói y như cũ. Lần này, kẻ bịt mặt không ra tay nữa, hắn đờ đẫn chờ Tống Thư Hàng nói xong mấy câu nói cứng ngắc như đã được lập trình sẵn. Cuối cùng, Tống Thư Hàng số N cộng 2 hỏi, gả cho ta nhé. Gả, gả, ta gả, ta gả, kẻ bịt mặt không thể chờ kịp, kích động kêu to. Nhưng, sau khi Tống Thư Hàng thứ N cộng 2 nói xong thì đơ ra tại chỗ như chết máy, không cục cựa gì nữa. Ông để con mợ nhà mày, kẻ bịt mặt tức giận ào lên, dốc hết chút sức sau cùng, xử lý Tống Thư Hàng thứ N cộng 2. Nhưng cũng vô dụng. Một Tống Thư Hàng ngã xuống thì sẽ có vô vàn Tống Thư Hàng khác đứng dậy. Tống Thư Hàng thứ N cộng 3 xuất hiện trong ánh sáng chói lòa. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu mấy câu nói kia. Sau cùng vẫn là câu hỏi, gả cho ta nhé. Kẻ bịt mặt đần mặt ra, hắn thậm chí không có lòng dạ nào để mà nghĩ tới chuyện chém giết nữa. Một lát sau, hắn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại. Nếu như đây là một cái bẫy thì nhất định sẽ có cơ hội phá giải. Đừng có bị đối phương dẫn dắt, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc chờ khôi phục chân khí cái đã. Chỉ cần là bẫy dập thì kẻ lập bẫy nhất định sẽ có lúc lộ mặt ra thôi, đó là cơ hội tốt nhất để mình ra tay. Kẻ bịt mặt rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, hắn lấy một viên đan dược khôi phục chân khí quý giá ra khỏi ngực, nuốt vào cái ực. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, bắt đầu khôi phục thể lực và chân khí của mình. Chờ đó, đợi cái bẫy này xuất hiện sơ hở thì ông đây sẽ cho mày đẹp mắt. Ông sẽ cho mày sống không bằng chết. Ông sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để tra tấn, hành hạ mày. Chấm. Hắn đã ở trong cái không gian trong suốt này không biết bao lâu rồi.
Tống Thư Hàng nhàm chán đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng số 2, lấy điện thoại ra. Chụp một bức cho mình và, mình kia. Tách! Đèn flash của điện thoại sáng lên. Nhưng đúng lúc này, thế giới trong suốt đột nhiên biến mất không thấy đâu. Bởi vì đột ngột quá nên Tống Thư Hàng không kịp đề phòng. Một khắc sau, hắn đã quay về thế giới thật. Lúc này, hắn phát hiện mình đang ngồi bên cạnh Bạch Tôn Giả. Bạch Tôn Giả đã đứng dậy, mỉm cười. Mà ở trước mặt hai người bọn họ tên kẻ bịt mặt kia đang ngồi xếp bằng khôi phục chân khí. Kẻ bịt mặt cũng cảm nhận được sự biến hóa ở bên ngoài, nên hắn lập tức mở to mắt ra. Vẫn là căn phòng kia, vẫn là chiếc giường kia, vẫn là cái thằng nhãi mặt mày hiền lành chết dẫm kia. Chỉ thấy mớ thi thể chất đầy đất mà thôi. Lại có thêm một nam tử xuất trần tựa như tiên nhân trong tranh vẽ. Nhưng không sao cả, cơ hội tới rồi đây. Ha ha ha, cái bẫy chết tiệt kia đã biến mất rồi, mau nạp mạng đi. Kẻ bịt mặt nghiến răng nghiến lợi, phóng người bay lên, tay phải đâm về phía Tống Thư Hàng, muốn đâm vài cái lỗ trên đầu hắn. Tống Thư Hàng không chút sợ hãi, mỉm cười ôi chỗ dựa vững chắc đã tỉnh rồi, hắn có gì mà phải sợ. Bên cạnh hắn, Bạch Tôn Giả vẻ mặt bình tĩnh, giơ một tay ra, chỉ về phía kẻ bịt mặt, miệng thốt ra bốn chữ, bình thổ hóa cát. Thuộc tính chủ yếu của Bạch Tiền Bối hình như có liên quan tới thổ hệ. Nên mặc kệ là cái vỏ tượng bên ngoài lúc hắn bế quan hay là bình thổ chú, hoặc kỹ năng hắn mới dùng khi nãy đều thế. Thủ trưởng ấn ra từ xa. Một phù văn thổ hệ lăng không hình thành, đập lên trên người của kẻ bịt mặt. Xoẹt, kẻ bịt mặt chỉ cảm giác thân thể của mình nhũn ra, không chỉ thân thể, ngay cả linh hồn của hắn cũng nhanh chóng suy yếu. Hắn cúi đầu xuống xem thì thấy được một màn vô cùng đáng sợ. Thân thể của hắn lại biến thành một cột cát, đang đổ xuống dưới tựa như đồng hồ cát. Không, đây là gì thế này? Là ảo thuật sao? Hắn vô cùng hoảng sợ. Trong nháy mắt, thân thể và tất cả mọi thứ trên người của kẻ bịt mặt kia, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cũng biến thành một bãi cát vàng. Đây là lần đầu tiên Tống Thư Hàng nhìn thấy Bạch Tiền Bối ra tay giết địch, nên bị rúng động dữ dội. Pháp thuật của Bạch Tiền Bối không mang theo chút khí tức khói lửa gì, nhưng lại cường đại vô cùng. Một vị tu sĩ có thể dùng chân khí lại biến thành một bãi cát vàng rồi. Tiếp theo, Bạch Tôn Giả vỗ nhẹ tay phải. Một cơn gió đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy đống cát vàng kia, bọc lấy chúng nó bay ra cửa sổ, mang đi thật xa, hòa vào trong bùn đất. Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn còn rất sâu như vậy chứng tỏ vẫn chưa tới lúc Bạch Tôn Giả kết thúc bế quan. Bạch Tiền Bối, người xuất quan sớm à? Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm, bèn hỏi thử. Ta cảm ứng được sát ý rất rõ ràng ngay bên cạnh. Nên mới kết thúc bế quan sớm. Nhưng không sao cả, lần này chỉ bế quan ngắn hạn, những thứ ta muốn cảm ngộ đều đã xong cả rồi. Bạch Tôn Giả cười nói, tiếp theo, đợi trải qua thêm nhiều chuyện thú vị hơn thì ta sẽ bế quan tiếp. Lần sau chắc là có thể bế quan 300 năm. Lần tiếp theo sẽ bế quan 300 năm. Tống Thư Hàng thầm líu lưỡi. Thư Hàng à, không được lười nhác bỏ bê chuyện tu luyện. Tuổi thọ của tu sĩ nhất phẩm cao lắm chỉ có thể đạt tới cực hạn của người bình thường là hơn 120 năm mà thôi. Nhưng tuổi thọ của tu sĩ nhị phẩm ước chừng có thể tăng lên gấp đôi. Tới chừng 240 hoặc hơn tí nữa. Ít nhất phải thành tu sĩ tam phẩm thì mới có thể sống được từ 3 đến 400 năm, Bạch Tôn Giả chậm rãi nói. Tống Thư Hàng thầm gật đầu. Tuy rằng còn lâu lắm mới tới lần bế quan tiếp theo. Nhưng ta hy vọng, lần sau khi ta xuất quan ra ngoài, vẫn có thể gặp được ngươi, Bạch Tôn Giả mỉm cười nói. Nói cách khác, Tống Thư Hàng ít nhất phải có tu vi tam phẩm thì mới có thể sống tới lúc Bạch Tiền Bối bế quan xong lần nữa. Đây có xem như lời chúc phúc của Bạch Tiền Bối không nhỉ? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Ta nhất định sẽ cố gắng, Bạch Tiền Bối. Hắn đáp vô cùng tự tin, đúng rồi, Tiền Bối, chỗ này của ta có một khối dị thạch này, ngươi xem. Tiếp theo, hắn móc khối dị thạch trong túi ra. Cành lá của thông nương ở trên đó lặng lẽ run run, giống như sợ Bạch Tôn Giả. Đây là, ngộ đạo thạch à, Bạch Tiền Bối nhận lấy khối dị thạch, chẳng trách ta lại thấy ngươi đã đột phá tỷ khiếu thành công, thậm chí ngay cả nhĩ khiếu cũng đã tràn đầy khí huyết rồi, hai ngày nay ngươi có kỳ ngộ gì à? Đúng là có chút kỳ ngộ, Tống Thư Hàng cười hì hì nói. Đồng thời hắn nghĩ tới một chút, chẳng lẽ kẻ bịt mặt kia tình cờ phát hiện trên người mình có ngộ đạo thạch nên muốn tới đây cướp à? Chương 270, trả thù lao đi, thông nương. Thư Hàng kể sơ về những chuyện xảy ra trong hai ngày này cho Bạch Tôn Giả biết. Bắt đầu từ sự kiện,
Phân vụ đạo trưởng nằm dưới thiên thạch, xuất hiện từ sau khi Bạch Tôn giả bế quan xong, đến chuyện, xe kéo gặp sự cố, thiên thạch phát nổ khiến xe kéo nổ theo, ngộ đạo thạch xuất hiện, thông nương cướp ngộ đạo thạch, cuối cùng là vụ thịt dê xào hành tinh 300 năm. Trong hai ngày ta bế quan lại xảy ra nhiều chuyện như thế sao? Hai ngày nay của ngươi đặc sắc thật đấy, Bạch Tiền Bối nói, sau đó, đột nhiên hắn lại lộ ra vẻ đau lòng, đợi đã, khi nãy ngươi nói xe kéo bị nổ rồi à? Bởi vì thiên thạch đột nhiên phát nổ, nên xe kéo cũng bị thiên thạch bắn trúng phát nổ luôn rồi, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói xong, lại an ủi, không sao đâu mà Tiền Bối, nếu như ngài thật sự thích chiếc xe đẩy đó như thế thì đợi tới lúc quay về chúng ta lại nhờ Hoàng Sơn Chân Quân mua thêm một chiếc nhé. Ta nghĩ Hoàng Sơn Chân Quân nhất định có thể tìm được một chiếc máy kéo y chang thế. Cũng đúng, à đúng rồi, chúng ta phải nhờ mua thêm mấy chiếc mới được. Hai mắt của Bạch Tiền Bối sáng lên. Xe kéo là loại xe mà hắn thích chạy nhất, đặc biệt là lúc lái xe, máy xe rung rung, Bạch Tôn giả cảm giác tâm trạng của mình cũng phấn chấn thôi. Thư Hàng nghi hoặc nói, mua thêm mấy chiếc nữa để làm gì? Ừ, khi nãy ta đột nhiên nhớ tới cuộc đua phi kiếm của giới tu sĩ, sau đó ta đột nhiên nghĩ, ta có thể tìm thêm vài đạo hữu để tổ chức cuộc thi đua xe kéo lần thứ nhất, sau đó phát cho mỗi người một chiếc xe kéo, tự mình cải tạo lại, sau đó thi với nhau thử xem tốc độ của ai nhanh hơn. Chắc là sẽ thú vị lắm, Bạch Tiền Bối sờ cằm nói. Tống Thư Hàng lặng lẽ quay đầu qua một bên, không để cho Bạch Tiền Bối nhìn thấy nét mặt của hắn lúc này chỉ cần nghĩ tới chuyện có một nhóm tiên tử, đạo trưởng, đại sư, cùng nhau lái xe kéo, dùng tốc độ mấy trăm cây em để đua phăm phăm trên đường thì Tống Thư Hàng lập tức không biết phải lộ ra vẻ mặt thế nào, để biểu đạt cõi lòng xốn sang vạn con đờ mờ phi nhanh của mình bây giờ. Lát nữa phải bảo Hoàng Sơn Chân Quân chuẩn bị 30-40 chiếc xe mới được. Ta xuất quan biết bao lâu rồi, sau này phải tìm cơ hội tập hợp mấy vị đạo hữu vẫn còn sống lại họp mặt mới được, cuộc thi đua xe kéo là một cơ hội tốt đấy, Bạch Tôn giả nói chắc nịch. Tống Thư Hàng. Bạch Tôn giả đây là muốn chơi thật rồi, cái cảnh tượng mà mình vừa nghĩ đến khi nãy rất có thể sẽ thành hiện thật. Tới lúc đó mong bọn họ có thể chọn chỗ nào vắng người để mà thi với nhau. Nếu không, lỡ như bị cảnh sát giao thông bắt được, tới lúc đó, cảnh sát giao thông nhìn thấy một đám đạo sĩ. Hòa thượng, mỹ nữ cổ trang, hoặc mấy người ăn mặc theo kiểu thư sinh cổ đại đang đua xe với nhau thì sẽ bị ám ảnh về mặt tâm lý tới cỡ nào đây? Chuyện xe kéo cứ quyết như thế đi. Giờ nói tiếp chuyện ngộ đạo thạch này vậy. Cộng hành non ở phía trên chính là hành tinh có tu vi 300 năm mà ngươi đã nói đây à? Bạch Tôn giả giơ tay búng nhẹ cộng hành tinh. Lá hành của hành tinh lặng lẽ rụt rụt lúc cô ở trong túi áo của Tống Thư Hàng thì đã từng lặng lẽ dùng lá hành quan sát chuyện xảy ra ở bên ngoài. Lúc ấy, cô thấy rõ vị tiền bối thực lực cao thâm trước mặt, vươn tay chạm nhẹ vào một tu sĩ nhị phẩm thôi thì đã tiêu diệt được tu sĩ nhị phẩm kia lập tức biến thành một đống cát vàng. Nhớ tới cảnh đó, cô cảm giác dễ hành của mình mềm nhũn ra. Chính là gốc hành tinh này, Tống Thư Hàng nói. Gốc hành tinh nhỏ này cũng thú vị lắm, người có thể khiến khí huyết trong nhĩ khiếu tràn đầy một lần là vì ăn lá hành của cô ta đúng không? Nếu đã vậy thì cứ bồi dưỡng cô ta cho tốt đi. Chờ ngươi mở được nhĩ khiếu rồi thì chắc cọng hành này cũng mọc lên được một khúc đó. Tới khi ấy ngươi lại hái lá hành của nó, dùng thêm một lần, một hơi nhồi để khí huyết vào trong khiếu huyệt. Dù không thể lấp đầy thì cứ dùng thêm vài lần là được, đây là bảo bối đấy. Bạch Tiền Bối hưng phấn cười nói với Tống Thư Hàng. Thông nương lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Thật Red A còn định cho Bạch Tiền Bối xóa hết phần ký ức liên quan tới ngộ đạo thạch của cọng hành tinh này đi, rồi sẽ thả cô ta ra. Gốc hành tinh này có quá khứ thê thảm lắm, ta cảm giác cô ta sống cũng đủ vất vả lắm rồi, Tống Thư Hàng nói, thuộc tính người tốt của hắn lại phát tác. Thông nương nghe thấy thế thì hai mắt lập tức sáng lên. Nhưng hình như bây giờ gốc hành tinh này đã mọc luôn trên ngộ đạo thạch mất rồi. Không thể nào nhổ nó ra được, nếu như cưỡng chế nhổ ra thì ta sợ sẽ khiến cô ta bị tổn thương, tới lúc đó e là cô ta sẽ chết mất, Tống Thư Hàng thở dài. Thông nương nghe thấy thế thì hốc mắt lập tức ươn ướt sao lúc đó mình lại lên cơn thần kinh chui vào túi áo định cướp ngộ đạo thạch của Tống Thư Hàng làm gì kia chứ. Bây giờ thì hay rồi, mọc luôn trên đó rồi. Cắm rễ trên ngộ đạo thạch cũng là tạo hóa của cô ta, Bạch Tôn giả nói, trước khi tìm được cách giải quyết thì ngươi cứ nuôi dưỡng cô ta một quãng thời gian đi. Ngộ đạo thạch sẽ mang tới rất nhiều chỗ tốt cho tương lai của cô ta. Sau này... Lá hành của cô ta mọc ra xem như thù lao mà cô ta trả cho ngươi vì đã cắm rễ trên ngộ đạo thạch đi. Trước mắt của thông nương tối sầm lại tới cuối cùng, cô vẫn không thể nào thoát khỏi số kiếp bị, sắt lát, hay sao?
Chấm. À đúng rồi, Thư Hàng, trước đó ngươi từng nói, ở bên trong khối thiên thạch mà ngộ đạo thạch này ký sinh có kiếm khí của ta và Vân Vũ đạo trưởng đúng không? Bạch Tôn Giả vuốt ve khối ngộ đạo thạch này. Sau khi rời khỏi khối thiên thạch kia, kiếm khí của Bạch Tôn Giả và Vân Vũ đạo trưởng còn sót lại ở trên ngộ đạo thạch đã cực kỳ yếu ớt. Chút khí tức đó vẫn đang tiêu tán dần. Chắc chỉ không tới 2 ngày nữa, khí tức kiếm ý của Bạch Tôn Giả và Vân Vũ đạo trưởng ở trên nó sẽ tan biến hoàn toàn. Ta đang nghĩ, liệu có phải là sau khi phi kiếm dùng một lần của Bạch Tiền Bối người bắn vào vũ trụ đã để lại kiếm khí trên khối thiên thạch đó hay không? Tống Thư Hàng đoán chừng. Không phải là phi kiếm dùng một lần, Bạch Tôn Giả mỉm cười nói, cho dù là kiếm khí do ta đánh ra, nhưng vì công pháp thi triển khác nhau mà khí tức để lại cũng sẽ khác nhau. Nếu như ta đoán không lầm thì khí tức của đạo kiếm khí này là của Thiên Bằng Độn Pháp. Ta chưa từng dùng loại kiếm độn này trên phi kiếm dùng một lần bao giờ. Thiên Bằng Độn Pháp, Tống Thư Hàng cảm giác cái tên này nghe quen quen, hắn nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên nhớ tới, chiếc máy bay trực thăng mà chúng ta bay vào vũ trụ lần trước. Đúng vậy, Bạch Tôn Giả gật đầu nói, ngộ đạo thạch là một loại dị thạch rất kỳ lạ, năng lượng của nó là dị năng lượng không thuộc về hệ thống tu sĩ. Khi nó chưa xuất hiện thì ẩn bên trong thiên thạch, cho dù là ta thì cũng không thể cảm giác được sự hiện hữu của nó không ngờ. Bên trong khối thiên thạch mà khi ấy chúng ta chọn đại để nghỉ ngơi chụp một bức ảnh, lại ẩn giấu một khối ngộ đạo thạch. Lúc này trong đầu của Tống Thư Hàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, vận may của Bạch Tôn Giả đúng là nghịch thiên thật mà. Có ngộ đạo thạch, cũng có cả hành tinh rồi, Thư Hàng tiểu hữu, mọi thứ đều đã có đủ, cố gắng tu luyện đi nhé, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới nhất phẩm, vượt long môn, hóa phàm vi chân đi, Bạch Tôn Giả nói. Đang lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, mỉm cười, khẽ gật đầu, sau đó lại hừ lạnh một tiếng. Chấm chấm. Trên một nóc nhà ở bên ngoài cửa sổ, Vân Vũ đạo trưởng bị dọa ướt đẫm mồ hôi. Bị phát hiện rồi à? Hắn lẩm bẩm, ánh mắt của Bạch Tôn Giả nhìn hắn khi nãy giống như đang nhìn thẳng vào hắn vậy. Cũng may, là trên người mình không có ác ý. Bằng không, kết cục của tên bịt mặt bị biến thành cát khi nãy cũng sẽ thành kết cục của mình. Tên bịt mặt kia chỉ có tu vi nhị phẩm, thực lực chênh lệch quá lớn, cực kỳ lớn, khiến cho tên bịt mặt kia căn bản không cách nào cảm ứng được sự đáng sợ của Bạch Tôn Giả trong lúc bế quan. Cho nên, tên bịt mặt kia mới dám to gan xông vào trong phòng của Tống Thư Hàng để tự tìm đường chết. Tới cảnh giới như của Vân Vũ đạo trưởng thì đã có thể cảm ứng được phần nào sự đáng sợ của Bạch Tôn Giả. Tạm thời đừng mơ tới ngộ đạo thạch nữa, thôi thì cứ mua một căn nhà ở gần chỗ Tống Thư Hàng tiểu hữu. Làm hàng xóm với bọn họ vậy, Vân Vũ đạo trưởng nghĩ thầm trong lòng. Kiếm hoàn trong ống tay áo của hắn trượt ra, biến thành độn quang, Vân Vũ đạo trưởng đạp lên độn quang, bay đi về phía sâu bên trong thành phố Văn Châu. Hắn không có tiền, nếu như muốn mua nhà thì phải nghĩ cách kiếm ít tiền mới được. Về phần kiếm tiền ở đâu ra ấy à, người của không không đạo môn chưa bao giờ phải sợ là không có chỗ lấy tiền, không cần phải lo. Chấm. Mà ở nơi cách Vân Vũ đạo trưởng không xa, có một đạo thân ảnh sụi lơ trên mặt đất, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có. Đó là một gã đàn ông trung niên, nhưng gã đàn ông này chỉ là một con rối bị thao túng mà thôi. Ở vị trí sau ót của hắn, có cắm một cây châm cài thật nhỏ, bị tóc che phủ, gần như không thể nhìn ra. Đó là một cách để thông qua pháp thuật mà thao túng người bình thường từ xa. Đúng là đáng sợ, khoảng cách xa như thế mà vẫn có thể phát hiện ra được sự hiện hữu của mình sao? May mà lần này mình mượn thân thể của người bình thường, bằng không khi nãy không phải chỉ đơn giản là bị chấn nhiếp tinh thần không thôi, mà đã bị pháp thuật tấn công, thậm chí là phi kiếm bay tới trực tiếp lấy đầu của mình rồi không chừng. Gã đàn ông trung niên nọ lẩm bẩm nói. Hơn nữa, dù đã dùng thân thể của người thường để làm con rối rồi, mà đạo tinh thần chấn nhiếp khi nãy thiếu chút nữa cũng đã đánh nát tinh thần lực mà mình dùng để khống chế gã mập này, thậm chí mò được nguồn gốc, khiến cho bản thể của mình phải gánh chịu trùng kích nhất định rồi. Có một vị nhân vật cường đại như thế bảo vệ ngày đêm, cảnh mạch thất bại cũng là chuyện thường. Chỉ là, liệu có còn cơ hội lấy được huyết thần toàn về hay không đây? Gã trung niên kia cười khổ nói. Hắn luôn cảm giác, bản thân mình thận trọng từng bước, từ khi bắt đầu mưu tính, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Sinh linh trong thiên hạ đều là con cờ trong tay mình, mạnh mẽ như Tô thì A Thất không phải vẫn dễ dàng bị mình lợi dụng đấy thôi. Nhưng từ khi khúc cây bốc cứt là Thư Sơn áp lực đại này chen vào ván cờ của hắn xong thì tất cả đều bị đảo lộn hết cả. Bây giờ, hắn cảm giác mong muốn thu hồi huyết thần toàn của mình đúng là hy vọng xa vời.
Nhưng ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu, gã đàn ông trung niên lẩm bẩm. Ta chính là công tử Hải, là Hải công công không tới giây phút sau cùng, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. À lộn, ta là Hải mãi mãi không bỏ cuộc. Hắn giơ tay xé toang tờ giấy trắng trong tay mình. Tờ giấy này là tờ vô cực truy sát lệnh của vô cực ma tông, loại này tương đương với lệnh truy sát cao cấp nhất, người bị truy nã đúng là Thư Sơn áp lực đại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 270.